Mà ở thấy tình cảnh này, nhất thời, Trần Phi con ngươi không khỏi thật sâu nhíu nhíu mày. Thương! Theo sát mà chỉ thấy Kỳ vung mạnh tay lên, một đạo viêm kiếm dường như cởi cung ra mũi tên nhọn, thẳng tắp lược hướng hình vuông thủy tinh đồ đựng dụng cụ, thương một tiếng, độ cứng có thể nói làm cho đặc thù thủy tinh tựu cư nhiên bị oanh nổ bể ra. Sau một khắc chỉ thấy viêm kiếm thần tốc huyễn hóa thành một luồng sợi đỏ đậm diễm quang, một bên đem kim thiềm nguyệt quả bảo vệ, phòng ngừa Kỳ đã bị tổn thất, một bên, đỏ đậm diễm quang cũng tô đậm theo kim thiềm nguyệt quả, chậm rãi phiêu trở lại Trần Phi trong tay. Hanh, quả thực chính là vẽ rắn thêm chân. Đợi được kim thiềm nguyệt quả trở về tới tay trung tâm sau, Trần Phi điều khiển linh khí lan tràn tới trong đó. Sau đó mặt không biểu tình cảm ứng một trận, sau cùng, chỉ thấy Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn minh bạch đối phương loại phương pháp này, nhất định là muốn kim thiềm nguyệt quả loại này thần kỳ linh dược dược hiệu, trở nên càng mạnh, nhưng vấn đề là cái này có thể tuyệt đối không là đơn giản như thế là có thể biện pháp chuyện. Dù sao phàm là ở trong trời đất này vạn vật, đều có một chịu tải hạn mức cao nhất, thủy mãn tắc tràn đầy như vậy nông cạn đạo lý, hắn cư nhiên cũng không biết sao. Thật là có đủ nông cạn, cùng tham lam a. Nếu không phải là bởi vì tham lam, muốn cho bản thân đã cũng đủ dược hiệu kinh người kim thiềm nguyệt quả, còn muốn nhượng nó trở nên lợi hại hơn, Chu Dã như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy có lệ biện pháp, vẽ rắn thêm chân ni. Bất quá, hắn đều cũng có thể cảm tạ đối phương phần này tham lam, bằng không, cái này kim thiềm nguyệt quả như thế nào sẽ lần thứ hai trở lại trong tay hắn ni. Đều là vận khí, đều là mệnh a. Vâng, 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 là ta vẽ rắn thêm chân, là ta không có gì kiến thức, cái kia. Ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Nghe vậy, Chu Dã run run mở miệng, lại nhịn không được nhấc lên nửa đoạn sau nói. Hiển nhiên hắn hiện tại, thầm nghĩ từ Trần Phi cái này ác ma trước mặt mau nhanh lăn đi, lăn được càng xa càng tốt. Đi, chạy đi đâu, vì sao ngươi bây giờ có thể đi? Có thể tiếp, Trần Phi lại cư nhiên cười lạnh lắc đầu nói. Ngươi, nghe vậy Chu Dã không khỏi sắc mặt cứng đờ, có chút trắng bệch nhìn Trần Phi nói ngươi, ngươi. Ngươi không phải mới vừa đã nguyện ý buông tha ta sao? Hắn không nghĩ tới đến cuối cùng Trần Phi cư nhiên sẽ lừa gạt hắn, rõ ràng trước không đều đã nguyện ý buông tha hắn sao? Nguyện ý buông tha ngươi, ngươi có đúng hay không cái lỗ tai có chuyện, nghe lầm. Ta vừa rồi chỉ nói tử tội có thể miễn, mang vạ khó khăn tha. Hơn nữa ngươi loại này tên, coi như đối với ta không tạo được uy hát yêu ta gì. Nhưng nếu là muốn âm thầm hướng bên cạnh ta thân nhân, bằng hữu hạ thủ, cũng còn là thật phiền toái. Nếu đổi lại là chính ngươi, ngươi sẽ như vậy thả hổ về rừng sao? Trần Phi nhìn hắn lạnh lùng nói. Ta, nghe vậy Chu Dã sắc mặt trực tiếp cứng lại rồi. Bởi vì hắn biết rõ, Trần Phi nói không sai. Lấy hắn tiên thiên trung kỳ thực lực như vậy, coi như đối với đối phương không tạo được uy hát yêu ta gì, nhưng nếu là sinh lòng xấu niệm, muốn hướng Kỳ bên người thân thích hoặc bằng hữu hạ thủ, tự tất nhiên cũng coi là uy hát yêu ta cực đại. Nếu đổi lại là chính hắn, khẳng định cũng không muốn như vậy thả hổ về rừng. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể buông tha ta, cho ta một con đường sống. Có thể hắn Chu Dã còn là rất sợ tử vong, vì vậy theo sát mà hỏi ra vấn đề như vậy. Rất giản đáp, ta cho ngươi hai con đường. Trần Phi ngay sau đó liền đưa ra hai ngón tay, chậm rãi nói một. Ta ở bên trong thân thể ngươi trồng một loại độc dược, loại độc chất này dược hội từ từ ăn mòn thân thể của ngươi, chỉ có ta, mới có thể cho ngươi giải dược, vì vậy ngươi về sau nếu đột nhiên không nghĩ ra, muốn tìm cái chết nói, loại phương pháp này cũng rất thích hợp ngươi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói hai. Tự phế tu vi đến tiên thiên cảnh giới dưới, như vậy ngươi có thể xoay người ly khai. Nếu là ngươi, không có tiên thiên cảnh giới thực lực. Cái loại này không an phận tâm tư, hẳn là cũng sẽ không lại đơn giản nhô ra đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bình thản nhìn đối phương, giọng nói nhưng có chút hiện lên lạnh lẽo. Ta! Nghe được Trần Phi cho hắn hai loại lựa chọn này, Chu Dã sắc mặt chợt đổi đổi, rối rắm, không biết cần làm cái gì tuyển trạch. Con đường thứ nhất, có thể bảo lưu lại thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng độc. Làm cái mạng nhỏ của mình hoàn toàn nắm giữ ở trong tay người khác lúc, cái loại cảm giác này chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để cho người hít thở không thông. Có thể con đường thứ hai, tự phế tu vi đến tiên thiên trình tự dưới, cái này với hắn mà nói cũng vẫn như cũ cực kỳ khó có thể tiếp thu. Dù sao cái này hơn 10 năm,
hắn đến tột cùng là ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu mệt, mới vô cùng gian nan đi cho tới hôm nay, há có thể nói là buông tha để lại vứt. Ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, 10 giây đồng hồ sau, hai con đường ngươi cũng không dùng tuyển, ta đưa ngươi lên đường. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lạnh lùng thanh âm rồi lại bỗng vang lên, khiến chợt nghe vậy Chu Dã, già nua thân thể nhìn không được kịch liệt run rẩy một đại dưới. Hai con đường cũng không chọn, ta đưa ngươi lên đường. Xin nhờ, đùa gì thế? 10, 9, 8, 7. Nhưng Trần Phi cũng đã lười quản hắn, tự mình đọc dây lên. Vân vân chờ đã, chờ. Nghe thế Chu Dã già nua khuôn mặt trên tràn đầy mồ hôi, thậm chí cũng không từ có chút thất kinh, lắp bắp nói. Thế mà Trần Phi nhưng ngay cả lý, để ý đều mặc kệ hắn, trên mặt thần sắc Phi hơi mang theo chút lạnh liệt, tiếp tục nói 6, 5, 4, 3. Hắn đọc dây tốc độ rất nhanh, thậm chí hình như một thanh thiết chùy, không gì sánh được rất nhanh, đại lực đánh ở Chu Dã trong trái tim, khiến người sau già nua gương mặt thậm chí càng trắng bạch. Khô lục xoát ngón tay đã ở không cầm được run. 2, 1. Mà theo Trần Phi cuối cùng 2 giây đếm ngược kết thúc, một luồng nhàn nhạt diễm quang từ từ hiện lên ở mờ tối trong phòng thí nghiệm, khiến Chu Dã mạnh con ngươi co rụt lại, mí mắt run lên, hét lớn chờ, vân vân chờ đã ta. Ta chọn con đường thứ hai, nói như thế, hắn cư nhiên thật cắn răng đánh tan chân khí trong cơ thể bổn nguyên, nhất thời làm tu vi trước thiên trung kỳ, té ngã tiên thiên dưới. Khụ khụ, hiện tại ta có thể đi tới đi. Khụ khụ, Chu Dã một bên thần sắc trắng bệch khụ theo máu, một bên môi run lập cập, nói. Ừ, đi thôi. Thấy thế, Trần Phi mặt không thay đổi gật đầu, sau đó Chu Dã lập tức như được đại xá vậy, quay đầu rời đi, xem ra là thật đánh chết cũng không muốn lại ở lại Trần Phi trước mặt. Như vậy, chỉ khoảng nửa khắc, Chu Dã cũng đã cực kỳ suy yếu tiêu thất ở Trần Phi trong tầm nhìn. Tâm tắc, người tiểu tử này cổ tay thật đúng là thật lợi hại. Có thể để cho một vị tiên thiên trung kỳ cổ vũ giả như vậy cam tâm tình nguyện đánh sơ xác chân khí bổn nguyên, cùng ngươi so với, ta đây tao lão đầu thực sự là kém nhiều lắm. Bất quá, ngươi vì sao mặc kệ trực tiếp giết hắn, xong hết mọi chuyện đi. Ngay tại lúc này, trong bóng tối lại bỗng vang lên một đạo tiếng cười âm lãnh. Còn đối với cái này, Trần Phi cư nhiên cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ Bình thản ánh mắt quét tới, nhìn phòng thí nghiệm lối vào, không biết khi nào đã xuất hiện ở nơi đó hoàng bào lão giả, hơi chắp tay, khách khí nói hoàng tiền bối. Mà vị này hoàng bào lão nhân, không là người khác, đúng là hắn trước để ngừa vạn nhất, đi kinh thành hứa lão thái gia nơi ấy mời tới giúp đỡ. Hoàng bào lão giả tên là Hoàng Tinh, chính là trung ương cảnh vệ cục nguyên lão cấp bậc đại nhân vật, cũng ủng có chút kiêu ngạo ở tuân lôn tuần lão thực lực đáng sợ. Tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn đỉnh. Trước đến từ Hắc Ma Điện luyện khí thất trọng đại nhân vật, mặc dù có thể đủ bị Trần Phi hù ở, có phần nửa công lao, có thể cũng phải quy công cho đối phương. Dù sao tại đây trong thế tục, tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn thế nhưng siêu cấp hiếm thấy. Đủ để làm người ta suy nghĩ nhiều. Hắc hắc, ngươi còn là đừng gọi ta như vậy, tổng cảm giác trong lòng có chút sấm hoảng. Có thể nhưng vào lúc này Hoàng Tinh Hoàng lão lại hắc hắc lắc đầu, nói. Hiển nhiên, Trần Phi ngày hôm nay làm tất cả còn là ở trong lòng hắn để lại rất sâu khắc ấn tượng, nếu không, hắn làm sao có thể sẽ nói ra những lời này. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên có chút lúng túng sờ sờ mũi. Mà ở thấy tình cảnh này, Hoàng Tinh Hoàng lão nhìn hắn một cái, chợt vừa cười lắc đầu nói lại nói tiếp ngày hôm nay chuyện này ta cũng không giúp đỡ gấp cái gì, toàn bộ ở một bên xem náo nhiệt, cũng có chút ngượng ngùng. Như vậy đi. Sau ngươi nhượng phi báo đem này hổ báo đường dư nghiệt giao phó cho chúng ta trung vệ cục. Dù sao phi báo chỉ là địa phương trên, trình tự có chút thấp, có một số việc sợ rằng không có biện pháp xử lý. Nói đến đây, Hoàng Tinh Hoàng lão không khỏi vi hơi dừng một chút, lại nở nụ cười, nói bất quá, lần này có thể đem hổ báo đường lớn như vậy khỏa u ác tính đánh dụng, tiểu tử ngươi coi như là thiên đại đầu công. Sau ta sẽ như thực chất bẩm báo lên, phỏng chừng qua không được bao lâu. Mặt trên nên sẽ có sở biểu thị đi. Nghe được trước nửa đoạn nói thời gian, Trần Phi cũng đã khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn cũng không am hiểu loại này cong cong từng đạo, có thể lúc này, nhưng cũng có thể minh bạch, phi báo tương giác trung ương cảnh vệ cục, quả thực trình tự thấp không ít. Vì vậy chuyện này đến tiếp sau giao cho đối phương xử lý, tuyệt đối sẽ so với lại tại bọn hắn phi báo, tốt hơn nhiều. Đến mức công lao.
Tựa hồ hắn căn bản là đối với cái không có hứng thú a. Nhưng tuy rằng trong lòng là muốn như vậy, bất quá Trần Phi ngoài mặt vẫn là hiền lành cười nói vậy đa tạ hoàng lão. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây còn là đa tạ. Hoàng Tinh hoàng lão liếc hắn một cái, nói ta là xem ở Hứa lão thái gia mặt mũi, có thể không phải là bởi vì ngươi loại này mao đầu tiểu tử. Bất quá có thể vì quốc gia trừ một hại, cũng là nên, dù sao vậy cũng là chúng ta trung vệ cục bản chức một trong công việc. Cái kia, hoàng lão, các ngươi là không phải là sớm biết rằng, La Tôn cùng Hắc Ma Điện có dính dấp. Theo sát mà Trần Phi đột nhiên hỏi. Nghe vậy Hoàng Tinh hoàng lão sắc mặt hơi dừng lại một chút. Rất hiển nhiên Trần Phi nói đem Hoàng Tinh hoàng lão cho đang hỏi, bởi vì loại chuyện này, theo lý thuyết hắn hoàn toàn có thể không giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Thế nhưng, bên kia vậy là cái gì? Hoàng lão, ngươi nên biết đi. Ngay tại lúc này Trần Phi lại lần nữa đặt câu hỏi. Trước tại nơi Hắc Ma Điện đại nhân vật trước mặt, bởi vì cần ngụy trang, hắn không có biện pháp hỏi, nhưng bây giờ hắn chân thực có chút không nhịn nổi. Lẽ nào trên địa cầu này thật là có cổ luyện khí sĩ dấu vết lưu lại, thậm chí, cùng tu chân giới tương liên? Cần phải thật như thế, trên địa cầu này luyện khí sĩ tu vi tại sao lại như vậy yếu? Dù sao nếu là tại tu chân giới cái loại địa phương đó, coi như là trúc cơ cảnh, cũng xa xa không có khả năng xưng được vương. Mà đang nghe cái này, Hoàng Tinh Hoàng trên khuôn mặt già nua thần sắc càng đổi đổi. Về chuyện bên kia, ta tạm thời không có biện pháp nói cho ngươi biết. Một là bởi vì lệnh cấm, hai là bởi vì ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Có thể nói ở đây, Hoàng Tinh Hoàng lão trầm mặc nửa ngày, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói đến mức La Tôn cùng Hắc Ma Điện. Khi chúng ta chú ý tới cái tổ chức này thời gian, quả thực đã phát hiện cái này trong tồn tại có Hắc Ma Điện cái bóng, bất quá, bọn họ vì sao biết trộn lẫn ở một khối, cho tới bây giờ, trong chúng ta vệ cư cũng đều còn không có điều tra rõ. Gì, được rồi. Các ngươi đơn độc hàn huyên chút gì? Hắn gọi ta lo cho mình đi miệng, đừng đem sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi lóe lóe, nói. Đừng đem ngày hôm nay chuyện này tiết lộ ra ngoài, có ý tứ, Hoàng Tinh Hoàng lão cau mày nói. Chắc là nhường ta chớ đem hắn mang đi La Tôn chuyện tình, tiết lộ ra ngoài đi. Lấy thân phận của bọn họ. Không phải là không hẳn là như thế tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở trong thế tục sao? Trần Phi cuối cùng vẫn không có nói thật, híp mắt nói. Như thế. Nghe thế, Hoàng Tinh Hoàng lão lắc đầu, theo sát mà còn nói thêm lấy thân phận của bọn họ, đã không thích hợp tại đây trong thế tục tùy tùy tiện tiện hoạt động. Chớ nói chi là còn có điều ước thúc hắn. Đã như vậy, ta đây hãy đi về trước, còn dư lại chuyện cũng đã không cần gì cả ta lại ra mặt đi. Điều ước. Nghe vậy Trần Phi trong con ngươi lại lần nữa lướt qua một tia vẻ kinh dị, theo gật đầu. Lúc này gió to sóng lớn gì đều đã hoàn toàn qua, còn dư lại đều là việc nhỏ, vì vậy lấy thân phận của đối phương, quả thực đã không cần thiết lại ở chỗ này đợi tiếp nữa. Sau đó Hoàng Tinh Hoàng lão liền xoay người ly khai. Chỉ là, khi hắn xoay người sát na, ngay cả Trần Phi đều tựa hồ không có chú ý tới, người trước không để lại vết tích, khẽ lắc đầu một cái. Thấp giọng híp mắt dù gì nói tiểu tử này, có chút không quá thành thật a, bất quá quên đi. Hiển nhiên hắn căn bản đã hiểu Trần Phi trước, hoàn toàn là đang nói láo. Một ngày này, hổ báo đường nội bộ rung chuyển, dần dần thở bình thường lại. Vậy mà lúc này tạo thành dư ba, ảnh hưởng, nhưng ở mấy ngày sau, dường như gió lan tràn tới toàn bộ lĩnh nam núi lớn, thậm chí phía nam thổ địa cổ vũ giả vòng tròn, tiến tới dẫn phát rồi chấn động không nhỏ. Dù sao vô luận là hổ báo đường triệt để bị diệt, hay là La Tôn, Thanh Hổ những người này ngã xuống, đều đủ để nhượng thế lực khắp nơi vô cùng chấn động. Phải biết rằng, tiên thiên trung kỳ đỉnh thậm chí tiên thiên hậu kỳ cường giả, vô luận là tại đây lĩnh nam núi lớn, hay hoặc là phía nam thổ địa, thậm chí toàn bộ quốc nội cổ vũ giả vòng tròn, thậm chí toàn cầu hắc ám thế giới, đều tuyệt đối xưng là siêu cấp lợi hại quái vật lớn. Thế mà, ai có thể nghĩ đến, loại này tồn tại. Loại này cấp bậc thực lực, cư nhiên thật sẽ như vậy không giải thích được bị diệt. Đây quả thật là làm cho quá giật mình, quá khó có thể tin. Mà ở loại này giật mình cùng với khó có thể tin hứng thú dưới, không ít thế lực cường đại cũng bắt đầu bắt tay vào làm tìm hiểu việc này. Thế nhưng, bọn họ lại cư nhiên khó có thể dò thăm mảy may tin tức, bởi vì lúc đầu chính mắt thấy sở hữu hết thảy hổ báo đường thành viên, đều bị trung vệ cục suốt đêm mang đi.
Loại cấp bậc đó kinh thành ngành đặc biệt, bọn họ tay, tự nhiên thân bất quá đi. Có thể càng là như vậy, càng là khó có thể điều tra đến chuyện này chân chính từ đầu đến cuối, này vòng tròn nội thế lực cường đại liền không khỏi càng là thấp thỏm lo âu. Dù sao người chết nhiều lắm, cũng quá dọa người, quang là có thể tìm được thi thể, thì có 5 cái, nguyên hổ báo đường 5 đại hộ pháp 4, đều là tiên thiên sơ kỳ, thậm chí, ngay cả tiên thiên trung kỳ đỉnh phong thanh hổ, thi thể đều bị tìm được rồi. Đây chính là thanh hổ a, đường đường tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả, lại còn nói chết. Tự thật chết. Bực này thực lực cường giả, nếu là đặt ở lĩnh nam núi lớn, ngoại trừ La Tôn loại này khủng bố tới cực điểm tiên thiên hậu kỳ ở ngoài, tất nhiên đã là hoàn toàn áp đảo chúng cổ vũ giả, chúng cổ vũ tông môn, gia tộc tồn tại. Hoàn toàn có tư cách trở thành bá chủ, bị người kính ngưỡng cúng bái, thế mà, loại này tồn tại, lại cư nhiên chết, thật chết. Làm cho có chút khó có thể tiếp thu. Cũng bởi vì như thế, trong lúc nhất thời, vòng tròn nội đó là cực kỳ thần hồn nát thần tính lên. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra người, cũng không biết là người nào ra tay, mà càng là không biết, lại càng sợ a. Chỉ tiếc ta không biết luyện đan, nếu không, quên đi, quản hắn. Hiện tại cái này kim thiềm nguyệt quả quả thực đã hoàn toàn thành thục, ăn đi sau, cũng không biết thực lực của ta có thể tăng dài bao nhiêu ni. Cự ly hổ báo đường bị diệt 3 ngày sau, phi báo bên trong căn cứ, Trần Phi nhìn đã thành thục kim thiềm nguyệt quả quả thực hưng phấn nói. Nhân cấp hạ phẩm linh dược, có thể làm cho luyện khí 3 tầng đột phá đến luyện khí tứ trọng. Mà nhân cấp trung phẩm linh dược, hiển nhiên sẽ dược hiệu so với càng mạnh, vì vậy coi như hắn hiện nay tu vi đã đi đến luyện khí ngũ trọng, cũng vẫn là có thể chờ mong một chút. Nếu là có thể mượn cơ hội này đột phá đến luyện khí ngũ trọng đỉnh, vậy thực sự hết thảy đều hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại hướng lúc này chính đứng ở hắn bên cạnh Minh Đạo Xuyên lại cười nói sư phụ. Đợi ngươi cũng có thể cầm một quả kim thiềm nguyệt quả dùng. Nói không chừng, có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn. Có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên con ngươi rụt một cái, ngay sau đó, hắn có chút lo lắng nói ta trước đã dùng qua một viên trái cây kia thực. Hiện tại nó đối với ta còn có tác dụng sao? Ngươi đã dùng qua một lần. Hiển nhiên Trần Phi ngẩn người, sau đó có chút chần chờ nói nếu là đã dùng qua một lần. Có thể, hẳn là sẽ không hiệu quả. Ngươi lúc nào, Nga, được rồi, lần trước, hắn lúc này mới nhớ tới lần trước kỳ thực Minh Đạo Xuyên đã có cùng hắn hàm hồ đề cập qua, hắn đã dùng qua một lần kim thiềm nguyệt quả. Không hiệu quả coi như xong đi, phản đang tuổi lớn nếu không phải là bởi vì một lần kia cơ duyên xảo hợp, ta hiện tại cũng không có khả năng đi đến tiên thiên hậu kỳ loại cảnh giới này. Cái này kim thiềm nguyệt quả cùng sở hữu 3 khỏa. Ta muốn một viên cho ngươi Diêm sư thúc đưa đi, còn dư lại chính ngươi an bài đi. Nói như thế, Minh Đạo Xuyên trực tiếp cuốn đi trên bàn 3 khỏa kim thiềm nguyệt quả quả thực trong đó một viên, sau đó liền chuẩn bị xoay người ly khai. Lão nhân ngươi chờ một chút, ta còn có chuyện không nói với ngươi ni. Thế mà Trần Phi thấy thế lại ngay tức khắc lớn như vậy thanh nói. Nói cái gì? Minh Đạo Xuyên nghiêng đầu đến, nghi ngờ nói. Lão nhân! Người có nghĩ là thử xem trở thành một danh luyện khí sĩ? Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người ánh mắt rơi xuống trên người hắn, chậm rãi nói. Thử xem trở thành một danh luyện khí sĩ? Ta sao? Nghe vậy Minh Đạo Xuyên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tình không điều khiển tự động hô hấp có chút dày nặng. Phải biết rằng đây chính là luyện khí sĩ a. Thời cổ đại hoa hạ vĩ đại nhất nhóm người kia, ai không muốn trở thành? Nghĩ đến đây. Hắn thẳng thắn cũng lười cùng Trần Phi tiểu tử này khách khí, gọn gàng dứt khoát lại đi trở về Trần Phi trước mặt hỏi, người có biện pháp nhường ta trở thành một danh luyện khí sĩ? Cần trọng đầu bắt đầu sao? Trần Phi là hắn nhìn lớn lên, hãy cùng nhi tử vậy, không khác nhau, vì vậy hắn tự nhiên không đáng cùng với khách khí cái gì. Có lời gì đều có thể nói thẳng. Biện pháp là có, cũng không cần bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là sư phụ ngươi bây giờ tuổi tác cao, có lẽ sẽ hơi có chút ma. Quên đi, như vậy đi, ta đây có 3 bản luyện khí cảnh tu luyện công pháp, sư phụ ngươi xem trước một chút chưa bản hợp ngươi. Trần Phi trực tiếp móc ra sớm chuẩn bị 3 bản bí tịch, nói. Luyện khí cảnh tu luyện công pháp. Minh Đạo Xuyên từ Trần Phi trên tay nhận lấy 3 bản bí tịch, mở ra trang thứ nhất, cẩn thận bắt đầu lật xem những nội dung kia lên. Đấu La chân công nhập môn thiên.
tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp lớn tông đấu la tiên tông chấn tông tuyệt học đấu la chân công nhập môn độ dài, tối nghĩa tinh thâm, ở trong chứa chí lý, có người nói hoàn chỉnh thiên xuất xứ từ một vị lục địa chân tiên, cái này ý vị như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Chín hồn đoán thể quyết, công pháp này cộng phân vi trên dưới sách. Trên sách đối ứng trúc cơ cảnh giới, dưới sách đối ứng luyện khí cảnh giới, có người nói xuất xứ từ một cái kinh diễm đông đảo người trúc cơ đỉnh cường giả. Ngay cả đương sơ vị kia tu chân giới cao nhân ngẫu nhiên gian đạt được cửa này tu luyện công pháp lúc, cũng than thở không dứt, cho rằng sáng tạo ra cửa này đoán thể công pháp tên, là một kỳ tài, bởi vậy thấy rất mạnh. Tinh nguyên công, công pháp này tại tu chân giới ta bên trong khu vực rất nổi danh, hơn nữa vô luận là địa vị, hay hoặc là uy lực, đều không giống bình thường. Lấy Trần Phi cùng sư phụ hắn quan hệ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện cầm chút gì hàng vỉa hè hàng đến có lệ người. Vì vậy nói chung cái này ba môn công pháp đều rất không bình thường, thậm chí cũng không so với hắn hiện đang tu luyện Tam Dương kiếm điển yếu, tự xem sư phụ hắn thế nào chọn. Cái này, Minh Đạo Xuyên lực chú ý tại nơi ba bản công pháp mặt trên dừng lại hồi lâu, sau cùng kỳ ngón tay còn là từ từ rơi xuống chín hồn đoán thể quyết bí tịch mặt trên, do dự nói. Đó chính là nó. Nghe vậy thấy thế, Trần Phi trực tiếp vung tay lên, đem còn lại hai bản bí tịch đều đốt. Thổi phù một tiếng, tất cả đều hóa thành cho tàn. Sau đó chỉ thấy kỳ nhìn Minh Đạo Xuyên nhận nhận chân chân mở miệng nói sư phụ, ta hiện tại giáo một mình ngươi phương pháp, nhất định phải kiên trì nổi. Chỉ cần có thể kiên trì nổi, ngươi tự có thể trở thành một gã luyện khí sĩ, hơn nữa, tu vi trên thực lực mặt cũng sẽ không có nhiều lắm suy giảm. Chặt tiếp theo liền thấy kỳ tiến đến Minh Đạo Xuyên bên tai xì xào bàn tán lên. Như vậy, ít nhất, 2-3 giờ sau. Người sau mới một thân một mình sắc mặt ngưng trọng ly khai. Mà Trần Phi, đương nhiên còn không có ly khai. Nhân cấp trung phẩm linh dược A, cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào ni. Nhìn trước mặt trên bàn còn dư lại hai khỏa kim thiềm nguyệt quả quả thực, Trần Phi theo tay cầm lên một trong số đó để xuống vào trong miệng, sau đó, nuốt xuống. Nhất thời liền có một nóng hừng hực năng lượng khổng lồ theo cổ họng dũng mãnh vào thân thể hắn, tiểu phúc. Sau đó chỉ thấy hắn nhe răng trợn mắt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa kim thiềm nguyệt quả. Tỉnh Giang Nam Phi báo bên trong căn cứ, ta bên trong mật thất dưới đất, Trần Phi cứ như vậy ngồi xếp bằng ở tinh thiết chế thành lạnh lẽo trên mặt đất, kỳ thân thể chu vi không hiểu dũng động khí lưu, diễm quang vi sái, dẫn tới áo bào phiêu động, hơi có chút tuấn giật tiêu sái khí. Chỉ thấy kỳ hai mắt nhắm nghiền, công pháp vận chuyển, trong cơ thể bàng bạc kim thiềm nguyệt quả dược hiệu bất ngờ đã bộc phát ra. Như từng đạo nóng, cuồng bạo nước lũ vậy, tràn vào trong thân thể của hắn mặt. Chỉ là, mặc kệ kim thiềm nguyệt quả thực ẩn chứa dược hiệu đến tột cùng nồng nặc đến trình độ nào, một khi là tiếp xúc đến Trần Phi thân thể, phảng phất như là bị đầu nhập vào không đáy vậy, chút nào gợn sóng cũng không nhấc lên. Hôm nay đã thành công ngưng tụ ra thứ 13 nói Tam Dương chân hỏa kiếm khí, cùng với tu vi cảnh giới hoàn toàn bước vào luyện khí ngũ trọng sau. Trần Phi cổ thân thể này có khả năng đủ dung nạp linh khí hoặc linh dược dược hiệu thành đô, hiển nhiên là đạt tới một loại tương đối trình độ kinh người. Dù sao hắn cái gọi là tu luyện công pháp có thể không bình thường, tọa vong kinh chính là tiên môn công pháp, Tam Dương kiếm điển cũng là tu chân giới ta tông môn bí mật bất truyền, cái này tự nhiên mà vậy để thân thể hắn dung nạp trình độ, viễn siêu cùng giai. Hô! Như vậy Trần Phi luyện hóa kim thiềm nguyệt quả tối thiểu tìm một cái hai canh giờ. Mới khiến trong cơ thể hắn kinh người ba động dần dần dẹp loạn. Sau đó, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chậm rãi mở, trong tròng mắt, chợt lướt qua một tia tinh mang vẻ, sau đó mới dần dần nội liếm tiêu thất. Cảm thụ được trong cơ thể trong lưu động khổng lồ linh khí, Trần Phi hơi phun ra một ngụm chọc khí, theo sát mà khóe miệng tình không điều khiển tự động buộc vòng quanh lau một cái độ cung. Đã ngưng tụ ra 17 nói a, không hổ là nhân cấp trung phẩm linh dược. Trần Phi tự lẩm bẩm, không nghĩ tới tự cận gần như vậy 2-3 giờ lúc, trong cơ thể hắn vốn có 13 nói Tam Dương chân hỏa kiếm khí, cư nhiên liền trực tiếp tăng vọt, đạt tới 17 nói. Hơn nữa đây là hắn trên đường dừng lại nghỉ ngơi kết quả. Giờ khắc này ở trong thân thể hắn mặt, tối thiểu cũng còn lưu lại kim thiềm nguyệt quả 1/3 dược hiệu. Nói cách khác, hắn tùy thời có thể ngưng tụ ra thứ 18 nói Tam Dương chân hỏa kiếm khí. Đem sở kiêm tu Tam Dương kiếm điển trùng kích tới cần công pháp đệ tam trọng đỉnh cảnh giới. Đến lúc đó, hắn cũng coi như đi đến luyện khí ngũ trọng đỉnh phong đi.
không hổ là tu chân giới đỉnh cấp luyện khí công pháp. Chờ ta ngưng tụ ra thứ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí, hẳn là. Mặt đối với phổ thông tiên thiên hậu kỳ cường giả đều có thể tùy tiện đánh bại đi. Theo sát mà hắn lại nhìn không được cảm thán, tiếu ý nhẹ nhàng. Người tu chân mạnh hơn cổ vũ giả, đây là đang tuyệt đại đa số dưới tình huống đều không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là hắn sở chọn, kiêm tu công pháp tam dương kiếm điển, càng tu chân giới trong đỉnh cấp luyện khí cảnh công pháp, sức chiến đấu rất mạnh, vì vậy coi như kỳ thực ở dưới tình huống bình thường, luyện khí ngũ trọng đỉnh cùng tiên thiên hậu kỳ trong lúc đó vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng hắn hiện tại nhưng vẫn là đã có thể vượt qua cự ly, thậm chí. Còn so với phổ thông tiên thiên hậu kỳ cường giả càng mạnh một ít. Hô! Theo sát mà, Trần Phi lại lần thứ hai thật sâu xông ra một cái chọc khí, hai mắt hơi rũ. Sau đó chỉ thấy hắn cả người quanh quẩn theo diễm quang, lần thứ hai rõ ràng lên, chân thân không gian trong phạm vi oanh. Oanh, oanh, liên tục 17 nói thanh âm như vậy chợt vang lên, khiến trong không khí nhiệt độ cũng bắt đầu tăng vọt. Cảm giác được không gì sánh được quen thuộc, thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết 17 nói tam dương chân hỏa kiếm khí xuất hiện, Trần Phi không khỏi híp mắt cười cười. Sau đó tiếp tục bắt đầu luyện hóa lưu lại dược hiệu lên. Tam dương kiếm điển. Mặc dù chỉ là hắn hiện nay kiêm tu công pháp, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là hắn hiện ở cái giai đoạn này, cường đại nhất con bài chưa lật, không có một trong. Bởi vì mọi người đều biết, mặc dù là tại nơi cái kỳ quái tu chân giới, kiếm tu có sức chiến đấu, cũng tuyệt đối là lấy bưu hãn theo xưng, bài tiến các loại hình người tu chân trong trước ba. Vì vậy từ hắn trên đã hạ quyết tâm, chọn tuyển trạch cửa này kiếm đạo công pháp kiêm tu sau, thật đúng là không nhượng hắn thất vọng qua. Thứ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí, có thể một lần tự thành công đi. Sau đó lại nghe đến hắn tự lẩm bẩm một tiếng, theo sát mà hai tròng mắt đóng chặt, tam dương kiếm điển công pháp, tự trong lòng chảy xuôi ra, mà kim thiềm nguyệt quả tàn lưu lại 1/3 dược hiệu, cũng là vào lúc này theo tam dương kiếm điển kiếm khí vận chuyển lộ tuyến, vận chuyển dựng lên. Ong ong, theo Trần Phi vận chuyển tam dương kiếm điển, cùng với kim thiềm nguyệt quả lưu lại 1/3 dược hiệu bị từ từ hao hết, nóng. Nóng rực tam dương chân hỏa kiếm khí liền như nước lũ vậy ở trong cơ thể hắn gào thét lên. Mà ở kiếm này khí hội tụ gian, ngoại trừ 17 nói đã ngưng hình hừng hực thiêu đốt phiêm kiếm dưới, một đạo khác từ không tới có, hình thái còn có chút phiêu hốt phiêm kiếm, đã ở Trần Phi đóng chặt hai mắt ngay phía trước, chậm rãi ngưng tụ thành hình lên. Giống, hắn tình không điều khiển tự động phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Tam dương kiếm điển công pháp, ở trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Mà tâm thần của hắn, cũng là dần dần đắm chìm trong liễu kỳ trong. Mà như vậy, thời gian cũng bắt đầu lặng yên trôi qua lên. Thẳng đến mấy canh giờ đi qua. Mấy canh giờ sau, Trần Phi thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút, ở sâu trong nội tâm, vậy không đoạn vận chuyển tam dương kiếm điển công pháp, quen thuộc công pháp văn tự, dĩ nhiên lúc này rồi đột nhiên có chút chia lìa mở. Rõ ràng là đồng dạng tự từ ngữ. Lại ở trong mắt hắn dần dần có cùng dĩ vãng không đồng dạng lý giải, hiểu thấu đáo. Sau đó, một câu câu chính mình hoàn toàn mới hàm nghĩa tam dương kiếm điển công pháp, vào lúc này Trần Phi trong lòng, lặng lẽ chán thả. Nguyên lai, là thế này phải không? Trần Phi nhẹ giọng nỉ non, hồi lâu sau, một hiểu ra cảm giác, xông lên trái tim. Sau đó chỉ thấy kỳ tâm niệm vừa động, trong cơ thể tam dương kiếm điển thần tốc vận chuyển. Sau đó, chỉ thấy kỳ hai tròng mắt ngay phía trước đạo kia phiêu hốt chưa xong toàn bộ ngưng hình viêm kiếm, lại vào lúc này bắt đầu hỏng mất, thân kiếm vỡ vụn, từng đạo diễm quang bạo xạ ra. Hắn lại mạnh mẽ đem thứ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí hình thức ban đầu, cho tự hủy. Có thể, theo thứ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí không ngừng vỡ vụn, sau đó, lại rồi đột nhiên có lau một cái tối nghĩa, làm cho cực nóng kiếm có thể vọt lên. Mà cái loại này kiếm lượng, lại tối thiểu so với trước mạnh mẽ gấp đôi có thừa. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh người nhất vâng, làm đạo này cực nóng kiếm có thể xuất hiện sau, cái khác 17 nói tam dương chân hỏa kiếm khí cũng lại phảng phất là bị nhiễm vậy. Một thanh chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí bắt đầu tan vỡ, thân kiếm vỡ vụn, từng đạo diễm quang bạo xạ ra. Nóng diễm quang sau đó chiếu sáng toàn bộ mật thất dưới đất. Phá rồi sau đó lập. Nguyên lai đây mới là đệ tam trọng cảnh giới đỉnh phong tinh túy chỗ. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi càng mâu quang có chút run rẩy tự lẩm bẩm. Hơn nữa, ở đây nam câu nói này thời gian,
hắn thậm chí bởi vì có chút kích động, mà dẫn đến thân thể run, đều có chút không dừng lại được. Cái này hoàn toàn đã vượt quá trước hắn dự đoán. Xưng là kinh hỉ, đều không quá đáng. Phốc suy, mà ở nguyên vốn đã là tia sáng mờ tối, lúc này lại bị hừng hực diễm quang chiếu sáng được trong mật thất dưới đất. Quay chung quanh ở Trần Phi bên cạnh thân 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí bắt đầu phá rồi sau đó lập, mà kiếm kia khí bản thân hồn hậu, lợi hại trình độ, cũng dần dần so với dĩ vãng trước làm cho, cường thịnh rất nhiều. Nếu là dựa theo loại này tiến độ xuống phía dưới, có thể, trước hắn đối với tam dương kiếm điển công pháp này đệ tam trọng đỉnh cảnh giới thực lực dự đánh giá, chỉ sợ cũng hoàn toàn vô dụng a. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam Bắc Sơn thị thành Dương huyện ta phổ thông tiểu khu, một chiếc binh ly chậm rãi chạy tới, vững vàng dừng ở cần tiểu khu nhập khẩu nơi cửa chính, đưa tới đông đảo người nghỉ chân vây xem. Dù sao đây chính là binh ly a, tùy tùy tiện tiện đều là mấy triệu, hơn nữa hơi chút hiểu xe người còn đều liếc mắt một cái liền nhìn ra, chiếc kia binh ly tựa hồ dĩ nhiên không phải là phổ thông model xe hình, giá tiền trên web nói. Nói chung rất đắt, mà nhưng vào lúc này, một vị ngồi ở hàng như là bảo tiêu vậy tên, từ trước bài chỗ ngồi xuống xe, đi tới chiếc kia xe Bentley xếp sau, cung kính tương môn cho mở, nghênh xuống một vị người mặc Âu phục, lại lớn lên tặc mi thử nhãn tên. Hiển nhiên người này không là người khác, chính là kinh thành lão Trần chi thứ Trần Hoa Tần lão gia tử thân nhi tử, kinh thành ta bộ môn phó thính cấp cán bộ Trần Duy Sơn. Chỉ thấy kỳ người mặc một thân thẳng tắp tây trang, tuy rằng thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, mà là, cái này thân tây trang là chuyên môn đính chế, có Italia theo danh tư nhân nhãn hiệu thiết kế sư lượng thân chế tạo. Một bộ này xuống nói, để được với một cái trong hạ tầng gia đình 1-2 năm thu nhập, chớ nói chi là cổ tay hắn trên biểu. Rõ ràng là trong truyền thuyết bảo Key Brigade. Phải biết rằng đây chính là cùng trăm đạt phỉ lệ Patek Philippe, Vacheron Constantin Vacheron con ăng tanh cùng nổi danh thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm biểu loại, tùy tùy tiện tiện một cái loại chính là hơn 10 vạn. Thậm chí trên trăm vạn cũng không ngạc nhiên. Bởi vậy có thể thấy được, người này, chính là một cái phó thính cấp cán bộ, đã vậy còn quá có tiền, ngồi binh ly, mang bảo Key Brigade, ngay cả một thân Âu phục đều là hơn 10 vạn. Thế nào tới, dùng cái mong muốn đều có thể đoán được. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì người này nguyên lai phía sau có lão Trần ra chỗ dựa, trên đỉnh đầu còn chĩa vào tứ cửu thành tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có đệ tử loại này mũ, đã sớm xuống ngựa xuống nước. Hanh, loại này phá địa phương. Thực sự là vùng khỉ ho cỏ gáy nuôi điêu dân, một đám chưa thấy qua quen mặt tên nhà quê. Mà khi Trần Duy Sơn đi xuống xe, bất ngờ phát hiện đông đảo mọi người vây ở phía xa hưng phấn kích động vây xem hắn lúc, nhất thời trong con người vô ý thức lộ ra một tia ngạo nghễ, có thể sau đó, lại bị nồng nặc vẻ khinh thường thay thế. Trước không nói hắn Trần Duy Sơn đường đường phó thính cấp cán bộ, tứ cửu thành lão Trần gia đệ tử thân phận. Riêng là từ kinh thành tới điều này, thì có thể làm cho hắn sinh ra một loại từ đáy lòng phát ra cảm giác về sự ưu việt. Trong mắt hắn, cái này cái gọi là Thành Dương huyện không hổ là ở nông thôn, liền một chiếc binh ly đều đại kinh tiểu quái như vậy, hình như cả đời đều chưa thấy qua. Thật là một đám tên nhà quê, nếu không phải là bởi vì tiện nữ nhân, thối lẳng lơ, hắn Trần Duy Sơn làm sao sẽ đến loại này phá địa phương đến. Thực sự là xui. Nghĩ đến đây mà, hắn không khỏi chân mày cùng khuôn mặt đều lộ ra lau một cái sâu đậm chán ghét cảm, như là bên cạnh tất cả đều là thảo nhân ghét con ruồi vậy phất phất tay. Hướng bên cạnh thân bảo tiêu không nhịn được nói đi, hỏi một chút lâm linh thối lẳng lơ tại nơi. Lão tử có thể không có hứng thú tại đây cho bọn hắn làm đại tinh tinh. Mẹ, thật là một đám tên nhà quê, cái này phá địa phương, thối ở nông thôn. Thối thí cái gì, không phải là có tiền sao, thật không có tố chất, hanh. Mà đang nghe Trần Duy Sơn nói, không ít người đều lòng đầy căm phẫn lên, có người hô. Nhất thời Trần Duy Sơn sắc mặt thoáng cái tựu trở nên cực vi khó coi lên, trong ánh mắt cấp tốc xẹt qua một tia băng lãnh. Nhất thời Trần Duy Sơn sắc mặt liền âm trầm xuống, chỉ vào trong đám người hô to người nọ lạnh lùng nói, không tố chất. Đồ nhà quê, điêu dân, ngươi, đi cho ta đem tiểu tử kia dạy dỗ một trận, phi, cái gì dây bi đồ chơi, cũng dám ở ta Trần Duy Sơn trước mặt muốn chết. Trần gia ngươi yên tâm. Ta sẽ nhường tiểu tử minh bạch cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, ha ha. Nhất thời hộ vệ kia hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt hung thần ác sát liền hướng phía hô to người đi đến. Nhất thời nhân quần một trận gây rối, có người hơi bị phẫn nộ,
tổn thương bởi bất công, cũng có người tư để hạ chỉ vào Trần Duy Sơn mũi mắng, thế mà cũng không dám có ngọn, chỉ dám trốn ở góc, Trần Duy Sơn nhìn không thấy cũng không nghe được địa phương. Thấy tình cảnh này Trần Duy Sơn trên mặt vẻ trào phúng càng tăng lên, thần sắc tài phú, vẻ mặt chẳng đáng, mắt nhìn xuống này tiểu khu hộ gia đình. Hanh, một đám đầu nhà quê. Cái gì đồ chơi? Ngươi muốn làm gì? Mà trong đám người hô to người nhìn thấy chừng gần hai thước cao Khôi Ngô Bảo Tiêu, chính vẻ mặt hung thần ác sát hướng hắn đi tới, người chung quanh cũng đều thần sắc hốt hoảng nhường ra một con đường, nhất thời làm người kia sắc mặt cũng thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy hốt hoảng cùng bất an. Bất quá hắn theo sát mà còn là kiên trì, làm ra một bộ thực cứng tức giận hình dạng, lắp bắp nói. Trên thực tế thân thể đều ở đây hơi run, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi. Làm gì, tiểu tử thối vừa rồi ngươi không phải là miệng rất hoành, dám nói chúng ta Trần gia không tố chất, ngươi lá gan cũng ghê gớm thật. Mà Khôi Ngô Chí Cực Bảo Tiêu đi tới người nọ trước mặt, kỳ hung thần ác sát khuôn mặt trên lộ ra một loại nhàn nhạt vẻ trào phúng, điềm nhiên nói. Nhất thời chỉ thấy hắn giơ lên hai song quyền đầu, đặt chung một chỗ, kéo kẹt đầu khớp xương rung động. Ngươi, ta, chẳng lẽ không đúng sao? Có hai cái phá tiền rất tốt à? Không muốn đến chúng ta Thành Dương huyện cũng đừng đến a, còn cái gì ở nông thôn, có hắn nói như vậy sao? Thật là không có làm. Nghe vậy thấy thế trong mắt người hoảng loạn càng nhiều, nhưng vẫn là kiên trì làm bộ thực cứng cả giận. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, chỉ thấy đến trong tầm nhìn một quả đấm to lớn kéo tới, một vòng hung hăng nện ở trên mặt hắn, lạc sát một tiếng, xương sống mũi đầu đều bị cắt đứt, tiên huyết chảy ròng, người thiếu chút nữa ngất đi thôi. A, đánh! Đánh người nữa. Nhất thời nhân quần một trận rối loạn, rất nhiều người trên mặt thần sắc đều trở nên bối rối. Tứ tán né tránh. Thành Dương huyện vốn chính là thị trấn cấp bậc địa phương nhỏ, vì vậy để ở nhà tuổi nhỏ người không nhiều lắm, đại đa số đều là trẻ con cùng lão nhân, căn bản không dám lên đi thấy việc nghĩa hăng hái làm. U, không đổ, không sai, ăn nữa ta một cước thử xem. Mà nhưng vào lúc này, hộ vệ kia ở nhìn thấy người nọ ăn một quyền của mình đầu sau, cư nhiên không ngất đi cùng ngã xuống, nhất thời trên mặt thần sắc cũng có chút không nhìn khá hơn, cho rằng mất mặt, vì vậy ngay sau đó lại là một cước hung hăng đạp đi ra ngoài, đá vào người nọ trên bụng, đem đạp ngã xuống đất, cả người co quắp. Khụ khụ, khụ khụ. Người nọ thống khổ co rúm ở trên mặt đất co quắp, trong miệng khụ ra tiên huyết. Không ít người nhìn thấy một màn này đều sắc mặt chợt biến lên, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng lại không ai còn dám đứng ra thấy việc nghĩa hăng hái làm. Dù sao người trẻ tuổi kia thảm trạng lúc này thế nhưng tại bọn hắn trước mắt tinh tường hiện lên, không ai nguyện ý bị như vậy đánh. Hanh, một đám đầu nhà quê, người nhu nhược, thấy tình cảnh này, hộ vệ kia vẻ mặt chẳng đáng quét một vòng ở đây đông đảo tiểu khu hộ gia đình, sau đó như là đắc thắng tướng quân vậy lại nhớ tới Trần Duy Sơn bên người, vẻ mặt quyến rũ nói Trần gia, ngươi thế nào còn hài lòng không? Ừ. Còn không? Nghe vậy Trần Duy Sơn đang chuẩn bị biểu dương một chút, ngay tại lúc này một người hộ vệ khác lại vừa vặn đã trở về. Hắn nói rằng Trần gia, nữ nhân kia tìm được rồi, bây giờ đang ở cái này bên trong tiểu khu. Tìm được rồi, hiện tại mang ta đi qua, lập tức. Nghe vậy Trần Duy Sơn trong con ngươi xẹt qua lau một cái vẻ kích động, sau đó dùng không thể nghi ngờ giọng nói mở miệng nói. Hắn cái loại này khí chàng cũng không phải giả vờ. Dù sao cũng là phó thính cấp cán bộ, lão Trần gia đệ tử. Ở trước mặt hắn, này hung thần ác sát, vóc người Khôi Ngô Bảo Tiêu hãy cùng con mèo nhỏ tựa như, lo lắng chưa đủ, căn bản không dám phản kháng. Vâng, nhất thời hộ vệ kia liền dẫn hắn, một đám người hạo hạo đáng đáng sát nhập tiểu khu trong. Hai cái cửa vệ căn bản liên ngăn cũng không dám ngăn một chút, chỉ dám xuất ra đi điện thoại đến đánh 110, báo nguy này, này, cảnh sát sao? Nhanh! Nhanh, chúng ta đây là XX tiểu khu, ra đại sự, các ngươi mau phái người đến. Mà lúc này, Trần Phi mẫu thân Lâm Linh đang ở bên trong tiểu khu cùng Đặng A Di, cùng với bên trong tiểu khu mấy vị khác phụ nhân nói chuyện phiếm, thừa lương. Nhưng ngay khi các nàng từ có chút thần sắc hốt hoảng trong, Trần Duy Sơn mang theo mấy thân hình cao lớn Khôi Ngô, vẻ mặt hung thần ác sát hắc y nhân ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Sau đó... Trần Duy Sơn tặc mi thử nhãn con người vẻn vẹn rơi vào Lâm Linh trên mặt, theo sát phía sau ngạo nghễ cùng tài trí hơn người vẻ phụ lên mặt bàng, lạnh lùng nói Lâm Linh. Chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Các ngươi,
Đặng A Di tuy rằng thần sắc hoảng loạn, nhưng theo sát mà nhưng vẫn là một chút che ở Lâm Linh phía trước, vừa muốn phải che chở hắn, một bên lớn tiếng nói. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị kỳ sau lưng Lâm Linh đưa tay ngăn lại. Đặng tỷ, không có việc gì. Để cho ta tới xử lý đi. Sau đó chỉ thấy kỳ đi tới Đặng A Di phía trước, bình thản nhìn Trần Duy Sơn, chậm rãi nói ngươi là. Xem ra ngươi đã đem ta quên. Cũng đúng, ta là thân phận gì, lại là ngươi loại này đồ nhà quê có tư cách ghi tạc trong đầu. Mà đang nghe Lâm Linh dĩ nhiên hỏi mình là ai, đã quên hắn Trần Duy Sơn thân phận. Người sau nhất thời trong ánh mắt tuôn ra lau một cái phẫn nộ cùng lạnh lùng, cho rằng có chút đã bị vũ nhục. Loại này đồ nhà quê, tiện nữ nhân, dĩ nhiên đưa hắn Trần Duy Sơn thứ đại nhân vật này đều quên hết, là nghĩ hắn không có phân lượng sao. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được trào phúng lên. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy kỳ vẻ mặt kiêu căng nói ta họ Trần, đến từ kinh thành. Ngươi bây giờ nên biết thân phận của ta đi. Nghe vậy Lâm Linh bình thản sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, trở nên có chút phẫn nộ cùng lạnh lùng lên. Lan! Theo sát mà, chỉ thấy thứ nhất mặt lạnh lùng hộc ra lạnh lùng đang nói kinh thành. Ngươi là Trần gia người. Lan, có xa lắm không? Lan rất xa. Ta không muốn gặp lại các ngươi những này ác tâm người tên. Hiển nhiên hắn đã từ đối phương tự giới thiệu trong, đã biết Trần Duy Sơn đến tột cùng là ai. Lại còn có mặt tái xuất hiện ở hắn bộ mặt trước, những này Trần gia người, thật đúng là làm cho ác tâm a. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Trần Duy Sơn giận dữ, chỉ vào Lâm Linh mũi mắng to mẹ, thối lẳng lơ, tiện nữ nhân. Đi a, dài bản lãnh đúng không? Ngươi có biết hay không ta Trần Duy Sơn là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có tin ta hay không? Ngươi có đúng hay không cái lỗ tai có chuyện, nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Tốt lắm, ta lại cuối cùng lặp lại một chút, Lan, có xa lắm không? Lan rất xa, ta không muốn gặp lại các ngươi những này ác tâm người tên, xui. Có thể Lâm Linh nhưng cũng căn bản không có bị hắn đem khí thế đè xuống, trái lại càng thêm lạnh lùng cùng bá khí nói. Lan, có xa lắm không? Lan rất xa. Lâm Linh, ngươi. Nghe vậy Trần Duy Sơn giận dữ, sau đó thật vất vả mới đưa lửa giận trong lòng đè xuống, mặt âm trầm, chịu nhịn tính tình nói ta không muốn với ngươi ầm ĩ. Ta hôm nay tới, là có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Ta không biết ngươi, cũng không có hứng thú nghe ngươi chuyện trọng yếu gì. Có thể Lâm Linh lại căn bản cũng không có cùng hắn nói ý tứ. Ngươi, Lâm Linh, ngươi cũng không nên hơi quá đáng, ngươi có đúng hay không muốn cho ta đến tai các ngươi cái này mọi người, đều biết. Nghe vậy Trần Duy Sơn lại là giận dữ, bất quá hắn ngay sau đó cũng lộ ra lau một cái âm hiểm thần sắc, nhìn Lâm Linh cười lạnh nói. Tựa hồ, thật giống như hắn đã nắm giữ đến cái gì nhược điểm vậy. Thế mà nghe vậy Lâm Linh lại thực sự trầm mặc nửa ngày, sau đó nói cho ngươi 3 phút đồng hồ. Không có biện pháp, hắn quả thực không muốn gặp lại đối phương đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vì này loại, sẽ không thể tránh né quấy nhiễu được hắn cuộc sống bây giờ. Mà cái loại này cục diện, là hắn không muốn thấy. Ngươi, hành, chúng ta đi bên kia đơn độc trò chuyện. Mà ở nhìn thấy Lâm Linh loại thái độ này, thật giống như cho hắn ban ân vậy, mới đáp ứng cho hắn 5 phút đồng hồ thời gian. Trần Duy Sơn nhất thời trên mặt thần sắc càng âm trầm, hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không phải là bởi vì hắn hôm nay tới, là cầu người nhất phương, vì vậy vốn là có chút lo lắng chưa đủ, Lâm Linh loại thái độ này, hắn đã sớm bạo phát trở mặt. Thế mà hắn hiện tại có thể cũng chỉ có thể nín. Tiểu Lâm, mà đang nghe Trần Duy Sơn lại muốn cùng Lâm Linh đơn độc trò chuyện, Đặng A Di nhất thời lại nhìn không được lo lắng, do dự trần trở nói. Trần Duy Sơn đám người ở trong mắt nàng, rất hiển nhiên căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Đặng tỷ, người yên tâm đi, không có chuyện gì. Thế mà Lâm Linh nghe vậy lại lôi kéo tay nàng trấn an một chút, chợt vẻ mặt lạnh lùng theo đối phương đi trong góc. Hắn lạnh lùng nói có chuyện nói mau, ngươi chỉ có 3 phút đồng hồ. 3 phút sau, xin mời ngươi ngay tức khắc từ trước mắt ta tiêu thất, ta không có hứng thú cùng các ngươi Trần gia những người cặn bã này, có bất kỳ cùng xuất hiện. Đừng quên chồng ngươi có thể là chúng ta Trần gia người. Ngươi nói như vậy, có đúng hay không hơi quá đáng? Nghe thế Trần Duy Sơn không khỏi sắc mặt đổi đổi, mặt âm trầm chất vấn. Quá phận. Thế nhưng nghe thế, Lâm Linh nhưng thật giống như nghe được cái này trên đời này buồn cười nhất trò cười, lãnh nở nụ cười lạnh, nói các ngươi Trần gia, lúc nào quan tâm tới ta đây loại ở nông thôn nữ nhân chết sống.
nói lời như vậy đi ra ngươi không cảm thấy có chút mất mặt sao? Còn có, ta Lâm Linh không có trượng phu, chỉ có một nhi tử. Ha ha, các ngươi Trần gia ta có thể cao trèo không lên. Nói đến đây, hắn nâng lên tay trái nhìn đồng hồ tay một chút trên kim đồng hồ, lại nhàn nhạt nói rằng còn có 2 phút. Phải dùng tới như vậy từ chối người từ ngoài ngàn dặm sao? Trần Quốc Thủy Chung là chồng ngươi, hơn nữa ngươi cùng hắn còn có nhi tử, trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu. Vì vậy, chúng ta mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng vẫn là có thân tình, là thân thích. Nghe vậy Trần Duy Sơn nói. Con ta với các ngươi Trần gia không có bất cứ quan hệ gì. Ta cùng Trần Trấn Quốc, hiện tại cũng không có bất cứ quan hệ gì. Còn có 1 phân 40 giây. Thế mà Lâm Linh nhưng ngay cả xem đều không liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Mà một màn này, cũng để cho luôn luôn cho là mình chính mình rất lớn cảm giác về sự ưu việt Trần Duy Sơn, sắc mặt trong nháy mắt dường như sa hoa đen xuống, như là bị vũ nhục. Phải biết rằng hắn Trần Duy Sơn thân phận gì, địa vị gì. Đây chính là đường đường kinh thành ta bộ môn phó thính cấp cán bộ, lão Trần gia đệ tử. Thân phận hạng uy phong, địa vị hạng bất phàm. Mà Lâm Linh, trong mắt hắn nhưng chỉ là cái hơn 20 năm trước cũng đã bị bọn họ lão Trần gia nhìn không thấy, xem thường, thế mà lại ra giày lại mặt phải đi lên góp ở nông thôn tên nhà quê, tiện nữ nhân. Lừa gạt Trần Trấn Quốc sinh một cái tiểu tạp chủng, ý đồ nương cơ hội như thế tế thân xã hội thượng lưu. Gả nhập bọn họ lão Trần gia loại này tứ cửu thành đỉnh cấp nhà giàu có. Thế mà, loại này âm hiểm tâm cơ lại bị bọn họ năm đó tuệ nhãn xuyên qua. Sau đó trực tiếp không lưu tình chút nào đem đuổi ra khỏi tứ cửu thành. Hanh, muốn trèo cao bọn họ lão Trần gia, cũng không nhìn một cái bản thân là thân phận gì, cái gì mặt hàng. Nhưng bây giờ, loại này ở nông thôn tiện nữ nhân. Loại này tâm cơ giả dối lẳng lơ lại dám khi hắn Trần Duy Sơn thể hiện loại thái độ này, điều này làm cho luôn luôn đều tự dự vi cảm giác tốt đẹp chính là hắn, tại sao có thể không buồn nộ. Quả thực tựa như bị vũ nhục. Nếu là bình thường, hắn khẳng định cũng sớm đã trở mặt. Nhưng hôm nay, hắn lại không có biện pháp như thế vừa lên đến tự dở mặt, bởi vì ai gọi hắn Trần Duy Sơn là tới cầu người. Có chuyện, ta nghĩ ngươi cũng đã nghe nói qua. Theo sát mà hắn mặt âm trầm, nói. Có chuyện nói mau, ngươi còn có 1 phút, Lâm Linh thản nhiên nói. Ngươi, Trần Duy Sơn nghe vậy thần sắc giận dữ, nhưng vẫn là không dám phát tác, nghiến răng nghiến lợi, nói lão thái ra đi, ngày 2 tháng trước đây. Lúc đó toàn quốc đài truyền hình đều có đưa tin chuyện này, vì vậy, ngươi nên biết. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trong không khỏi vô ý thức lướt qua một chút bất đắc dĩ cùng căm hận vẻ. Trần lão thái gia là bọn hắn lão Trần gia kình thiên trụ, định hải thần châm. Nếu như lão thái gia vẫn còn, bọn họ lão Trần gia tự vẫn là cái kia tứ cửu thành tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có một trong, hắn cũng có thể tiến hơn một bước. Nhưng bây giờ, lão thái gia đi, lão Trần gia lực ảnh hưởng nhất thời giảm mạnh. Thậm chí ngay cả cái gọi là tứ cửu thành màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có thân phận, cũng biến thành có tiếng mà không có miếng lên, đi thẳng tắp đường xuống dốc. Mà này nguyên bản tự cùng bọn họ lão Trần gia không hợp nhau, nhìn chằm chằm người, cùng với này thích bỏ đá xuống giếng, dậu đổ bìm leo tên, đều ở đây trong khoảng thời gian này tất cả đều xông ra, chờ thời gian đến rồi, tại bọn hắn lão Trần gia trên người động đao tử. Lấy bọn họ lão Trần gia địa vị bây giờ, vô luận là chính đàn hay là sinh ý, cũng có thể ở sau trong một thời gian ngắn gặp trọng đại đả kích, bị người từng cục khẳng đi thịt. Mà hắn Trần Duy Sơn cũng đem đã định trước sẽ trở thành sự kiện lần này vật hy sinh. Bởi vì hắn trong tay căn bản cũng không có cái gì thực học, hoàn toàn chính là cái người ngu ngốc, vẫn còn bá chiếm ta bộ môn phó thính cấp chức vị. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh, cho nên mới cõng gia tộc len lén một người xuôi nam, tìm đến Lâm Linh, muốn cho hắn mang theo hắn nhi tử Trần Phi trở về bọn họ lão Trần gia, sau đó, lại để cho tiểu tử kia mời được Hứa lão thái gia đứng ra, che chở bọn họ lão Trần gia né qua hiện tại một kiếp này. Như vậy, hắn Trần Duy Sơn cũng không cần bị cách chức. Cái này tính toán nhưng thật ra đánh cho rất tốt, rất tinh. Dù sao Hứa lão thái gia Hứa Đông Điền, thế nhưng theo chân bọn họ lão Trần gia đã qua đời lão thái gia, là cùng một đẳng cấp đại nhân vật, màu đỏ anh hùng. Vì vậy nếu là lão nhân gia ông ta thật nguyện ý ra mặt, vậy khẳng định có thể đưa bọn họ lão Trần gia bảo vệ đến, không ai sẽ dám không nể tình. Đi, đi vậy thì thế nào? Cái đó và ta có quan hệ gì sao?
Có thể ngay sau đó hắn lại nghe được Lâm Linh bình thản vô cùng trả lời, thậm chí thanh âm kia còn có chút thống khoái. Phải biết rằng, năm đó đem hai mẹ con bọn họ đuổi ra tứ cửu thành đầu sỏ gây nên, chính là ngoan cố lão đầu, cái gọi là Trần lão thái gia. Vì vậy Lâm Linh trong lòng đối Kỳ dù cho một tia hảo cảm, đều hoàn toàn không có, ngược lại là nồng nặc chán ghét chiếm toàn bộ. Dưới loại tình huống này, khi nàng biết đối phương đi, đã qua đời, lời nói khó nghe giờ nói, hắn vui vẻ cũng không kịp, lẽ nào ngươi còn trông cậy vào hắn khổ sở. Lâm Linh, đừng quên chồng ngươi là Trần Trấn Quốc, con trai ngươi cũng họ Trần. Chúng ta lão Trần gia cũng không thiếu ngươi cái gì, tương phản, ngươi thiếu chúng ta lão Trần gia. Ngươi cho là tùy tiện loại người gì cũng có tư cách trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu. Mà ở nhìn thấy Lâm Linh nói như vậy nói, Trần Duy Sơn không ngừng được tức giận nói. Phải, bất quá rất xin lỗi, trong mắt ngươi cái gọi là rất cao quý chính là lão Trần gia huyết mạch, ở trong mắt ta nhưng ngay cả một văn cũng không giá trị, tin tưởng con ta cùng ta nghĩ pháp cũng sẽ vậy. Đến mức các ngươi Trần gia, đương sơ các ngươi là thế nào đúng mẹ con chúng ta lưỡng. Khi đó ta và con ta thiếu chút nữa chết, có thể đừng nói cho ta, hiện tại đã Trần gia đều đã toàn bộ quên sạch sẽ. Hoặc là ngươi còn trông cậy vào mẹ con chúng ta lưỡng, còn muốn cảm kích các ngươi. Lâm Linh cười lạnh nói. Đương sơ hắn bị lão Trần gia đuổi ra tứ cửu thành thời gian, có vài người để ngại phiền phức, muốn xong hết mọi chuyện, trực tiếp giữa đường phái người chặn giết bọn hắn. Khi đó hai mẹ con bọn họ thiếu chút nữa chết, nếu không sau lại hắn minh bá đúng lúc chạy tới. Hắn Lâm Linh không phải sợ chết, bởi vì nàng tâm cũng sớm đã chết quá một lần, vì vậy cũng tự không có gì phải sợ. Có thể con của hắn Trần Phi cũng vô tội a, khi đó hắn còn nhỏ, chỉ có mấy tuổi, lại vào lúc đó hậu thiếu chút nữa bị một đám sát thủ giết chết. Mỗi khi nghĩ vậy sự kiện, hồi tưởng lại đương sơ một màn kia, hắn Lâm Linh cũng cảm giác hình như là làm ác mộng vậy, vẫy đi không được. Chẳng lẽ không hẳn là sao? Lâm Linh, người có thể phải hiểu rõ, người là thân phận gì, chúng ta lão Trần gia lại là thân phận gì. Hiện tại chúng ta nguyện ý tiếp nhận mẹ con các ngươi lưỡng, cho các ngươi tiến nhập chúng ta lão Trần gia, là thiên đại ban ân. Phá lệ khai ân, ngươi cũng khăng khăng một mực, cho mặt không biết xấu hổ. Nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt tái xanh theo, khiển trách. Các ngươi Trần gia địa vị cao thì thế nào? Bây giờ còn không phải là xuống dốc không phanh, ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu không các ngươi loại này dối trá tên như thế nào sẽ chạy tới Thành Dương huyện cầu ta? Chỉ là xin lỗi, các ngươi Trần gia rất cao đắt, ta Lâm Linh, xem thường. Có thể Lâm Linh lại cư nhiên như vậy mở miệng, vẻ mặt cười nhạt. Nói đùa, từ lúc năm đó những chuyện kia sau khi phát sinh, hắn tự ở trong lòng phát thệ cuộc đời này tuyệt không sẽ lại bước vào cái loại này gia tộc đại môn một bước, cũng tuyệt không sẽ tha thứ này thiếu chút nữa hại chết mẹ con các nàng lưỡng người. Mà bây giờ hắn nhi tử lợi hại, có khả năng, những tên kia tự năm lần bảy lượt thể hiện loại này sắc mặt dối trá đến chắp nối, đồng thời còn làm ra một bức là bọn hắn Trần gia phá lệ khai ân, thiên đại ban ân, mới nguyện ý nhượng hai mẹ con bọn họ trèo cao vậy. Phi, cho rằng ai để ý. Ngươi, Lâm Linh, ta cho ngươi biết, ngươi loại này tiện nữ nhân không tán thưởng, cũng không có gì, chúng ta lão Trần gia cũng căn bản là xem thường ngươi. Bất quá, con trai ngươi trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu, vậy hắn chính là chúng ta lão Trần gia người. Trần Duy Sơn giận dữ. Có thể hắn lời nói này nhưng ở Lâm Linh trong mắt chân thực thật không có có công kích tính cùng sức uy hiếp ta, sau đó chỉ thấy Kỳ cười lạnh nói đi a. Ta hiện tại liền đem con ta điện thoại cho ngươi, chính ngươi cho hắn nói, nếu hắn nguyện ý thừa nhận các ngươi Trần gia, ta không nói hai lời, thế nào? Nói, hắn dĩ nhiên thật đem trong tay mình đem ra, đem nhi tử Trần Phi số điện thoại điều đi ra, đặt ở đối phương trước mắt. Trần Phi là hắn nhi tử, bị hắn từ nhỏ nuôi lớn, làm sao sẽ không biết ni? Trần gia, ha ha, nếu thật bị tiểu tử thúi kia biết chuyện này, còn không chừng sẽ gây ra cái gì ni? Các ngươi Trần gia nếu là có bản lĩnh, vậy thử xem lạc. Ngươi, mà ở nhìn thấy Lâm Linh làm ra loại này có vũ nhục tính cử động, Trần Duy Sơn quả thực tức bể phổi, sắc mặt tái xanh. Nói đùa, bọn họ nếu có thể trực tiếp nhượng Trần Phi trở về gia tộc, mời được hứa lão thái gia khai sơn, đâu còn sẽ làm ra loại này đa sự mà, tự mình đến loại này nông thôn ở nông thôn, cùng nàng loại này tiện nữ nhân nại theo tính tình nói tốt. Nhưng bây giờ... Cái này đồ đê tiện vị miễn cũng quá không tán thưởng đi. Lão thái gia đi rồi,
chúng ta lão Trần gia lực ảnh hưởng thẳng tắp trượt, cũng tao ngộ rồi trọng đại nguy cơ. Hiện tại, chỉ có Hứa lão thái gia cái loại này đại nhân vật có thể giúp chúng ta Trần gia vượt qua nguy cơ, mà con trai ngươi lại là của hắn ân nhân cứu mạng. Ngươi bây giờ ngay tức khắc cho con trai ngươi gọi điện thoại, nhượng hắn đi cầu Hứa lão thái gia, giúp chúng ta lão Trần gia vượt qua nguy cơ lần này. Lâm Linh, ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã đầy đủ tốt nói chuyện với ngươi, cũng quá lại khiêu khích ta điểm mấu chốt. Cho mặt không biết xấu hổ, Trần Duy Sơn lạnh lùng khiển trách. Con ta là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, nghe vậy Lâm Linh trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh ngạc. Hắn biết con của hắn hiện tại thân thủ rất lợi hại, y thuật cũng rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn lại còn trở thành Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Năm đó từng ở tứ cửu thành đỉnh cấp vòng tròn từng có một chút dừng lại hắn, tự nhiên rất rõ ràng Hứa lão thái gia là nhân vật nào, rành mạch từng câu bốn chữ này, ý vị như thế nào. Nếu là năm đó có thể có loại quan hệ này, coi như là Trần gia, cũng không dám động hai mẹ con bọn họ. Không sai, con trai ngươi là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Trần Duy Sơn giọng nói có chút kích động, nói nếu như mẹ con các ngươi lưỡng lần này có thể giúp chúng ta Trần gia lập được đại công, vượt qua nguy cơ, gia tộc thì có thể làm cho các ngươi danh chính ngôn thuận cho các ngươi thêm vào. Hơn nữa, ngươi còn có thể cùng Trấn Quốc nối lại tiền duyên, phải biết rằng, hắn hiện tại thế nhưng ta bộ phó bộ cấp cán bộ, có thể trở thành cái loại này đại nhân vật thê tử, nhiều uy phong. Không phải là ngươi năm đó tha thiết ước mơ. Tha thiết ước mơ. Có thể nghe nói, Lâm Linh khóe miệng lại buộc vòng quanh lau một cái nồng nặc trào phúng, sau đó lạnh lùng cười nói tựu cái loại này hèn yếu cùng cái nhuyễn đản tựa như tên, còn cân xứng vi nam nhân. Ta năm đó là mắt bị mù, mới có thể coi trọng hắn. Còn có chúng ta hai mẹ con tại sao muốn thêm vào Trần gia? Con ta bây giờ là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, các ngươi Trần gia, có thể cùng Hứa lão thái gia so với. Nghe vậy Trần Duy Sơn mặt đều thoáng cái cứng, sau đó giận dữ nói Lâm Linh. Ta khuyên ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ, không tán thưởng. Không tán thưởng, ta đúng thì thế nào? Lâm Linh trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi, ngươi, ngươi. Trần Duy Sơn trên mặt thần sắc giận dữ, chỉ vào Lâm Linh uống được ngươi bây giờ lập tức. Lập tức, cho con trai ngươi gọi điện thoại, nhượng hắn đi cầu Hứa lão thái gia, giúp chúng ta lão Trần gia vượt qua nguy cơ lần này. Nếu không, ta nhượng ngươi chờ coi. Phải, ta cũng muốn nhìn ngươi thế nào mới có thể làm cho ta đẹp. Lâm Linh cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm Trần Duy Sơn khinh thường nói ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Muốn mẹ con chúng ta lưỡng giúp các ngươi Trần gia. Không có cửa đâu. Ngươi, ngươi, ngươi. Trần Duy Sơn tức giận mặt đều vặn vẹo, bởi vì này có thể quan hệ đến bọn họ lão Trần gia số phận, cũng quan hệ đến hắn Trần Duy Sơn dưới mông mặt vị trí, còn có thể hay không đủ tiếp tục làm tiếp. Nhưng bây giờ cái này tiện nữ nhân lại cư nhiên như thế ngôn từ kiên định nói cho hắn biết, chuyện này, hắn nhi tử thong thả. Mẹ, thực sự là đồ đê tiện, không tán thưởng. Thối lẳng lơ, đồ đê tiện, ngươi có phải là thật hay không đã cho ta không dám động ngươi? Mẹ, người đã như thế không tán thưởng, ta. Vãi, đau nhức, vãi vãi mau buông tay, đau, đau à. Mau buông tay, nhất thời Trần Duy Sơn trên mặt lộ ra một tia vẻ dữ tợn, vươn tay hướng Lâm Linh vai bắt lấy, thế mà, hắn động tác này đều mới vẻn vẹn tiến hành được phân nửa, lại bị một tay đột nhiên đáp ở, xé ra bóp một cái, nhất thời liền khiến kỳ nhịn không được giết lợn vậy hét thảm lên. Chỉ ngươi loại háo sắc này, cũng muốn nhượng ta đẹp. Cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Lâm Linh nắm bắt đối phương cái tay kia khinh thường nói. Hiển nhiên, cái này người xuất thủ chính là chính cô ta, hắn là Minh Đạo Xuyên Minh Bá nhìn lớn lên, làm thế nào có thể trong tay không giờ bản lĩnh thật sự. Ngươi, ngươi, mau dừng tay, mau buông ra Trần gia. Cách đó không xa, những người hộ vệ kia thấy tình cảnh này đều sắc mặt đại biến, vây bắt đầu uy hát yêu ta Lâm Linh nói. Thế mà gặp Trần Duy Sơn lúc này vẻ mặt trắng bệch. Gào thảm hình dạng, đến bọn họ cũng nhìn ra Lâm Linh thân thủ bất phàm, là một cọng rơm cứng tử, không dám tùy tiện xông lên, rất sợ chọc giận đối phương một thanh trực tiếp đem Trần ra tay cho bài đoạn. Hanh, phế vật. Lâm Linh tuy rằng thân thủ không kém, nhưng cuối cùng là nữ nhân, nhẹ dạ, huống hồ hắn cũng không nguyện sự tình tiếp tục làm lớn chuyện, bị bên trong tiểu khu hộ gia đình, bằng hữu đều biết. Chợt hừ lạnh thả nắm đối phương cái tay kia. Chỉ là Lâm Linh buông lỏng tay.
Trần Duy Sơn tự ngay tức khắc lui về sau 7-8 bộ, nhe răng trợn mắt một bên xoa tay mình, một bên bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái xanh chỉ vào Lâm Linh mắng mẹ, thối lẳng lơ, lại dám theo ta Trần Duy Sơn động thủ. Đánh cho ta, hung hăng đánh, hắn ma ngày hôm nay ta nếu là không cho ngươi cái này đồ đê tiện biết biết lợi hại, ta Trần Duy Sơn tên đi ra cái này viết. Còn đứng ngây đó làm gì, trên A. Trần Duy Sơn như thế một cước, phía sau hắn, ít nhất, 4-5 cái vóc người khôi ngô, vẻ mặt hung thần ác sát hắc y nhân Bảo Tiêu cũng đã mắt lộ ra hung quang hướng phía Lâm Linh ép tới. Lúc này, Đặng A Di cũng theo chạy tới, chỉ vào những người đó mắng các ngươi muốn làm gì. Ban ngày ban mặt khi dễ một gã cô gái yếu đuối, còn muốn đánh người. Đánh người, mau tới người A, nơi này có người đánh người nữa. Mà ở lúc nói lời này, Đặng A Di kỳ thực cả người cũng không nhịn được đang run, bởi vì có chút sợ. Những tên kia mỗi một người đều hung thần ác sát, mắt lộ ra hung quang, vừa nhìn tự biết không phải là thứ tốt gì. Nếu là bình thường, hắn tránh cũng còn không kịp, nơi nào sẽ nghĩ muốn chủ động góp đi tới. Có thể không có biện pháp, hiện tại đám người kia là tới tìm Lâm Linh, thế mà Lâm Linh hắn nhi tử lại là bọn hắn nhà ân nhân, cứu hắn nhi tử, tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Thế mà hắn nhưng không biết trước phát sinh ở tiểu khu đại môn một màn kia, tiểu khu hộ gia đình rất nhiều người đều nhìn thấy, trong lòng sợ, hiện tại đương nhiên mặc kệ xen vào việc của người khác. Thấy tình cảnh này, này hung thần ác sát, mắt lộ ra hung quang hắc y nhân bọn Bảo Tiêu liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh cười, một người trong đó nhấc chân hướng về phía Đặng A Di cái bụng tự đạp tới nói lão thái bà, cút ngay. Gặp hung thần ác sát hắc y nhân nói động thủ tự động thủ. Không ít xa xa người vây xem đều theo bản năng lui về phía sau vài bước, trong mắt đều lộ ra cây idiota đảm vẻ. Ngay cả Đặng A Di bản thân cũng sắc mặt hoảng hốt, theo sát mà lưu lộ ra thần sắc sợ hãi. Kỳ thực lại nói tiếp, hắn cũng liền chỉ là cái người thường mà thôi, dám đứng ra, đều đã là lấy dũng khí. Nhưng bây giờ, hanh, thấy tình cảnh này, Lâm Linh đương nhiên không có khả năng thở ơ, sau đó chỉ thấy Kỳ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Chân vừa nhấc, sau đó dường như nhanh như tia chớp nhanh chóng đá hướng về phía hắc y nhân kia chân, sau đó sẽ đi lên một đẩy, nhất thời hắc y nhân kia Bảo Tiêu liền một tiếng, thân thể ngửa ra sau tè ngã xuống đất. Vãi, cùng tiến lên, mà còn lại những người áo đen kia gặp Lâm Linh cư nhiên lại đem bọn họ gạt ngã một người, nhất thời mỗi người thẹn quá thành giận, tất cả mọi người muốn Lâm Linh nhào tới. Có thể Lâm Linh mấy năm nay đi theo Minh Đạo Xuyên Minh Bá bên cạnh. Dù chưa bước vào tiên thiên cảnh, nhưng thực từ lâu trải qua kém không xa, tự nhiên cùng loại này cái gọi là Bảo Tiêu có chút khác nhau trời vực cự ly. Dù sao bọn họ liên hai tam lưu cổ vũ giả, cũng không tính. Gặp những người đó như lang như hổ hướng mình nhào tới, Lâm Linh cũng lười khách khí với bọn họ, thân hình lóe lên, sau đó chợt nghe đến 2-3 đạo tiếng kêu thảm thiết. T, hắn cư nhiên, mà tái kiến thủ hạ mình Bảo Tiêu, cư nhiên bị Lâm Linh loại này cô gái yếu đuối thuần thục. Tùy tùy tiện tiện tự gạt ngã hơn phân nửa, Trần Duy Sơn sắc mặt thoáng cái tự luống cuống, cũng hít một hơi khí lạnh. Tiểu Lâm, người cư nhiên, qua, thân người tay cư nhiên lợi hại như vậy, lẽ nào người học qua võ thuật sao? Mà ở thấy tình cảnh này, Đặng A Di cũng không nhịn được giật mình nói. Đặng tỷ, người đã quên ta trước đây đã nói với người A. Nhà của ta thế nhưng tổ truyền tay nghề, 9 đại con một mấy đời. Tầm thường 20-30 người căn bản không gần được người của ta. Đem những người áo đen kia Bảo Tiêu toàn bộ gạt ngã sau, Lâm Linh tùy tiện vỗ tay một cái, nghe được Đặng A Di nói lập tức cười đáp lại nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là đùa giỡn. Hơn nữa, ta xem trong TV này võ thuật gia đình, không đều là truyền nam bất truyền nữ sao. Đặng A Di sửng sốt nửa ngày, mới hiếu kỳ nói. Nếu là có nam, đương nhiên truyền nam bất truyền nữ. Cần phải là không nam, vậy cũng chỉ có thể đem nữ giúp nam dùng. Dù sao luôn không khả năng nhượng chúng ta tổ truyền võ thuật thất truyền đi. Lâm Linh vừa cười vừa nói. Đương nhiên đây chỉ là hắn thuận miệng hồ nói lung tung. Ngược lại cũng vâng, dù sao cũng là tổ tông truyền xuống tới, cũng không thể nhượng nó cứ như vậy không có Đặng A Di lại còn thật tin, sát có chuyện lạ gật đầu. Mà những người áo đen kia Bảo Tiêu tái kiến Lâm Linh một nữ nhân, cư nhiên lợi hại như vậy. Đem trong bọn họ hơn phân nửa mọi người đánh tới, nhất thời tức giận đến ngứa răng, oa oa trực khiếu. Thậm chí ngay cả Trần Duy Sơn cũng không nhìn được mặt âm trầm quát mắng một đám đồ vô dụng, thậm chí ngay cả nữ nhân đều không đối phó được.
thực sự là phế vật, phế vật. Mà ở nhìn thấy một màn này, vây xem ở chung quanh không ít hộ gia đình, cư dân đều cảm giác trong lòng cực kỳ hết giận. Trong lòng sợ hãi cũng vô ý thức tiêu tán không ít, từ từ xông tới. Mẹ, đều cho lão tử cút sang một bên. Các ngươi ai mẹ nếu còn dám đi phía trước một bước, lão tử ngay tức khắc cắt đứt các ngươi chân chó, ghê gớm bồi ít tiền. Lão tử là có tiền. Gặp này tiểu khu hộ gia đình, cư dân lại có một ít vây đi lên thế, Trần Duy Sơn nhất thời con mắt thấu hung quang nhất nhất chỉ quá những người đó, hét lớn. Trần Duy Sơn như thế vừa gọi rầm rĩ, này các du khách cũng đều sợ đến dừng lại cước bộ. Dù sao bọn họ thế nhưng biết Trần Duy Sơn là thật có tiền, tọa giá là binh ly. Đầu năm nay, có tiền có thể cho quỷ thôi ma, có thể không sợ sao? Ngay tại lúc này, đột nhiên viễn phương còi cảnh sát thanh từ xa đến gần truyền đến, ngay sau đó rất nhanh liền có 2-3 chiếc xe cảnh sát tiến nhập tiểu khu, dừng ở trước mặt bọn họ. Xe cảnh sát dừng lại một cái, cảnh sát đều từ bên trong xuống tới. Chỉ thấy cầm đầu người là một cái cao gầy cảnh sát, từ tướng mạo xem cũng có chút âm hiểm giả dối. Chỉ là rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới vừa xuống xe là có thể nhìn thấy như vậy một màn, một mảnh hỗn độn, không ít hắc y nhân làm trên mặt đất kêu rên. Bất quá rất nhanh sắc mặt hắn tự trầm xuống, ánh mắt nhất nhất từ mọi người tại đây trên mặt đảo qua, sau cùng rơi xuống Trần Duy Sơn trên người, há mồm đó là phẫn nộ quát các ngươi nhưng thật ra lá gan thật lớn đại, rõ như ban ngày dưới dám tại đây đánh người nháo sự. Hiện tại ngoại trừ Lâm Linh cùng Đặng A Di ở ngoài chính là bọn họ. Hơn nữa những người áo đen kia, vừa nhìn tự biết không phải là thứ tốt gì. Không là bọn họ là ai? Ngươi là cấp bậc gì? Có thể nghe nói, Trần Duy Sơn lại nghĩnh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, kiêu căng nói. Ngươi nói cái gì? Nhất thời cao gầy cảnh sát liền sắc mặt hơi trầm xuống lên, ánh mắt hô tức giận, không nghĩ tới đối phương lại dám như thế chất vấn hắn. Có thể hắn tiếp muốn thốt ra nói đều còn chưa nói hết, đã bị Trần Duy Sơn cười lạnh cắt đứt. Ngạo nghễ nói ta hỏi ngươi cấp bậc gì, nghe không hiểu sao. Nói cho ngươi biết, ta là từ kinh thành tới, hiện tại ở XXX bộ môn nhậm chức, ngươi bây giờ tốt nhất ngay tức khắc trả lời vấn đề của ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cái gì, ngài là từ kinh thành tới, vẫn còn XXX bộ môn nhậm chức. Nhất thời cao gầy cảnh sát thần sắc biến đổi, giọng nói một nói lắp. Ngay cả nói chuyện cũng trong nháy mắt trở nên có chút bộ dạng phục tùng trong nháy mắt, run rẩy. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương lại là từ kinh thành tới, hơn nữa còn là ở XXX bộ môn, thay lời khác mà nói, chính là bọn họ trực hệ lãnh đạo, trực hệ thủ trưởng. Không sai, Trần Duy Sơn chỗ ở bộ môn, chính là kinh thành công an bộ. Toàn quốc hệ thống công an đều coi là bọn họ thuộc hạ bộ môn. Chớ nói chi là, hắn ở công an bộ còn là một cái tiểu lãnh đạo. Đương nhiên không đem chính là một cái huyện thành lính cảnh sát không coi vào đâu. Cầm, cho lão tử mở to hai mắt nhìn rõ ràng, ta là ai? Trần Duy Sơn trực tiếp đem mình giấy chứng nhận thải qua, quát lạnh. Trần Thính Trưởng, xin chào. Mà ở nhìn thấy Trần Duy Sơn lại thực sự là kinh thành công an bộ lãnh đạo, nhất thời cao gầy cảnh sát thoáng cái tựu sợ tiểu, lắp bắp chiến nguy nói báo cáo lãnh đạo, ta là Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an phó sở trưởng, ta gọi là Vương Đại Chí. Phải biết rằng hắn vẻn vẹn chỉ là cái phó khoa cấp, ở Trần Duy Sơn loại này phó thính cấp siêu cấp lớn trước mặt lãnh đạo, tự nhiên rất khẩn trương, liền đại khí cũng không dám lung tung ra một chút. Ta không có hứng thú biết ngươi tên gì, bất quá vừa vặn, các ngươi hiện tại tới, vậy ngay tức khắc cho ta đem hai cái này phần tử ngoài vòng luật pháp bắt lại cho ta. Hắn đã thương người của ta. Nhất thời Trần Duy Sơn phất phất tay, hung tợn chỉ vào Lâm Linh, Đặng A Di hai người. Nhất là người trước, vẻ mặt tức giận cùng giễu cợt nói. Chờ như thế này đến rồi đồn công an, còn sợ cái này tiện nữ nhân không dựa theo hắn Trần Duy Sơn nói đi làm. Ha ha, có thể đánh thì thế nào? Lẽ nào hắn còn quang minh chính đại bắt bớ, trái pháp luật phạm tội phải không? Cái gì, hắn, hanh, các ngươi thực sự là thật to gan. Lại dám tại đây ban ngày ban mặt đả thương người, quả thực vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Vương Đại Chỉ tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại phản ứng cực nhanh, theo sát mà liền ngay tức khắc chỉ vào Lâm Linh hai người nổi giận nói. Thấy bọn họ Vương Đại Chỉ phó sở trưởng như vậy giận, những cảnh sát kia căn bản không cần phân phó, cũng đã ngầm hiểu, móc ra còng tay, vẻ mặt bất thiện hướng về Lâm Linh, Đặng A Di vây lại. Muốn bắt các nàng.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vô pháp vô thiên, vị này cảnh quan, không sai, là ta đã thương bọn họ, bất quá ngươi không cảm thấy bọn họ nhiều người như vậy hùng hổ chạy tới nơi này, là có vấn đề gì không, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép bọn họ nhiều người như vậy để khi phụ ta một cái nữ tác nhân ra, mà không chuẩn ta phản kháng. Còn có, cũng không phải ta động thủ trước đây, là bọn hắn thẹn quá thành giận trước đối với chúng ta ra tay. Chúng ta hoàn toàn là xuất phát từ tự vệ mới ra tay. Lâm Linh trong con ngươi xẹt qua nhàn nhạt vẻ giận dữ, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình giải thích. Chúng ta động thủ trước đây, người đây quả thực là ngậm máu phun người. Rõ ràng chính là ngươi ra tay trước, chúng ta đều nhìn thấy, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều người như vậy đều là mắt bị mù sao? Trần Duy Sơn hình như bị thật lớn nhục nhã, lòng đầy căm phẫn phản bác. Nghe vậy ở bên cạnh hắn những người áo đen kia bảo tiêu cũng lập tức phụ họa nói không sai, Trần gia nói không sai. Chính là cái này tiện nữ nhân ra tay trước. Các ngươi còn có xấu hổ hay không? Các ngươi đều là một phe, quả thực chính là mở to mắt nói mò. Thấy tình cảnh này Đặng A Di không khỏi vẻ mặt tức giận nói. Ngậm miệng. Có thể nhưng vào lúc này, cao gầy khu Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Chí lại hét lớn một tiếng, sau đó làm ra một bộ công chính nghiêm minh, uy nghiêm tư thái, quát lên ồn ào gì thế. Đều im miệng cho ta, thị phi hắc bạch. Tất cả chuyện đều chờ đến đồn công an rồi hãy nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại ánh mắt nhất nhất xẹt qua ở đây mọi người, sau đó rơi xuống Trần Duy Sơn phía sau những người áo đen kia bọn bảo tiêu trên người, nói các ngươi đều là người chứng kiến. Tốt lắm, thỉnh các vị theo chúng ta trở lại lấy khẩu cung. Đương nhiên, nghe vậy những người áo đen kia bảo tiêu lập tức không chút do dự gật đầu, âm hiểm cười nói. Lấy khẩu cung, ghi tựu ghi đi, bọn họ cầu còn không được. Thấy thế mọi người sắc mặt cũng không từ đổi đổi. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, tự nhiên minh bạch Vương Đại Chí Vương Phó Sở Trưởng Nghĩa Tránh Ngôn Từ nói lời nói này đi ra là có ý gì. Không phải là làm mặt ngoài công tác, bọn người kia đều là một phe, nếu là thật muốn đem lời của bọn họ cũng làm khẩu cung nói, cùng bằng chứng như núi có cái gì khác nhau. Nghĩ đến đây, trong mắt mọi người không khỏi toát ra phẫn nộ cùng sợ hãi pha ở chung với nhau ánh mắt. Bọn họ tuy rằng không biết vừa rồi Trần Duy Sơn cùng hắn cảnh sát nói gì đó, nhưng bây giờ, coi như là người mù cũng đều có thể nhìn ra, bọn người kia đã hoàn toàn khuấy hợp ở cùng một chỗ. Là cá mè một lứa. Còn có các ngươi. Ngay sau đó, đột nhiên, Vương Phó Sở Trưởng ánh mắt lại một đảo qua quá cách đó không xa những tiểu khu khác hộ gia đình, trong mắt mang theo một tia khinh bỉ cùng chẳng đáng đương nhiên còn có một tia hung lệ. Nói còn có các ngươi đều là người chứng kiến sao? Nếu như là, cũng xin theo chúng ta trở lại lấy khẩu cung. Ha ha, hắn theo sát mà cười lạnh cười, vẻ mặt đều là vẻ trào phúng. Vương Phó Sở Trưởng vừa nói như vậy, này tiểu khu hộ gia đình nhất thời đều vô ý thức lui về sau một bước, đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Thấy thế Vương Đại Chí trên mặt trào phúng càng nồng nặc mấy phần. Hanh, một đám người nhát gan. Ta Vương Đại Chí đều không thu thập được các ngươi. Các ngươi lương tâm ni, đi đâu, thấy thế Đặng A Di tức giận nói. Không nghĩ tới mọi người đều là một cái tiểu khu, những người này còn như thế vô tình, chuyện không liên quan mình treo thật cao khởi. Quả thực thật quá mức. Quên đi, Đặng tỷ. Thấy tình cảnh này, Lâm Linh nhưng không có thế nào tức giận, chỉ là trong lòng hơi có chút thất vọng cùng thương tâm lắc đầu. Hắn không nghĩ tới những người này xuất liên tục đến hỗ trợ làm chứng dũng khí cũng không có. Bất quá khi hắn ánh mắt lần thứ hai rơi xuống bên cạnh Đặng A Di trên người lúc, trong mắt cũng không từ toát ra tình cảm ấm áp. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất, hay là có người có dũng khí đứng ra thay hắn nói chuyện, mà như vậy cũng như vậy đủ rồi. Ta và các ngươi đi đồn công an, bất quá, Đặng tỷ cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ gì. Lâm Linh nói theo. Tiểu Lâm ngươi làm cái gì vậy a? Ta, Đặng A Di sắc mặt cả kinh. Có thể nghe nói Lâm Linh lại trực tiếp cười an ủi nàng nói Đặng tỷ, chuyện này với ngươi không quan hệ, là chuyện của chính ta. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì ta, cũng không có thể chịu đựng làm gì ta. Hắn đương nhiên không sợ đối phương, nếu là thật đem nàng chọc tới, ghê gớm đem nàng nhi tử gọi trở về vì nàng đứng ra được rồi, sợ cái gì? Ngươi! Mà đang nghe Lâm Linh cư nhiên như vậy coi thường bản thân, nói mình không có biện pháp đem nàng thế nào, nhất thời Trần Duy Sơn thoáng cái sắc mặt tựu lại khó xem,
chỉ vào Lâm Linh nổi giận mắng thối lẳng lơ, thật nghĩ đến ngươi coi là vật gì vậy? Ta thừa nhận ngươi có thể đánh, khả năng đánh thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám tại đây ban ngày ban mặt bắt bớ, đánh lén cảnh sát? Vương sở trưởng, hai người này hiện tại đều là đả thương người của chúng ta hung thủ, cho ta đem các nàng đều mang đi. Họ Trần, ngươi có ý tứ? Chấm hỏi, nghe vậy Lâm Linh không khỏi mạnh sắc mặt đổi đổi, trong con ngươi bốc cháy lên phẫn nộ đến. Hắn không nghĩ tới cái này họ Trần cư nhiên sẽ như thế quá phận, còn muốn đem Đặng tỷ dắt kéo vào. Có ý tứ, ngươi đã như vậy không tán thưởng, vậy cũng chớ trách ta Trần Duy Sơn không có ý tứ. Như thế này ta sẽ nhường ngươi ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện cho con trai ngươi gọi cú điện thoại kia, ha ha. Trần Duy Sơn khóe miệng buộc vòng quanh vẻ châm chọc, cười lạnh nói. Mà ở thấy tình cảnh này Đặng A Di lại bị dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn vốn chính là lá gan tương đối nhỏ người, nếu không phải là bởi vì Lâm Linh, nàng là tuyệt không khả năng chạy tới chuyến cái này tranh vũng nước đục, nhưng bây giờ... Tên kia cư nhiên có thể để cho những cảnh sát này cũng như cái này nghe mệnh lệnh của hắn, thành cá mè một lứa, hắn tại sao có thể không sợ. Dù sao nếu thật bị mang vào đồn công an, đến lúc đó, tất cả tự thân bất do kỳ. Ha ha, lãnh đạo nói không sai. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng một bên quyến rũ mở miệng, một bên vung tay lên, quát lên mấy người các ngươi còn sững sờ ở cái này làm gì. Nhanh đi đem các nàng còng lại, mang đi. Ngươi, các ngươi, tốt, tốt. Thấy tình cảnh này Lâm Linh vẻ mặt đều là vẻ giận dữ, thở một hơi thật dài, sau cùng cuối cùng đem trong lòng cái loại này phẫn nộ trầm xuống, ngăn ở này lính cảnh sát trước mặt, nghiêng đầu nghĩ Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng lạnh lùng nói Vương Sở trưởng, chúng ta có thể trở về với ngươi lấy khẩu cung. Bất quá, án tử không sau cùng có kết luận trước, các ngươi chắc là không quyền lực dùng khảo chúng ta đi. Làm càn, ta là cảnh sát ngươi là cảnh sát. Có thể nghe nói Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng nhất thời hét lớn một tiếng, sẳng giọng uy nghiêm nói ta cho ngươi biết. Ta Vương Đại Chí nói khảo các ngươi, vậy khẳng định có thể khảo các ngươi. Chẳng lẽ hai người các ngươi bây giờ là muốn bắt bớ phải không? Hắn trong con ngươi chảy lộ ra một tia trào phúng cùng cười nhạt. Nói đùa, hắn Vương Đại Chí thân phận gì địa vị gì, tại đây Thành Dương huyện Tây Thành một mẫu ba phần, muốn khảo cá nhân còn chưa phải là tùy tùy tiện tiện. Phải biết rằng hắn thế nhưng phó sở trưởng. Nghĩ đến đây bình thường cũng đủ nhường hắn lâng lâng thân phận, hơn nữa ngày hôm nay, hắn Vương Đại Chí cư nhiên vận khí tốt như vậy, nịnh bợ đến một vị đến từ kinh thành công an bộ siêu cấp lớn lãnh đạo, nhất thời nhìn không được trong lòng mỹ tư tư. Nếu là có thể đem hầu hạ tốt, nhường vị này ra vui vẻ, vậy hắn Vương Đại Chí tương lai thăng chức rất nhanh, còn chưa phải là sắp tới. Nhất niệm đến nước này, trên mặt hắn uy nghiêm lại sâu hơn. Vung tay lên mang cho ta đi. Các ngươi, lúc đầu làm mẫu thân, Lâm Linh mặc dù biết con trai mình hiện tại có bản lãnh, có thể chung quy ở trong lòng nàng vẫn có như vậy một phần lòng tự trọng, không muốn tùy tùy tiện tiện nhất hiện chuyện gì liền đem nhi tử gọi tới, thật giống như bản thân chỉ biết gặp rắc rối vậy. Điểm này hắn cùng Trần Phi còn là thật giống, đều cũng có một ít người quật cường. Bất quá bây giờ đối phương loại này cử động lại vị miễn có chút hơi quá đáng. Thậm chí đều đã nói rõ thành họ Trần chính là tay sai, thành chó xù, cá mè một lứa, hoàn toàn là trên người cảnh phục vi không có gì, đổi trắng thay đen. Nhất niệm đến nước này, Lâm Linh rốt cục lại không nín được hắn nội tức giận trong lòng, theo sát mà trong ánh mắt tự toát ra một loại lạnh lùng vẻ. Nếu ngươi muốn chơi như vậy, tốt lắm. Vương sở trưởng, các ngươi hiện tại muốn bắt ta, có đúng hay không hẳn là trước hết để cho ta cho con ta gọi điện thoại. Hắn chặt nói theo. Ha ha, rốt cuộc biết cúi đầu. Lâm Linh, nếu là ngươi, sớm như thế biết cất nhắc, đâu còn sẽ có hiện ở nhiều chuyện như vậy mà. Có thể đang nghe Lâm Linh lời này, Trần Duy Sơn lại một lần tử lộ ra vẻ kích động, cho rằng đối phương đây là sợ, trên mặt hiện ra lau một cái kiêu ngạo nói. Lãnh đạo, cú điện thoại này. Ngược lại thì Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng nghe vậy ngẩn người, không biết hiện tại đây là cái gì tình huống, Trần chờ nói. Thật muốn phức tạp. Làm cho đối phương gọi điện thoại. Để cho nàng đánh. Có thể Trần Duy Sơn cũng đã vào trước là chủ cho rằng Lâm Linh là sợ, muốn đi gặp hắn cúi đầu, chợt vung tay lên, ngạo nghễ cười to nói Lâm Linh, ngươi cuối cùng cũng còn có chút óc, biết chuyện gì cần làm, chuyện gì không nên làm. Tốt rồi, ngươi bây giờ ngay tức khắc cho con trai ngươi gọi điện thoại, nhượng hắn đi cầu Hứa lão thái gia. Nói,
trên mặt hắn còn nhìn không được hiện lên lau một cái kích động. Đối phương cú điện thoại này, không phải là hắn Trần Duy Sơn thiên lý xa xôi từ kinh thành chạy tới loại này ở nông thôn, phá địa phương, sở muốn gặp được sao? Chỉ cần Hứa lão thái gia nguyện ý đứng ra che chở bọn họ lão Trần gia, vậy bọn họ lão Trần gia gần gặp phải bất luận cái gì trắc trở, đều muốn giải quyết dễ dàng. Hắn Trần Duy Sơn cũng sẽ bởi vậy lập được đại công. Vạn chúng chúc mục. Suy nghĩ một chút, hắn thậm chí đều đã có chút đôi mắt phi huân, huyễn tưởng đến chính hắn vì lão Trần gia lập được đại công sau, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, vạn chúng chúc mục, vạn chúng kính ngưỡng trở về gia tộc một màn kia. Có thể ngay sau đó hắn lại bỗng biến sắc, sau đó có chút bối rối cứng lại rồi. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy Lâm Linh vẻ mặt cười nhạt, sau đó chậm rãi đả thông hắn nhi tử Trần Phi điện thoại, hướng về phía microphone nói này, tiểu tử thối, hiện tại có người muốn bắt ta, là Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Trí, còn có một cái từ kinh thành tới tên cũng ở đây, ừ. Cứ như vậy, ta cúp trước, sau đó hắn dĩ nhiên thật cúp điện thoại. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam Phi báo căn cứ, Trần Phi lúc đầu đang cùng La Viễn Trí La thủ trưởng ăn. Mà khi hắn nhận được mẫu thân hắn điện thoại sau. Ca. Trần Phi trong tay kim loại chén đũa, ầm ầm gian biến thành một chùm bột phấn. Theo sát phía sau trên mặt hắn thần sắc trở nên không gì sánh được âm trầm cùng có thể sợ lên. Nhất thời, trên bàn cơm một mảnh tĩnh mịch, nhất là La Viễn Trí La thủ trưởng còn có Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm đều bị Trần Phi bất thình lình một chút, làm cho giật mình. La Viễn Trí La thủ trưởng không khỏi kinh ngạc hỏi tiểu Trần, làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Có người muốn bắt ta mụ, tự hiện tại. Lúc này Trần Phi trên mặt đã hiện đầy làm cho hàn khí, trong ánh mắt xích lõa khỏa thân sát khí hiện lên, thanh âm càng băng lãnh được dường như băng bột phấn rơi trên mặt đất vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn yêu nhất chính là mẹ hắn, hoàn toàn có thể nói là nghịch lân của hắn, nhưng bây giờ, hắn ma lại có người dám hướng về phía mẹ hạ thủ. Nhất thời trong mắt hắn cùng cả người phát ra sát khí càng đáng sợ hơn lên. Thậm chí ngay cả Vương Đại Sơn loại này tiên thiên sơ kỳ, đều bị hung hăng sợ nhảy dựng lên, theo một hàn khí tự lòng bàn chân xông lên ót của hắn tâm. Ngươi nói cái gì? La Viễn Trí La thủ trưởng nhìn không được cùng Vương Đại Sơn hai mặt nhìn nhau, tất cả thấy được đối phương trong con ngươi rung động cùng hoảng loạn. Dù sao bọn họ cũng đều biết Trần Phi là gia đình độc thân, từ nhỏ theo hắn mụ mụ lớn lên, cảm tình không biết sâu đậm, nhưng bây giờ, lại dĩ nhiên xảy ra loại sự tình này mà. Lại có người dám hướng cái này tiểu tổ tông mẫu thân hạ thủ, phải đem nàng bắt lại. Vô luận là La Viễn Trí La thủ trưởng hay hoặc là Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm đều bị kinh tâm thần đại chấn, cũng rốt cuộc minh bạch, tiểu tử này vì sao đột nhiên thoáng cái như thế thái độ khác thường. Nguyên lai là hắn mụ mụ đã xảy ra chuyện. Ta, ngươi, ma Trần Phi tiểu tử này mụ mụ cũng dám bắt, cái này còn cao đến đâu. Đây chính là đâm ngày chuyện lớn a. Tiểu Trần. Người trước đừng có gấp, hay là trước gọi điện thoại nhượng những người đó ngừng tay đi, là ở địa phương nào phát sinh chuyện này, Bắc Sơn sao? La Viễn Trí La thủ trưởng ngay tức khắc khuyên bảo, hắn hiện tại ngược lại không phải là sợ Trần Phi mụ mụ gặp chuyện không may, dù thế nào chỉ cần bọn họ một chiếc điện thoại, này không có mắt ngu xuẩn khẳng định ngay tức khắc phải thả người. Hắn bây giờ là sợ Trần Phi cái này tiểu tổ tông không nghĩ ra, không lý trí, xung động tức giận nói, vậy coi như thật phiền phức lớn. Đến lúc đó sợ rằng liên kinh thành đại nhân vật đều biết kinh động. Dù sao liên hổ báo đường cái loại này đáng sợ tới cực điểm hắc thế lực ngầm, đều bị cái này tiểu tổ tông rõ ràng diệt, triệt để tuyệt tự, có thể nghĩ người như thế là có đáng sợ dường nào. Mà bây giờ, nghịch lân của hắn lại bị một trầu ngu xuẩn xúc động. Có thể nghe nói Trần Phi lại không nói chuyện, chỉ là mặt âm trầm lấy điện thoại ra bấm Bắc Sơn thị hiện giữ thị trưởng Hoàng Đào điện thoại. Thành Dương huyện lệ thuộc Bắc Sơn thị hạt quản, vì vậy hắn chắc là bây giờ có thể đủ nhanh nhất giải quyết chuyện này người một trong. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị chính phủ thành phố Đại Lâu, thị trưởng phòng làm việc, Hoàng Đào đang ở lật xem một phần báo cáo, nhưng đột nhiên, hắn bình thường ít đại hội vang lên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đây là... Nhất thời Hoàng Đào trong con ngươi không khỏi lướt qua một tia giật mình vẻ, sau đó không chút do dự, cấp tốc đã đem trong tay báo cáo để xuống. Cầm lên thuộc về chỉ có rất ít người biết dãy số tư nhân điện thoại di động. Sau một khắc hắn liền thần sắc ngưng trọng nói là Trần Tiên Sinh. Chỉ thấy điện báo biểu hiện mặt trên, bất ngờ biểu hiện chính là Trần Tiên Sinh ba chữ. Theo, Hoàng Đào cũng không kịp suy nghĩ sâu xa,
vội vàng nhấn nút trả lời, cả tiếng mở miệng nói Trần tiên sinh, thực sự là đã lâu không gặp, người gần nhất được không? Không tốt lắm, mẹ ta hiện tại cũng bị người bắt, đối phương là Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Trí. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, một phút đồng hồ bên trong, để cho bọn họ cho ta thả người, còn có, ta hiện tại sẽ ngay tức khắc chạy tới, cứ như vậy. Đô đô, đô đô đô, có thể trong điện thoại lại truyền đến Trần Phi băng lãnh tới cực điểm thanh âm. Cái gì, Trần, Hoàng Đào nghe vậy không khỏi đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhất thời trên khuôn mặt nổi lên lau một cái sợ hãi vẻ. Lúc này Trần Phi đã cúp điện thoại của hắn. Cầm trong tay điện thoại di động, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác tựu từng viên một xông ra. Trần Phi là ai, đều lâu như vậy, hắn Hoàng Đào tự nhiên từ lâu nhất thanh nhị sở. Nếu không phải nộ tới cực điểm làm thế nào có thể như vậy khác thường. Rất sớm thời gian, hắn chỉ biết Trần Phi xuất từ một cái gia đình độc thân, chỉ có một mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đưa hắn cho nuôi lớn, vì vậy cảm tình rất sâu dày, nhưng bây giờ. Hắn mụ mụ cũng bị người bắt lại, vãi vãi. Liên hắn loại thân phận này người cũng không nhịn được chửi ầm lên muốn mắng chửi người, bởi vì, Trần Phi là ai, có bản lãnh gì, hắn hiện tại có thể đã không thể biết toàn bộ. Nhưng vấn đề là, chỉ là hắn biết đến cũng đủ dọa người. Phi nhân loại cổ vũ giả, phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên, kinh thành hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Người như thế, một khi tức giận, đều đã không thể nói là vẻn vẹn chỉ quan hệ đến một mình hắn đơn giản như vậy, mà là tuyệt đối, nhất định sẽ dính đến xã tắc an nguy. Nghĩ đến đây, Hoàng Đào lúc này mới lập tức nhớ tới bản thân chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Ngay tức khắc sắc mặt hốt hoảng cầm lấy bản thân tư nhân điện thoại trực tiếp cho Bắc Sơn thị cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp gọi điện thoại. Này, Chu cục trưởng hiện tại đang họp, xin hỏi ngươi là vị nào? Hoàng Đào bấm Chu Thiên Diệp điện thoại, bất quá nghe điện thoại cũng bản thân của hắn. Ta là Hoàng Đào, hiện tại, lập tức, ngay tức khắc nhường Chu Thiên Diệp cút trở lại cho ta nghe điện thoại. Hoàng Đào lúc này trong lòng có chút tâm phiền ý loạn, cho nên nói chuyện đều có chút. Hoàng, ngài là Hoàng thị trưởng, cái kia, xin chờ một chút, ta lập tức đi thông chi cục trưởng đến nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia vừa nghe đến lại là vốn là hiện giữ thị trưởng Hoàng Đào tự mình gọi điện thoại tới, không khỏi sợ nhảy dựng lên, vội vàng cung kính cùng lắp bắp nói. Nhanh, mà quay về ứng với hắn chỉ có Hoàng Đào cấp thiết quát lạnh thanh. Không lâu sau, Chu Thiên Diệp cắt đứt trong cục cực kỳ hội nghị trọng yếu. Vẻ mặt ngưng túc cầm điện thoại đi ra phòng họp nói lão Hoàng, thế nào hồi? Lão Chu người bây giờ ngay tức khắc cho ta Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an Vương Đại Trí gọi điện thoại, hắn đem Trần tiên sinh mụ mụ bắt lại. Có thể Hoàng Đào lúc này nào có cái gì tâm tư cùng hắn vòng quanh, không gì sánh được lo lắng cùng lạnh lùng quát to. Thành Dương, ngươi nói cái gì? Hắn đem Trần tiên sinh mụ mụ bắt lại. Chu Thiên Diệp nghe vậy trước còn không có phản ứng kịp, thẳng đến một giây kế tiếp sau. Mới đột nhiên trên mặt thần sắc trắng bệch lên, hai cái tay đầu đến nhận việc giờ liên điện thoại trong tay đều cầm không được, muốn rớt xuống. Hắn chiến nguy nói lão Hoàng, ngươi là nói, cái kia Trần tiên sinh. Ngươi nói cái kia Trần tiên sinh, còn có thể có nào cái, ta hiện tại không công phu với ngươi lề mề, nhanh gọi điện thoại, sau đó cho ta ngay tức khắc dẫn người chạy tới. Nhanh lên một chút, Hoàng Đào mặt âm trầm quát lớn, đáng chết. Hiện tại không có thể như vậy cái gì ma ma thẳng thẳng, lãng phí thời gian a. Vâng, ta ngay tức khắc đánh. Nghe được Hoàng Đào nói như vậy, Chu Thiên Diệp mới rốt cục bỗng nhiên bừng tỉnh chuyện này là có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Dù sao đây chính là Trần tiên sinh a. Mới 23-24 độ khí trời, hắn đều đã không biết lúc nào đầu đầy mồ hôi, trực tiếp cúp Hoàng Đào điện thoại. Các ngươi ai biết Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an Vương Đại Trí điện thoại? Nhanh lên một chút, ai biết, nói mau a. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ trực tiếp sắc mặt hoảng loạn vọt vào phòng họp, hướng bên trong một đám thị lãnh đạo cục công an hét lớn. Nhất thời những người đó trên mặt thần sắc cũng không nhìn được ngây người, không rõ Chu cục trưởng đi ra ngoài nhận cú điện thoại, thế nào thoáng cái tựu thành như vậy? Ta biết, cục trưởng, ta có điện thoại của hắn. Chỉ là vô cùng kinh ngạc về vô cùng kinh ngạc. Nhưng hay là có người ngay tức khắc nhấc tay đứng dậy, đem Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Trí điện thoại, nói cho hắn.
Sau đó Chu Thiên Diệp trực tiếp vượt qua Thành Dương cục trưởng cục công an huyện Vương Giã, trực tiếp bấm Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an Vương Đại Trí điện thoại. Cùng lúc đó bên kia, Thành Dương huyện, XXX bên trong tiểu khu. Ngươi, Trần Duy Sơn gặp Lâm Linh cái này tiện nữ nhân cư nhiên không có như hắn nghĩ, cùng con của hắn Trần Phi gọi điện thoại, nhượng con của hắn đi cầu hứa lão thái gia, trái lại dĩ nhiên nói như vậy, nhất thời làm hắn nhịn không được tức bể phổi, cảm giác bị vũ nhục, cái này tiện nữ nhân dám coi thường hắn Trần Duy Sơn, không nhìn lời của hắn. Đây quả thực là buồn cười. Ta cái gì ta, ngươi không phải là rất muốn nhượng ta cho con ta gọi điện thoại sao? Tốt lắm, ta đã thỏa mãn ngươi, sao ngươi cũng không chịu nổi hậu quả này? Lâm Linh cúp điện thoại, cười lạnh nói. Con mẹ nó ngươi đồ đê tiện, lão tử đánh chết ngươi. Trần Duy Sơn không nín được lửa giận trong lòng, một cái tát phiến hướng Lâm Linh. Thế mà hắn loại phế vật này tại sao có thể là Lâm Linh đối thủ? Phanh, chỉ nghe được phát ra một tiếng vang thật lớn cùng một đạo bay đá tàn ảnh chợt vang lên, sau đó chính là hét thảm một tiếng rất chói tai vang lên. Chỉ thấy Trần Duy Sơn cả người nhất thời như là bị đạp bay vậy, chờ mình ngã xuống đất, sau đó liên tục lộn mấy vòng, mặt hướng về phía trước cắm tiến bãi cỏ, miệng đầy đều là bùn, quả thực hãy cùng cậu ăn si vậy. Phế vật, Lâm Linh thậm chí đều lười nhìn nữa hắn, chỉ là khinh thường nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Lại dám làm trò mặt của ta mà đánh người. Thấy tình cảnh này, cao gầy Vương Đại Trí Vương Phó Sở Trưởng không khỏi trầm mặt nói. Có thể hắn giọng nói, cũng đã xa không có trước mạnh như vậy cứng rắn, thậm chí, mang theo một vẻ bối rối. Dù sao vừa rồi nữ nhân này nhưng khi theo bọn họ mặt đánh ra điện thoại, hơn nữa cái loại này bình thản, cường thế khẩu khí, có thể nào nhượng hắn không hơi cảm hoảng hốt. Chớ nói chi là hiện tại nữ nhân này biết rõ Trần lãnh đạo đây chính là đến từ kinh thành công an bộ đại nhân vật, lại cư nhiên một điểm còn không sợ, tương phản còn dám đánh người. Hắn dựa vào cái gì lớn lối như vậy, bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ, Vương Đại Trí nhịn không được thân thể mạnh run lên, ánh mắt run lên. Leng keng đinh. Có thể nhưng vào lúc này càng thêm dọa người chuyện tình xảy ra, điện thoại của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên. Làm hắn trong lòng trọng trọng nhảy một chút. Sau đó chỉ thấy thứ nhất biên nhãn thần chiến nguy nhìn lướt qua sắc mặt bình tĩnh Lâm Linh, một bên hai tay lay động đưa điện thoại di động đem ra, phát hiện mặt trên dĩ nhiên là thị cục công an nội bộ dãy số đoạn, sắc mặt càng trắng bệch lên. Trần chờ nửa ngày, mới chuyển được điện thoại. Này, có đúng hay không Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an Vương Đại Trí? Điện thoại vừa tiếp thông. Ống nghe nội liền truyền đến một đạo dị thường phẫn nộ cùng uy nghiêm quát thanh. Ta là, xin hỏi ngươi là. Vương Đại Trí nhịn không được cả người một cái giật mình, lắp bắp nói. Ta là thị cục công an, Chu Thiên Diệp. Bên đầu điện thoại kia dị thường phẫn nộ cùng uy nghiêm quát thanh vang lên lần nữa, khiến nghe được nói Vương Đại Trí Vương Phó Sở Trưởng đều thoáng cái ngây người. Thị cục công an Chu Thiên Diệp, đây chẳng phải là... Vương Đại Trí Vương Phó Sở Trưởng nhất thời mồ hôi lạnh trên trán mạnh từng viên một xông ra, chỉ cảm thấy hai chân thoáng cái không khí lực. Chu Cục Trưởng người khỏe, ta là Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an Vương Đại Trí, thỉnh lãnh đạo chỉ thị. Rất hiển nhiên hắn Vương Đại Trí căn bản không cách nào tưởng tượng, bên đầu điện thoại kia lại là bọn họ Bắc Sơn thị hệ thống công an tối cao đại boss, Chu Thiên Diệp Chu Cục Trưởng tự mình cho hắn đánh tới cú điện thoại này. Sợ đến hắn nhịn không được cả người một cái giật mình. Trong lòng có nồng nặc không rõ dự cảm, bừng lên. Chỉ thị, ta chỉ thị ngươi ma cái rắm. Hiển nhiên cao gầy cảnh sát Vương Đại Trí nói chưa dứt lời, vừa nói, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp liền nhìn không được tức cảnh hông, vẻ mặt phẫn nộ cùng kích động. Trần Phi Trần Tiên Sinh người thế nào, có bản lãnh gì, trước đây hắn Chu Thiên Diệp có thể còn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ. Hắn lại sớm đã thành nhất thanh nhị sở. Đây chính là liên phi báo cái loại này kéo dài qua lĩnh Nam ba tiết kiệm ngành đặc biệt đều cùng có quan hệ đại nhân vật, bọn họ những. Này thị tỉnh tiểu dân ở trước mặt đối phương, hãy cùng con kiến vậy không khác nhau. Hiện tại chế diễu, người hắn mà chính là một cái huyện đồn công an phó sở trưởng, lại dám đúng Trần Tiên Sinh mẫu thân hạ thủ, phải đem nàng bắt lại, đây không phải là muốn chết là cái gì. Vương Đại Trí người hắn mà có đúng hay không óc có chuyện. Coi như người muốn chết cũng đừng kéo trên chúng ta a, người có tin ta hay không? Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là không là chuẩn bị bắt một gã hơn 40 tuổi phụ nhân? Nghĩ đến đây,
bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp giọng liền không khỏi dị thường phẫn nộ cùng kích động nói. Vương Đại Chí, Vương Phó Sở Trưởng vừa nghe nhất thời triệt để trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ hắn cái trán như mưa rơi ngã nhào xuống. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông phụ nhân cư nhiên nghiêu như vậy, dùng cái loại này giọng nói tùy tiện gọi điện thoại, dĩ nhiên tự thật đem bọn họ lãnh đạo gọi tới, hơn nữa lại còn là tầng thứ cao hơn, thị nhất cấp hệ thống công an một tay, đại boss SS Chu Thiên Diệp Chu Cục. Hơn nữa tối trọng yếu là, cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất còn là Chu Thiên Diệp theo như lời nói, cái gì hắn muốn chết đừng mang theo bọn hắn. Luôn không khả năng Chu Thiên Diệp Chu Cục ở trước mặt đối phương cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, không có phân lượng, cho nên mới phải thất thố như vậy, cực kỳ khác thường nói ra như vậy một phen kinh người nói. Phải biết rằng bọn họ, tình hình chung dưới, nói đều cũng có ý tứ. Nhất là giống bây giờ hắn Vương Đại Chí cùng đối phương Chu Thiên Diệp Chu Cục, loại này rõ ràng, trực tiếp trên dưới cấp, càng tình hình chung dưới tuyệt không khả năng nói ra cái loại này nói. Trừ phi, là hắn sợ. Là hắn đường đường cục trưởng thị công an cục, Bắc Sơn thị hệ thống công an tối cao đại boss SS Chu Thiên Diệp Chu Cục, hắn sợ, mới có khả năng phát sinh loại tình huống này. Nghĩ đến đây hắn Vương Đại Chí quả thực nhìn không được có chút chân mềm, trong ánh mắt vốn là cường thế cùng uy nghiêm, nghiễm nhiên đã hoàn toàn bị sợ hãi cùng run thay thế. Ta, ông trời của ta hắn mà đến tột cùng làm chuyện gì? Không phải là, Chu Cục, ta, ngươi. Nhất thời hắn Vương Đại Chí, Vương Phó Sở Trưởng nói chuyện đều có giờ không lanh lẹ lên, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ta cái rắm, ta cho ngươi biết, Vương Đại Chí, ngươi nếu là không muốn một hai tiếng đồng hồ sau, bị người của tổ chức ghìm súng băng đầu ngươi, đem ngươi cái này nhược trí đánh thành cái sàng, ngươi hắn mà hiện tại tự ngay tức khắc cho ta hướng vị nữ sĩ kia xin lỗi. Rất hiển nhiên Chu Thiên Diệp bây giờ tâm tình cực kỳ kích động, thậm chí đã có một ít mất lý trí. Tức miệng mắng to còn có, ta và Hoàng thị trưởng hiện tại ngay tức khắc chạy đi Thành Dương huyện, ở trước đó, ngươi nếu không có biện pháp trưng cầu đến vị nữ sĩ kia tha thứ nói, ngươi hắn mà cái này nửa đời sau tự cút cho ta đi vững chãi đáy làm xuyên đi. Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, đây không phải là đang nói đùa, cứ như vậy. Đô đô, microphone nội truyền điện thoại tới bị cắt đứt thanh âm. Thế mà Vương Đại Chí trong ánh mắt sợ hãi, lại vào giờ khắc này lan tràn đến mức tận cùng. Cái gì gọi là bị người của tổ chức ghìm súng băng đầu hắn? Cái gì gọi là đem hắn cái này nhược trí đánh thành cái sàng? Lời như vậy chỉ là tùy tiện ngẫm lại, trong lòng của hắn sợ hãi cùng run liền ức chế không được, trong chớp nhoáng này điên cuồng cắn nuốt cả người hắn, nhượng sắc mặt hắn trắng bệch, tứ chi băng lãnh. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cứ như vậy phổ thông một cái vụ án nhỏ, chị An tranh cãi, cứ như vậy chính là một cái tầm thường phụ nhân. Lại cư nhiên kinh động cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp, thậm chí còn có thị trưởng Hoàng Đào tự mình đứng ra, hiện tại tự mình muốn đã qua bên này tới rồi. Hơn nữa cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất là vừa mới, hắn nghe được Chu Thiên Diệp Chu Cục lần nói. Đối với bọn hắn loại này bên trong thể chế quan trường người mà nói, cái gì đáng sợ nhất? Không thể nghi ngờ là tổ chức đáng sợ nhất, nhưng bây giờ... Hắn Vương Đại Chí vẻn vẹn chỉ là muốn bắt đối phương hơn 40 tuổi phụ nhân, lại cư nhiên cũng đã nghiêm trọng đến loại trình độ này, không chiếm được đối phương tha thứ, cũng sẽ bị người của tổ chức ghìm súng băng đầu hắn, đem hắn cái này nhược trí đánh thành cái sàng, hoặc là nhượng hắn nửa đời sau đem lao để tọa xuyên. Đây quả thực, đây rốt cuộc là bao nhiêu án tử a? Hoặc là nói nữ nhân kia đến cùng lai lịch gì, lại đáng sợ như vậy, liên cấp trên lãnh đạo đều coi trọng đến rồi loại trình độ này. Thậm chí còn liên lụy đến bên trong tổ chức bộ. Trách không được hắn liên Trần Duy Sơn loại này kinh thành công an bộ lãnh đạo còn không sợ, cũng dám đánh, là căn bản hoàn toàn sẽ không sợ a. Nghĩ đến đây, hắn Vương Đại Chí theo bản năng lau đem mồ hôi lạnh trên trán, sau đó ngẩng đầu lên. Nhưng này ngẩng đầu một cái, lại thiếu chút nữa không đem hắn thoáng cái sợ ra bệnh tim đến, bởi vì hắn thấy thủ hạ mình lúc này lại vây bắt Lâm Linh hai người. Trong tay cầm còng tay, mắt lộ ra hung quang muốn đem các nàng còng. Các ngươi làm cái gì vậy? Làm gì, ta có cho các ngươi làm như vậy sao? Còn không mau nhanh cho ta bắt tay khảo thu, cút sang một bên, cho ta cút sang một bên. Nhất thời hắn ngay tức khắc sợ đến tè ra quần chạy tới, âm trầm, run rẩy ra mặt, chỉ vào đám kia hắn mang tới cảnh sát nhất răn dậy đi qua. Không, không phải là, Vương Sở, ngươi là ngươi muốn chúng ta.
Mạc Danh kỳ diệu bị dày, những cảnh sát kia tự nhiên nhìn không được hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, không biết Vương Đại Trí đột nhiên này Mạc Danh kỳ diệu trong hồ lô lại là muốn làm cái gì. Không phải là vừa rồi hắn còn theo chân bọn họ nói muốn đem hai người này đều bắt lại, không phải là vừa rồi hắn còn nói muốn đem hai người kia còng lại. Thế nào hiện tại cái này trong nháy lại đem bọn họ mắng cẩu huyết lâm đầu. Các ngươi có phải điếc hay không? Nghe không hiểu ta nói. Còn không bắt tay khảo cho ta thu. Vương Đại Trí thấy mình một phiếu thủ hạ sắc mặt tướng dò xét đối diện, lại không có ở trước tiên bắt tay khảo thu, không khỏi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nói đùa, đây chính là một chiếc điện thoại là có thể nhường cục trưởng thị công an cục, thậm chí thị trưởng đều hơi bị người xuất động a, chớ nói chi là Chu Thiên Diệp trước lần nói, còn cùng địa lôi tựa như, đã hoàn toàn chôn đầy trong lòng hắn. Dù sao nói đều nói đến loại trình độ đó, có thể nghĩ, trước mắt nữ nhân này đến tột cùng là địa vị có đáng sợ dường nào, thậm chí ngay cả địa cấp cục trưởng thị công an cục, thị trưởng, ở trước mặt nàng cấp bậc cũng không đủ. Mà bây giờ nhóm người mình lại còn muốn bắt hắn, tay cầm khảo khảo các nàng, đây không phải là muốn chết là cái gì. Hắn Vương Đại Trí còn không sống đủ ni, cũng không muốn thật bị người của tổ chức băng đầu, bị đánh thành cái sàng. Thương cảm chúng ta Vương Đại Trí Vương Phó Sở trưởng còn không biết, tuy rằng hắn hiện tại tựa hồ đã biết sai lầm rồi, nhưng vấn đề là, hắn cũng đã phạm dưới không gì sánh được nghiêm trọng đến thậm chí không có biện pháp vãn hồi sai lầm. Mụ mụ là Trần Phi đời này cho tới bây giờ duy nhất nghịch lân, ngay cả Minh Đạo Xuyên Minh Bá ở trong mắt hắn địa vị, đều không nặng như vậy. Mà bây giờ hắn lại dám bắt Lâm Linh. Ngạch, vâng, vâng, thu tay lại khảo. Lại bị Vương Đại Trí như thế một trận chợt quát, dưới tay hắn một phiếu cảnh sát cuối cùng cũng hiểu được, thủ lĩnh là thật để cho bọn họ thu tay lại khảo. Vì vậy theo sát mà bọn họ vẻ mặt thần sắc cổ quái thu hồi còng tay, chờ Vương Đại Trí bước tiếp theo chỉ thị. Có thể Vương Đại Trí hành động kế tiếp, lại làm bọn hắn mục trừng khẩu ngốc lên. Chỉ thấy Vương Đại Trí Vương Phó Sở trưởng run rẩy đẩy ra một cái ngăn cản tháp đường cảnh sát, sau đó sắc mặt sợ hãi đi tới Lâm Linh trước mặt, thanh tình cũng tốt địa đạo hai vị, thật là làm cho các ngươi kiếm vất vả chịu ủy khuất. Xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, không biết rõ ràng tình hình. Là ta cái này đồn công an Phó Sở trưởng không làm tốt, cho các ngươi bị chê cười thất vọng rồi. Cái này, Đặng A Di tuy rằng sớm biết rằng Lâm Linh điện thoại này nhất định sẽ có tác dụng. Bởi vì nàng nhi tử Trần Phi thế nhưng rất có tiền đồ, liên thị trưởng đều biết, mà khi hắn hiện tại đột nhiên nhìn thấy, tới như thế một cái 180 độ đại chuyển biến Vương Đại Trí Vương Phó Sở trưởng lúc, cũng vẫn là không nhịn được có chút há hốc mồm cảm giác. Không phải là bị sợ, mà là nghĩ người này quả thực ra mặt quá dày, có thể so với thành tường A. Tuy nói hắn cũng biết những quan lão gia này, da mặt đều rất dày, biến sắc mặt hãy cùng chơi dường như. Nhưng này sao biến sắc mặt nhanh chóng vô liêm sỉ hạng người, hắn thực sự là lần đầu tiên gặp. Đến mức Lâm Linh trên mặt thần sắc rõ ràng tự phải bình tĩnh rất nhiều, phải biết rằng hắn cũng đã gặp qua đại quen mặt, càng thêm vô liêm sỉ, càng thêm không mặt mũi không ra người hắn đều gặp, thậm chí đã từng quen biết. Vì vậy ở trong mắt nàng, Vương Đại Trí loại này chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa. Có thể tuy rằng lời là nói như vậy. Đối phương trước đây cứ sau cùng xấu xí sắc mặt cũng hãy để cho hắn nghĩ có chút chán ghét, vì vậy cũng thẳng thắn lười sẽ cùng người như thế giao tiếp, quay đầu sang chỗ khác không nhìn. Sau đó lại thấy kỳ ánh mắt rơi vào cách đó không xa còn ghé vào trong sân cỏ Trần Duy Sơn trên người, thản nhiên nói họ Trần, điện thoại ta đánh, kết quả này ngươi còn hài lòng không? Lâm Linh, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên hơi quá đáng. Trần Duy Sơn chỉ cảm thấy thân thể giống như tán giá, khắp nơi đều ở đau. Trên mặt thần sắc vẫn như cũ còn là như vậy âm trầm, phẫn nộ, chăm chú nhìn Lâm Linh cả giận nói ta cho ngươi biết. Ta đây lần thế nhưng đại biểu cho chúng ta lão Trần ra tới, ngươi xác định mẹ con các ngươi lưỡng thật phải cùng ta dở mặt. Cái loại này kết quả, các ngươi cô nhi quả phụ có thể nhận lãnh đến. Hiển nhiên hắn đây cũng là ở kéo ra hổ kéo đại kỳ, hy vọng Lâm Linh có thể sợ. Ngươi là đại biểu Trần ra tới, vậy thì thật là tốt. Con ta Trần Phi hiện tại đã hướng Thành Dương chạy về, các ngươi Trần gia có lời gì, có cái gì chiêu, mặc dù đối với hắn nói, mặc dù đối với hắn cho. Có thể nghe nói, Lâm Linh cũng không từ tiếu mặt trầm xuống, ngay sau đó giọng nói chuyện trở nên cực kỳ bất thiện cùng băng lãnh. Lão Trần gia, thật là một đám vô liêm sỉ lại đúng là âm hồn bất tán ác tâm nhân gia hỏa. Bất quá bây giờ các ngươi nếu thật như vậy muốn tiểu bay trở về, nhận tổ quy tông.
tốt lắm, vậy hỏi một chút hắn thái độ của mình là cái gì sao? Đều đã giấu giếm hắn nhiều năm như vậy, cũng nên cho hắn biết đã biết. Dù sao chuyện này, hắn cũng vẫn có biết sự tình quyền lợi. Lâm Linh trong lòng than thở. Tiểu tử kia đang ở gấp trở về. Có thể nghe nói, Trần Duy Sơn lại nhìn không được mạnh đổi sắc, trong ánh mắt cấp tốc hiện ra lau một cái hoảng loạn cùng sợ hãi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn lần này vốn là một mình hành động, lão Trần gia căn bản cũng không biết, hơn nữa chớ nói chi là khi hắn trong vòng điều tra Trần Phi không có thể như vậy một cái dễ nói chuyện người, có thể hắn hiện tại lại đến quấy rầy Lâm Linh. Muốn là đối phương tiểu tử kia thật cùng hắn đụng phía trên, làm sao có thể sẽ bỏ qua hắn, nhượng hắn sống khá giả. Đáng chết, cái này thối lẳng lơ, thực sự là tiện. Nhất thời Trần Duy Sơn nhìn không được ở trong lòng nộ mắng lên. Trong ánh mắt kinh hoàng lại càng đậm liệt. Lúc đầu hắn ngay từ đầu kế hoạch vâng, cho rằng Lâm Linh dễ khi dễ, năm đó lúc đó chẳng phải bị bọn họ lão Trần gia tùy tùy tiện tiện đuổi ra kinh thành, nhưng lại liên thí đều không dám để xuống một cái. Vì vậy hắn hiện tại chỉ cần tùy tiện như vậy làm ra vẻ hù dọa một chút, tự khẳng định có thể nhượng tiện nữ nhân sợ hỏng, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ nàng loại này đồ nhà quê hữu khởi có tư cách, sao dám cùng bọn chúng lão Trần gia là địch. Lượng hắn cũng không lá gan này. Sau đó đến lúc đó, hắn còn chưa phải là chỉ có ngoan ngoãn cho con của hắn gọi điện thoại, nhượng hắn giúp bọn hắn lão Trần gia làm việc, đi cầu hứa lão thái gia đứng ra, che chở, bang trợ bọn họ lão Trần gia vượt qua hiện tại một kiếp này. Há có thể phản kháng. Nhưng bây giờ, hắn lại trăm triệu không nghĩ tới cái này tiện nữ nhân lại dám như vậy to gan lớn mật, quang minh chính đại cùng hắn Trần Duy Sơn, cùng bọn chúng lão Trần gia đối nghịch, không tán thưởng. Thực sự là buồn cười. Nếu không phải hắn nhi tử, lẽ nào hắn thật đúng là cho là mình loại háo sắc này, có tư cách nhập bọn họ lão Trần gia pháp nhãn sao? Thực sự là đồ nhà quê chân đất, cả đời ti tiện mệnh. Bất quá hắn hiện tại tuy rằng trong lòng mắng vui mừng, có thể ở đây cho dù ai đều có thể đủ từ ánh mắt của hắn trong bắt được nồng nặc hoảng loạn cùng bất an. Bởi vì trong mắt hắn Lâm Linh cái này ở nông thôn nữ nhân tuy rằng lý nên dễ khi dễ. Nghĩ thế nào vuốt ve tựu thế nào vuốt ve, không ở một tầng thứ. Có thể hắn trổ tử cũng cái đèn hết dầu, là một tiểu gai đầu. Nếu không hắn Trần Duy Sơn cũng sẽ không tránh hắn tư để hạ chạy tới cái này ở nông thôn tìm tiện nữ nhân. Nói trắng ra là cũng là bởi vì sợ. Dù sao cái loại này chính mình siêu phàm vô lực cái gọi là cổ vũ giả, không có thể như vậy đùa giỡn, tùy tùy tiện tiện là có thể muốn hắn loại này người thường mạng nhỏ. Chớ nói chi là căn cứ hắn tự để hạ điều tra, tiểu tử kia tựa hồ còn chưa phải là cái loại này phổ thông thực lực cổ vũ giả, mà là phi thường lợi hại cái loại này. Vì vậy hắn đương nhiên sợ, sợ Trần Phi một cái xung động giết hắn. Hắn Trần Duy Sơn thân phận gì địa vị gì, mạng nhỏ thế nhưng rất quý giá thật là tốt đi. Tại sao có thể cầm đến cùng cái loại này thô nhân, tiểu bối mù hồ đồ? Nói chung tuyệt đối không được. Có thể nhường cho hắn Trần Duy Sơn cứ như vậy quay đầu đi, từ kinh thành thật xa tự mình chạy tới loại này ở nông thôn, nhưng vẫn là không hoàn thành hắn muốn làm chuyện tình, còn như thế xám xịt ly khai, hắn đương nhiên không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lần thứ hai tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Linh nói tiện nữ nhân, ta Trần Duy Sơn, chúng ta lão Trần gia cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Nhượng con trai ngươi không chính xác trở về, nhượng hắn đi cầu hứa lão thái gia đứng ra. À, người có tư cách đại biểu Trần gia, có thể nghe nói Lâm Linh cũng không tiếc nở nụ cười một tiếng, thản nhiên nói. Đó là đương nhiên, mà Trần Duy Sơn cư nhiên không có nghe ra Lâm Linh lời này trong trào phúng, ngược lại là cho rằng cái này tiện nữ nhân nhất định là bị hù ngã, lau một cái đắc ý xông lên đầu. Chợt chỉ thấy Kỳ ngẩng lên thật cao đầu, vẻ mặt kiêu căng nói người biết ba ta là người nào không? Ba ta thế nhưng Trần Hoa Tần. Hôm nay bên trong gia tộc chỉ có mấy vị có thể cùng gia chủ đương thời sóng vai lão nhân. Ngươi nói ta có hay không tư cách này? Lời nói của ta, chính là lão Trần gia ý tứ. Biết không? Trần Hoa Tần, nguyên lai ngươi là cái kia lão bất tử nhi tử a. Có thể nghe nói Lâm Linh nhưng căn bản không để ý hắn, mà là dù gì nói. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó đuổi hai mẹ con bọn họ ra kinh thành tối ra sức, tựa hồ chính là được kêu là làm Trần Hoa Tần lão bất tử. Nguyên lai người này dĩ nhiên là con hắn. Thật đúng là hữu duyên a. Bất quá Trần Duy Sơn tựa hồ cũng không có nghe rõ Lâm Linh nỉ non thanh, mà là chỉ nghe rõ trong đó rõ ràng mấy chữ. Tỷ như Trần Hoa Tần,
ba hắn tên, tự cho rằng Lâm Linh là bị dọa, chợt dính đầy bùn đất xấu xí trên khuôn mặt nhấc lên lau một cái ngạo nghễ, nụ cười đắc ý. Sau đó hắn bày ra một bộ chỉ cao khí ngang tư thái, nhìn Lâm Linh ngoài cười nhưng trong không cười, nói Lâm Linh, ta cho ngươi biết, ngươi nếu thức thời nói, tự thành thật ấn lời nói của ta đi làm. Cứ như vậy, đối với người ta đều có lợi, có thể tế thân chúng ta Hoa Hạ đứng đầu nhất xã hội thượng lưu, nửa đời sau đem vinh hoa phú quý, hưởng bất tận. Bị người ngưỡng vọng, đây không phải là ngươi vẫn muốn sao? Xin lỗi, cái này tựa hồ chỉ là ngươi ước muốn một bên mà thôi, ta cho tới bây giờ cũng không có cái loại này ý tưởng. Mặt khác, ngươi nếu muốn nói cái gì, chờ con ta trở về trực tiếp nói với hắn đi. Dù thế nào từ Bắc Sơn trở về cũng liền chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ. Thế mà nghe vậy Lâm Linh nhàn nhạt cười lạnh nói. Đến bây giờ hắn đương nhiên đã nhìn ra, cái này họ Trần, tựa hồ rất sợ con của hắn a. Ngươi, tiện nữ nhân, ngươi đừng không tán thưởng. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám cùng ta lão Trần ra đối nghịch, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, dữ tợn nói. Thiết tưởng không chịu nổi. Hơn 20 năm trước mẹ con chúng ta lưỡng đều thiếu chút nữa chết ở trên tay các ngươi, còn có cái gì càng thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là thật có nói, ta cũng thật muốn biết một chút về a. Lâm Linh lạnh như băng nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng lạnh lùng. Chuyện năm đó mà, hắn cái này hơn 20 năm qua có thể từng giây từng phút đều không quên. Tất cả đều vững vàng ghi tạc trong lòng của nàng. Ta cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta lão Trần gia có thể làm cho mẹ con các ngươi lưỡng vào nhà tộc, tự đã coi như là đối với các ngươi phá lệ ban ân. Dù sao chồng ngươi hay là chúng ta lão Trần gia dòng chính, con trai ngươi trong cơ thể cũng chảy chúng ta lão Trần gia máu, thay đổi người khác, căn bản ngay cả chúng ta lão Trần gia đại môn cũng không có tư cách tiến. Trần Duy Sơn lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Linh nói. Phải, vậy xem ra các ngươi Trần gia thật đúng là để mắt mẹ con chúng ta lưỡng, bất quá rất đáng tiếc. Các người Trần gia hiện tại lão thái gia chết, mẹ con chúng ta lưỡng đã chướng mắt. Có thể nghe nói Lâm Linh lại cư nhiên như vậy mở miệng, nói con ta bây giờ là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Bây giờ Trần gia cùng Hứa lão thái gia so với, có thể không coi vào đâu, nếu không các ngươi những. Này dối trá tên như thế nào sẽ thiên lý xa xôi chạy tới cầu ta. Chỉ tiếc a, ta là không có khả năng giúp các ngươi Trần gia, con ta cũng chắc chắn sẽ không. Ngươi. Tiện nữ nhân, ngươi biết ngươi làm như vậy ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa từ đêm nay sau, ngươi đều không có tư cách nữa tế thân chúng ta Hoa Hạ xã hội thượng lưu một tấc. Ý nghĩa ngươi và nhi tử đều muốn tuyển trạch đứng ở chúng ta lão Trần gia mặt đối lập. Đến lúc đó, kết quả của các ngươi sẽ rất thảm rất thảm. Trần Duy Sơn giận dữ, vẻ mặt dữ tợn nói tiện nữ nhân, ta cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi phải hiểu được có câu là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chúng ta lão Trần gia coi như hiện tại tạm thời lâm vào nguy cơ, lão thái gia đi, nhưng cũng tuyệt đối không phải là các ngươi loại này nông dân có thể mạo phạm. Phân phó các ngươi làm việc, vậy là các ngươi loại này nông dân vinh hạnh. Đừng không tán thưởng, khăng khăng một mực. Ta xem ngươi thực sự là óc có bệnh, các ngươi Trần gia nếu thật lợi hại như vậy, cần gì phải chạy tới cầu ta, cầu con ta. Thế mà Lâm Linh lại hoàn toàn không có bị hắn bộ này hù người lý do thoái thác hù dọa. Ngược lại là giọng nói rất không tiết. Ngươi nói thật, Trần Duy Sơn đời này ỷ vào ba hắn còn có lão Trần gia hàng đầu làm trời làm đất, kiêu ngạo đã quen, chưa từng bị một nữ nhân như thế nhục nhã quá. Hơn nữa còn là một cái ở nông thôn tiện nữ nhân, Trần đất, nhất thời tức giận đến hắn sắc mặt tái xanh, trước mắt âm trầm, giơ tay lên liền muốn cho Lâm Linh một cái tát, bất quá tay của hắn mang ở giữa không trung tựu cứng ở nơi ấy, bởi vì một cổ kình khí mà mạnh kéo tới. Chỉ thấy Lâm Linh hoàn toàn khinh thường nhìn động thủ Trần Duy Sơn, thân thể vi khuynh, chân phát lực, một cước tựa như cùng trường tiên vậy, ở Trần Duy Sơn kinh khủng trong ánh mắt của, một cước hung hăng đá vào Trần Duy Sơn trên bụng, lại đem đạp tiến vào cái kia bãi cỏ trong, té cho ăn xi, miệng đầy bùn. Ngươi, ngươi lại còn dám đánh ta? Tốt, tốt, tiện nữ nhân, ta nhớ kỹ. Đừng tưởng rằng ngày hôm nay chuyện này cứ tính như vậy, nếu hai mẹ con các ngươi như thế thấp hèn. Như thế không tán thưởng, mưu toàn không biết lượng sức cùng chúng ta lão Trần gia là địch, vậy cho dù về sau ngươi quỳ xuống đi cầu. Trần Duy Sơn tự nhiên tức bể phổi, xanh mặt, da mặt tử điên cuồng run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Linh, trong giọng nói tràn đầy uy hát yêu ta. Thế mà, hắn lời này đều còn chưa nói hết,
trên bụng rồi lại bị Lâm Linh một cước hữu hảo chiếu cố một chút, khiến Kỳ kêu thảm thiết liên tục, thiếu chút nữa liên trong bụng nước đắng đều phun ra. Cút đi, ngươi tên gia hỏa như vậy ở trước mặt ta thực sự là ác tâm. Đương nhiên ngươi nếu là không đi cũng có thể, còn ta một hai tiếng đồng hồ sau sẽ gấp trở về, ngươi nếu có lời gì muốn thay thế biểu Trần gia nói với nàng, có thể đến lúc đó trực tiếp nói với hắn. Lâm Linh chán ghét nhìn lướt qua ở trong sân cỏ lật qua lật lại lăn, gào thảm Trần Duy Sơn, lạnh lùng nói. Ngươi, thối lẳng lơ, tiện nữ nhân, ngươi sẽ hối hận. Ngày hôm nay chuyện này ta Trần Duy Sơn, chúng ta lão Trần gia tuyệt không sẽ cứ tính như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho mẹ con các ngươi lưỡng trả giá thật lớn, cho các ngươi quỳ xuống đi cầu ta. Ngươi chờ cho ta, bỏ lại một câu nói như vậy ngoan thoại, Trần Duy Sơn liền giữ tận tức giận mắng nhượng thủ hạ hắc y nhân bọn bảo tiêu đưa hắn mang đi. Hiện tại rốt cục thanh tịnh không ít. Mà ở nhìn thấy đường đường kinh thành công an bộ phó thính cấp siêu cấp lớn lãnh đạo Trần Duy Sơn, đều bị Lâm Linh như thế quyền cước tương ra đánh đi, cao gầy thành Dương huyện Tây thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Trí nhất thời sợ đến chân đều mềm nhũn, cổ cùng phía sau lưng gian tràn đầy dính ngượng ngùng mồ hôi lạnh. Bất quá hắn nhưng cũng biết giờ này khắc này không phải là ngây ngốc theo thời gian, vội vã run rẩy tiến lên trước đi, tiến đến Lâm Linh trước mặt vẻ mặt quyến rũ cười làm lành nói không có ý tứ, trước không biết ngài là như thế người có thân phận, vì vậy khó tránh khỏi có chút hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, xin ngài không lấy làm phiền lòng, đúng, xin lỗi. Nghe vậy thấy thế, vô luận là Lâm Linh hoặc giả Đặng A Di đều trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, hiển nhiên đối với loại này biến sắc mặt tốc độ cực nhanh vô liêm sỉ hạng người, là từ đầu óc trong ghét. Đúng lúc này Lâm Linh điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra vừa nhìn, chính là con của hắn Trần Phi đánh tới. Này, mụ, người chuyện bên kia giải quyết rồi không? Ta hiện tại đang ở đã qua trong đuổi, tối đa 2 canh giờ, ta sẽ chạy về thành Dương huyện. Điện thoại vừa tiếp thông liền truyền đến Trần Phi thanh âm vội vàng. Đã không sao. Lâm Linh trên mặt đường cong rõ ràng nhu nhũn ra, vừa cười vừa nói đã không sao. Ngươi nếu bên ngoài có việc cũng không cần chạy về. Vậy không được. Nhưng Trần Phi lại nói như đinh chém sắt ta hiện tại đã ở trên xe, 2 canh giờ sau đi ra. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại chậm rãi mở miệng mụ, cái kia từ kinh thành tới tên, còn có cái kia gọi Vương Đại Trí hiện tại ở đâu? Là đã ly khai, còn là vẫn còn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe vậy Lâm Linh ngẩn người, trần chờ nói từ kinh thành đến tên kia đã đi rồi. Cái kia gọi Vương Đại Trí vẫn còn cái này. Mụ, nhưng hắn tiếp được điện thoại, microphone nội truyền đến Trần Phi lạnh lùng thanh âm. Nhưng hắn nghe điện thoại. Lâm Linh hơi ngẩn người, mà đang nghe Lâm Linh nỉ non thanh, Vương Đại Trí lại nhìn không được mạnh cả người run rẩy, lắp bắp nói cái kia, cái này. Nghe điện thoại cũng không cần đi, đều là hiểu lầm. Là hiểu lầm, đều đã giải trừ. Nhưng hắn nghe điện thoại làm gì? Không phải là đều nói cho ngươi biết đã không sao sao, được rồi, không cần lo lắng. Lâm Linh cũng không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, mở miệng nói. Mụ! Thế mà bên đầu điện thoại kia Trần Phi lại trực tiếp đem lời của nàng cắt đứt, giọng nói rất là kiên định nói mụ, đưa điện thoại cho hắn. Không có việc gì, ta chính là muốn đơn độc cùng hắn trò chuyện vài câu, cũng không có gì lớn không được. Đừng lo lắng. Tuy rằng lời là nói như vậy, có thể xa ở ngoài mấy trăm dặm ta quân dụng đoàn xe ngồi trên xe hắn, trên mặt sát khí cùng băng lãnh lại giống như băng bột phấn vậy, khiến người cảm thấy lạnh lẽo đầu khớp xương. Từ nhỏ đến lớn, là mẫu thân hắn một người ngậm đắng nuốt cay đưa hắn lôi kéo đại, vì vậy ở trong mắt hắn, mẫu thân hai chữ này, là trong lòng hắn mềm mại nhất, cũng tối không thể chịu đựng được bị người đụng vào nghịch lân. Nhưng bây giờ đã có thứ không biết chết sống hướng mẫu thân hắn hạ thủ, muốn bắt hắn, thử hỏi, hắn Trần Phi làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Được rồi, Lâm Linh bất đắc dĩ gật đầu. Vương sở trưởng, con ta muốn cùng ngươi nói vài câu. Ngay sau đó hắn tự điện thoại trong tay đưa cho Vương Đại Trí. Không phải là, ta, nhất thời Vương Đại Trí sắc mặt trở nên cực kỳ hoảng loạn lên. Có thể lúc này, hắn cũng không dám không tiếp Trần Phi điện thoại. Này, người khỏe, ta là, chặt tiếp theo liền thấy Kỳ Kiên chỉ nhận nổi lên điện thoại. Hanh, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, chợt nghe gặp ống nghe nội truyền đến một đạo lạnh lùng hừ lạnh. Theo sát phía sau một đạo dị thường lãnh khốc cùng thanh âm lạnh như băng, vang lên người chính là Vương Đại Trí. Tốt,
ngươi thực sự tốt. Cái kia, cái này, không phải là, ta, không có ý tứ, trước ta quả thực không biết các ngươi quen nhau Chu cục trưởng cùng Hoàng thị trưởng, hơn nữa đối phương vị kia thế nhưng từ kinh thành công an bộ tới lãnh đạo, vì vậy khó tránh khỏi có chút hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, còn xin ngươi các không lấy làm phiền lòng. Nhất thời Vương Đại Chí cái trán mồ hôi tất cả đi ra, giọng nói hốt hoảng giải thích. Nghe hắn lời này coi như là hữu lý có theo. Dù sao Trần Duy Sơn thế nhưng từ kinh thành công an bộ xuống siêu cấp lớn lãnh đạo, hơn nữa còn là phó thính cấp cán bộ, hắn Vương Đại Sơn cũng liền chỉ là cái khu huyện thành nhỏ đồn công an phó sở trưởng mà thôi, làm sao có thể dám không để cho đối phương mặt mũi. Nhưng vấn đề là hiện tại, Trần Phi muốn cùng hắn đơn độc trò chuyện vài câu, có thể không phải là vì muốn cùng hắn gọi đạo lý, mà là mục đích rất đơn giản tinh khiết rất trực tiếp, chính là muốn tìm hắn phiền toái. Thảo vãi dám đối với mẹ ta hạ thủ, ta cần với ngươi giảng đạo lý. Nằm mơ đi thôi. Hiểu lầm, vì vậy nghe vậy, Trần Phi lúc này liền sắc mặt cùng giọng nói đều rất lạnh nói ngươi có đúng hay không đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Không phải là... Nghe vậy Vương Đại Chí hơi biến sắc mặt, nói vị tiểu huynh đệ này, ta biết lần này là ta không đúng, có thể. Tục ngữ nói thật tốt, oan gia nên giải không nên kết. Hơn nữa, thực không dám đấu giếm. Cục trưởng Cục Công an huyện Vương Giã, là ta biểu đệ. Ta biểu đệ hắn cùng Chu cục trưởng còn có Hoàng thị trưởng cũng là biết, vì vậy tất cả mọi người cũng coi như là người một nhà. Không cần thiết huyên náo như thế cương đi. Hiển nhiên hắn đang nghe Trần Phi trẻ tuổi thanh âm sau, trong lòng liền nổi lên may mắn tâm lý, cho rằng Trần Phi loại này tuổi quá trẻ tiểu tử coi như có thể có chút năng lượng, nhưng chỉ sợ cũng không đến mức giống như Chu cục vừa rồi nói dọa người như vậy. Hơn nữa hắn Vương Đại Chí giàu gì cũng là cục trưởng cục công an huyện Vương Giã biểu ca, mọi người đều là người một nhà, không nhìn tăng dân xem mặt Phật, hà tất để loại chuyện nhỏ này mà loại này hiểu lầm, nháo thành như vậy. Cục trưởng cục công an huyện Vương Giã. Nghe vậy, bên đầu điện thoại kia Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái bình thản cười nhạt chuyện này có thể coi là cũng không khó khăn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta cũng có thể buông tha ngươi. Nghe vậy Vương Đại Chí sắc mặt nhìn không được thay đổi nữa thay đổi, có thể Chu Thiên Diệp Chu cục còn có Hoàng Đào Hoàng thị trưởng hàng đầu chân thực quá, hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể thỏa hiệp vậy được rồi. Ngươi nói, điều kiện gì? Bản thân đi đem ngươi bây giờ chức vị sa thải, sau đó tự đoạn một tay, cuối cùng đem ngươi mấy năm nay tham ô nhận hối lộ thật là tốt chỗ toàn bộ nộp lên trên, đi trong tù ngồi chồm hổm mấy năm, chuyện này ta có thể suy nghĩ một chút buông tha ngươi. Trần Phi thản nhiên nói. Nếu là bình thường, hắn cũng không đến mức cùng đối phó người như thế vậy tính toán, có thể ai bảo hắn không có mắt chạm đến hắn Trần Phi nghịch lân ni. Loại này nghiêm phạt, đều đã coi như là rất nhẹ rất nhẹ rất nhẹ. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Coi như ngươi nhận thức Chu cục, đối với ngươi Vương Đại Chí cũng không phải không thân phận người, ta biểu đệ thế nhưng cục trưởng cục công an huyện Vương Giã, là Chu cục dòng chính. Hai người các ngươi của người nào nói ở Chu cục diện trước càng dùng được, bây giờ còn nói không nhất định ni. Vì vậy, đừng cho là ta Vương Đại Chí thực sự sợ ngươi. Vương Đại Chí không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ đưa ra loại điều kiện này, lúc này tức giận nói. Hiển nhiên, dục vọng cùng khinh thị đúng là người rất chí mạng nhược điểm. Trước Chu Thiên Diệp trong điện thoại đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy, nhưng bây giờ, dục vọng cùng khinh thị người tuổi trẻ tư tưởng che đậy hắn hai mắt dưới. Cũng còn là lại để cho hắn sinh ra nào đó ảo giác. Cho là hắn Vương Đại Sơn là rất người có thân phận, cho là hắn biểu đệ là cục trưởng cục công an huyện, vì vậy mình cũng rất nghiêu bức. Hơn nữa hắn cũng không có biện pháp, mình cũng đã đúng Trần Phi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, có thể đổi lấy lại là loại kết quả này, loại này nghiêm khắc điều kiện. Nhưng hắn Vương Đại Chí chủ động tháo xuống mình mũ cánh chuồn, còn muốn bản thân đi ngồi tù. Cái này cùng giết hắn có cái gì khác nhau? Ngươi hắn ma là đang nằm mơ chứ? Khinh người quá đáng, ta đã cho ngươi một lần cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không hiểu được quý trọng. Được rồi, trước cứ như vậy đi. Từ ống nghe nội truyền tới Trần Phi thanh âm không mang theo chút nào thương hại màu sắc, sau đó, Vương Đại Chí tựu ra đầu tê dại nghe được đô 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 chiếu cố âm. Điện thoại từ bên kia trực tiếp bị cúp. Phi, cái gì đồ chơi? Ba, nghe được. Nhìn thấy bên đầu điện thoại kia Trần Phi như vậy dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo thái độ, Vương Đại Chí tuy rằng không hiểu nghĩ sợ hãi, nhưng vẫn là trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được không gì sánh được hắng giọng lên.
thậm chí còn nhìn không được đem vật cầm trong tay Lâm Linh điện thoại di động một chút ngã trên mặt đất, đem té cái mảnh nhỏ. Ngươi làm gì, cái này cũng không phải điện thoại di động của ngươi, ngươi. Thấy thế Đặng A Di nhất thời phẫn nộ kêu to lên. Có thể Vương Đại Chí phản ứng cho dù so với hắn trong tưởng tượng kịch liệt nhiều lắm. Chỉ thấy Kỳ cư nhiên móc ra súng thương, súng hung tợn nhìn chằm chằm Đặng A Di dử tợn nói câm miệng cho lão tử. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại trực tiếp một thương, súng băng ngươi. Ngươi, nhất thời Đặng A Di liền không dám nói tiếp nữa, nhìn móc ra thương, súng có chút tinh thần thất thường Vương Đại Chí, trong mắt toát ra sợ vẻ. Ngược lại thì Lâm Linh lúc này sắc mặt có vẻ tương đối bình tĩnh, không bởi vì đối phương quẳng nát vụn điện thoại di động của mình tức giận, cũng không bởi vì đối phương đột nhiên như vậy tinh thần thất thường móc ra thương, súng, mà sợ. Dù sao lấy thực lực của nàng, dù chưa đi đến tiên thiên, có thể phổ thông súng lục, đạn cái gì, thật đúng là không có biện pháp đối với nàng tạo thành uy hát yêu ta gì, tự nhiên cũng thì không bao giờ lý do đàm sợ. Sau một khắc, hắn nhìn vẻ mặt dữ tợn móc ra thương, súng, Vương Đại Chí Vương Phó Sở Trưởng, thản nhiên nói Vương Sở Trưởng, ta cũng không phải tội phạm, cũng không phải cái gì phạm nhân. Ngươi như thế cầm thương, súng chỉ vào chúng ta, có đúng hay không có chút không quá hợp. Có ngươi thí, ta cho ngươi biết, chuyện này chính là một hồi hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải trừ, mọi người tự tưởng an vô sự. Bằng không ta Vương Đại Chí cũng không phải ngồi không, tại đây Thành Dương huyện một mẫu ba phần. Ta Vương Đại Chí thật đúng là chưa sợ qua ai. Hiểu không, Vương Đại Chí tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Linh nói. Nghe vậy Lâm Linh trầm mặc không nói. Hắn hiện tại cuối cùng cũng biết đối phương làm sao sẽ đột nhiên thái độ chuyển biến nhanh như vậy, xem ra là tiểu tử kia. Ai, không phải nói đều đã không sao sao, hà tất. Nhớ kỹ lời nói của ta, tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, có thể đừng nói cho ta ngươi cũng cùng hắn. Nói chung chuyện này các ngươi nếu quá lời quá đáng, đến lúc đó, cũng đừng trách ta Vương Đại Chí không nói tình cảm. Hanh, chúng ta đi. Mà ở nhìn thấy Lâm Linh cư nhiên không nói lời nào, Vương Đại Chí lại sắc lệ nội cha đi nữa một đống lớn. Sau cùng, chỉ thấy Kỳ hừ lạnh một tiếng đi. Sau đó tiếng xe cảnh sát ô ô ô rời xa. Tiểu Lâm, hắn, bọn họ đi. Phi, cái gì đồ chơi, một đám bắt nạt kẻ yếu tên. Vô liêm sỉ. Mà ở nhìn thấy Vương Đại Chí chờ Tây Thành đồn công an cảnh sát tất cả đều ngồi lên xe cảnh sát đi, Đặng A Di rồi mới từ mới vừa sợ trong đi tới, vỗ về bộ ngực phập phồng mắng. Dù sao hắn cũng chính là một cái phổ phổ thông thông phụ nhân mà thôi, thậm chí bình thường lá gan đều thật nhỏ, chớ nói chi là bị người cầm thương, súng chỉ vào, hắn chưa từng trải qua loại này dọa người chuyện mà. Có thể từ đầu tới đuôi kiên trì đến bây giờ đều đã rất tốt. Đặng tỷ, xin lỗi. Ngày hôm nay thực sự là liên lụy đến ngươi. Nghe vậy Lâm Linh cười ánh mắt chuyển hướng Đặng A Di, thành khẩn nói cảm tạ. Mặc kệ hắn hôm nay là không giúp một tay, nhưng này loại cử động, cũng đủ ấm lòng. Ai, tiểu Lâm ngươi khách khí với ta cái gì? Nếu không con trai ngươi tiểu Phi, nhà của ta dịch thuật hiện tại cũng còn ở trong đồn công an ngồi chồm hổm rất. Ngươi Đặng tỷ mặc dù chỉ là cái nữ tác nhân gia, tóc húi của tiểu dân chúng, nhưng cũng biết tri ân báo đáp. Làm người không thể vi phạm lương tâm. Ta xem ngươi ngày hôm nay cũng thụ làm kinh sợ, đi thôi, ta trước cùng ngươi trở lại, tiểu Phi hắn hẳn là đợi tự trở lại chưa? Đặng A Di nói rằng, ừ, hắn nói hắn hiện tại đã ở trên xe, lúc đầu ta đều nói nhưng hắn không muốn đã trở về, đều đã không sao, bất quá hắn không phải không muốn. Hẳn là 2 tiếng đồng hồ sau là có thể đến đi. Lâm Linh trở lại nói, cái gì không sao? Ngươi xem điện thoại di động ngươi đều bị hắn quẳng thành như vậy, lại không phải của hắn. Hẳn là nhường hắn bồi. Có thể Đặng A Di nghe vậy lại không vui, lớn tiếng nói bọn người kia một ngày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nếu không tiểu Phi nói, ta hiện tại đều bị bắt đi, ngươi suy nghĩ một chút muốn là chúng ta thật bị nắm đi vào đồn công an, sẽ như thế nào? Đi thôi, ta trước đưa ngươi về nhà, đợi chờ tiểu bay trở về rồi hãy nói. Vương Sở, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Thế nào đột nhiên tựu, nữ nhân kia rất có lai lịch, bên kia, ngồi xe cảnh sát rời đi Vương Đại Chí Vương Phó Sở Trưởng đám người, rốt cục có một người trong đó chân thực không nhịn nổi, cau mày hỏi. Hắn là Vương Đại Chí thủ hạ chính là thân tín, rất được coi trọng, vì vậy lúc này hắn mới dám hỏi như vậy đi ra. Nếu không ni, đối với chúng ta Vương Đại Chí Vương Phó Sở Trưởng lúc này tâm tình rõ ràng có chút không tốt lắm,
vì vậy coi như là dưới tay hắn tối coi trọng thân tín đặt câu hỏi, cũng còn là buồn bực đến không đi. Sắc mặt cực kỳ âm trầm cùng xấu xí, hắng giọng một mảnh. Nếu không hắn hiện tại chân thực không có tâm tình, cũng không công phu cùng dưới tay hắn tính toán, hắn quả thực hận không thể trực tiếp một cước đưa hắn cái này thủ hạ gạt ngã, chỉ vào đầu mắng ngu ngốc. Cái này hắn mà còn phải hỏi sao? Nếu như không phải là bởi vì có đặc thù nguyên nhân, nữ nhân kia địa vị rất lớn, hắn vương đại trí thân phận gì địa vị gì? Làm sao có thể giống như vừa rồi như vậy khúm núm, cho đối phương nói tốt? Bất quá vương đại trí chung quy niệm và người nọ là hắn thân tín, hơn nữa hắn lúc này liên phát nộ đều không tâm tư, đè xuống lửa giận trong lòng, buồn bực nói ngươi có biết hay không vừa rồi nữ nhân, một chiếc điện thoại liền đem bên trong thành phố chu cục cho tìm tới. Con của hắn tựa hồ có chút bản lãnh, ở bên trong thành phố quan hệ thực cứng. Cái gì, bên trong thành phố chu cục, nghe vậy Tây Thành đồn công an bọn cảnh sát đều sợ nhảy dựng lên, không nghĩ tới Lâm Linh địa vị mạnh như vậy, liên chu cục đều có thể đủ liên lạc với. Phải biết rằng bên trong thành phố chu cục, đây chính là bọn họ Bắc Sơn hệ thống công an nội lớn nhất đại lão bản. Cao cấp nhất một tay, nhưng bây giờ cái kia phổ phổ thông thông phụ nhân một chiếc điện thoại, cư nhiên có thể đem cái loại này đại nhân vật tìm khắp đến, bọn họ há có thể không kinh hãi. Vương, Vương Sở, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hồi lâu, có một gã Tây Thành đồn công an lính cảnh sát vẻ mặt lo lắng, cẩn cẩn rực rực khinh thị. Vương đại trí ở hệ thống nội có quan hệ, không chỉ có mình chính là cái đồn công an sở trưởng, hơn nữa hắn vẫn cục công an huyện đại lão bản Vương Giã biểu ca, có tầng này quan hệ ở, coi như bên trong thành phố chu cục bên kia đối với bọn họ ngày hôm nay chuyện này bất mãn, hãy nhìn ở Vương Giã Vương cục mặt mũi, khẳng định cũng sẽ không cùng Vương đại trí gây chiến. Có thể bọn họ lại bất đồng, đừng xem các nàng những, này đồn công an cảnh sát bình thường đang bình thường trong mắt người đó là uy phong. Tại bọn hắn Tây Thành đồn công an quản hạt phạm vi đều có thể đi ngang. Nhưng vấn đề là hiện tại ở bên trong thành phố chu cục cái loại này đại lão bản trong mắt, bọn họ những người này bất quá cũng chỉ là kỳ bên trong phạm vi quản hạt tối cơ sở tiểu lâu la. Nếu là bởi vì ngày hôm nay chuyện này, xem không vừa mắt bọn họ, muốn ở trên người bọn họ xòe ra xì, đây còn không phải là từng phút, tùy tùy tiện tiện. Thậm chí ngay cả làm ra vẻ đều không cần, căn bản là vị kia chuyện một câu nói mà. Dù sao giữa bọn họ cấp bậc kém quá. Kỳ thực nếu không phải là bởi vì Vương đại trí có hắn biểu đệ Vương cục phần quan hệ ở, chu cục muốn động hắn căn bản muốn đều không cần suy nghĩ, tùy tùy tiện tiện. Một là huyện thành nhỏ nội đồn công an phó sở trưởng, một cái khác cũng thì cục công an một tay, chức cấp thân phận kém có bao nhiêu sao cách xa, quả thực quá rõ ràng, rõ ràng. Nghĩ đến đây, ngay cả Vương đại trí tối coi trọng chính là thủ hạ thân tín cũng không nhịn được lo lắng, lắp bắp nói Vương. Vương Sở, người nói chúng ta làm sao bây giờ a? Chu cục chúng ta loại này tiểu lâu la có thể không thể trêu vào, nếu hắn một cái mất hứng, sợ là chúng ta tự thảm. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Câm miệng cho ta, lão tử hiện tại cũng đang phiền rất. Nghe vậy Vương đại trí sắc mặt thay đổi vài lần, rốt cục phẫn nộ quát. Ma, làm sao bây giờ? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Như vậy sắc mặt khó coi hồi lâu sau. Vương đại trí mới không khỏi ánh mắt hơi có chút bối rối âm trầm nói chu cục ta đương nhiên biết ta không thể trêu vào, có thể chuyện này. Kỳ thực vốn chính là một chuyện nhỏ, hiểu lầm mà thôi. Có thể cô đó nhi tử hiện tại lại quả thực cho mặt không biết xấu hổ, phải làm cùng giết người phóng hỏa vậy, chết tóm không tha. Quá hắn ma khi dễ người. Nghe vậy này lính cảnh sát cửa nhìn không được một đám hai mặt nhìn nhau, đều có chút ánh mắt cùng sắc mặt cổ quái. Bởi vì dù sao nếu là cô đó nhi tử thật có tư cách mời được bên trong thành phố chu cục, có tư cách liên lạc với bên trong thành phố công an một tay, vậy bọn họ trước sở tác sở vi tự quả thật có chút hơi quá đáng. Dĩ nhiên, lời như vậy bọn họ cũng chỉ dám bản thân ở trong lòng đoán mò muốn, không dám nói ra, sợ lửa cháy đổ thêm dầu, tự tìm mất mặt. Thế mà vẻ mặt của bọn họ nhưng vẫn là quá rõ ràng, khiến Vương đại trí Vương phó sở trưởng nhìn không được ra mặt từ một trận co quắp. Mắng thầm, ma. Nếu hắn sớm biết rằng cô đó nhi tử nghiêu như vậy, đâu còn có thể cùng người ngu ngốc tựa như chuyến loại này nước đục. Đã sớm lẫn mất xa xa, đây không phải là trước căn bản hoàn toàn cũng không biết sao. Vương Sở, người không ngươi cho Vương cục gọi điện thoại đi. Dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là bên kia thật chết tóm không tha, cũng thật phiền toái, hơn nữa chu cục bên kia. Nếu chu cục nguyện ý ra mặt,
Chu cục nhất định sẽ nể tình đi. Đúng lúc này, có người Cẩn Cẩn Rực Rực đưa ra đề nghị. Lúc đầu xe cảnh sát nội không ít người tâm tình đều thập phần hoảng loạn, có thể khi bọn hắn nghe được câu này, nhắc tới Vương cục, nhất thời để cho bọn họ hốt hoảng tâm tình ổn không ít. Nhất là Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng coi trọng thân tín, nghe vậy càng cặp mắt kia mạnh sáng ngời. Nếu như Vương cục có thể đứng ra giúp một tay, vậy tốt nhất. Hắn theo nhịn không được nói rằng. Phải biết rằng bọn họ những người này đều là rất rõ ràng, kỳ thực liền cùng chính hắn cùng Vương Đại Chí quan hệ vậy. Bọn họ Thành Dương huyện cục trưởng cục công an huyện Vương Giã, đây chính là bên trong thành phố Chu cục thân thủ đề bạt lên dòng chính, nồng cốt, hai người líu lo hệ không giống bình thường. Vì vậy nếu là vị kia nguyện ý đứng ra giúp một tay, tất cả vấn đề, đều muốn không là vấn đề, từng phút giải quyết. Mà bây giờ Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng lại cùng Vương Giã Vương cục là thân thích, là anh em bà con, vì vậy nếu là từ hắn đứng ra tìm Vương cục giúp một tay loại này tiểu việc, nhất định là không bất cứ vấn đề gì. Ta đây cho ta biểu đệ gọi điện thoại đi. Hiển nhiên Vương Đại Chí cũng là cái này không muốn, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Vương Giã gọi điện thoại. Trước hắn không muốn gọi số điện thoại này, là bởi vì nghĩ có chút mất mặt mặt mũi, mất mặt. Nhưng bây giờ, người từ từ thanh tỉnh sau, hắn cũng minh bạch cú điện thoại này còn là phải đại, nếu không nếu là thật bị truy cứu tới thì phiền toái. Này, biểu đệ sao? Là ta, Vương Đại Chí, ta đây có chuyện muốn tìm ngươi giúp một tay, là như vậy. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối, Vương Đại Chí ngay tức khắc bày làm ra một bộ ủy khuất giọng nói mở miệng nói. Ngươi nói cái gì, các ngươi đem Chu cục đều cho kinh động. Bên đầu điện thoại kia cục trưởng cục công an huyện Vương Giã đang nghe chính hắn một bất thành khí biểu ca, dĩ nhiên đem hắn người lãnh đạo trực tiếp, cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp đều cho kinh động, tự nhiên là vừa vội vừa giận, đem Vương Đại Chí thối mắng một trận sau, lúc này mới cau mày hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Đại Chí ngay tức khắc lại sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Bất quá! Hắn lại đem trước Chu Thiên Diệp Chu cục trong điện thoại nhắc tới Hoàng thị trưởng, cùng với lần sợ nhân, cho tận lực tỉnh lược rớt. Bởi vì hắn nghĩ căn bản là không thể nào, cô đó nhi tử làm sao có thể ngưu như vậy. Nhất định là đang hù dọa hắn. Dù sao nếu cô đó nhi tử thật ngưu như vậy, cả nhà bọn họ sớm rời đến thành phố lớn hưởng phúc đi, còn có thể ở chỗ này huyện thành nhỏ sao. Căn bản không khả năng. Biểu ca, chuyện này đúng là ngươi làm không đúng. Coi như người nọ là kinh thành công an bộ lãnh đạo, người cũng không có thể như vậy thiên giúp a. Hơn nữa người cũng không muốn muốn, nếu là người nọ thực sự là kinh thành công an bộ lãnh đạo, có thể bị hắn thiên lý xa xôi từ kinh thành chạy tới chúng ta Bắc Sơn tìm, cô đó thân phận có thể giản đơn đi nơi nào sao? Đang nghe hết Vương Đại Chí miêu tả sau, Vương Giã nhíu mày nói. Hiển nhiên hắn so với Vương Đại Chí thông minh hơn. Ai, tiểu Giã ta cũng biết, có thể khi đó. Chuyện này ngươi thật là được giúp ta một chút, nếu không nếu bên kia thật chết tóm không tha, ta thì phiền toái, Chu cục bên kia. Vương Đại Chí nghe vậy một bên nhận sai, một bên trang đáng thương nói. Hắn bây giờ là thật sợ Chu cục bên kia sẽ phát lực, đến lúc đó, trở về thiên thiếu phương pháp. Được rồi, chuyện này nghiêm ngặt lại nói tiếp không tính lớn, cũng quả thực hiểu lầm thành phần chiếm đa số. Ta trước cho Chu cục bên kia gọi điện thoại nói một chút, sẽ không có vấn đề gì. Nghe được bản thân biểu ca đau khổ cầu xin, Vương Giã niệm và là thân thích phân thượng, đúng là vẫn còn không cự tuyệt, gật đầu nói. Thực sự, vậy thì tốt quá. Tiểu Giã, huynh đệ chúng ta cũng thời gian rất lâu không tụ, bằng không tuần này mà đem em dâu kêu lên, cùng đi nhà của ta ăn bữa cơm, chị dâu ngươi còn có ta mụ bình thường đều bình thường nhắc tới các ngươi thì sao? Vương Đại Sơn ngay tức khắc kích động, nói. Được chưa, cuối tuần sẽ liên lạc lại. Biểu ca ta cúp trước. Vương Giã cười cúp điện thoại, sau đó chỉ thấy kỳ bấm cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp điện thoại. Cùng lúc đó, bên trong thành phố Chu Thiên Diệp bên kia đã cùng thị trưởng Hoàng Đào, còn có hiện giữ thị kỷ ủy thư ký Trung Bình Tháng ngồi trên một chiếc xe, hỏa cấp hỏa liệu hướng Thành Dương huyện đuổi. Và lại mặt sau còn có thật nhiều lưỡng giày u la hô hoán lên xe cảnh sát đoàn xe. Hoàng thị trưởng, Chu cục trưởng, các ngươi đây là... Chẳng lẽ là phía dưới lại xảy ra điều gì đại án tử? Thị kỷ ủy thư ký Trung Bình Tháng hiển nhiên đều còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị lôi đến, hiện tại mới có thời gian hỏi. Ra đại sự, muốn là chuyện này xử lý không tốt nói, sợ rằng mấy ngày nữa mấy người chúng ta cũng phải đi xin sớm về hưu, từ vị trí xuống tới.
Hoàng Đào lắc đầu thở dài nói. Hắn biết rõ ngày hôm nay chuyện này đến tột cùng là có bao nhiêu sao nghiêm trọng, bởi vì quan hệ đến Trần Phi Trần tiên sinh mẫu thân, đây chính là nghịch lân của hắn a. Vì vậy ngày hôm nay chuyện này nếu một cái xử lý không tốt, bọn họ trên đầu mũ cánh chuồn cũng phải rơi. Không phải là, cái gì? Nghe được Hoàng Đào cư nhiên đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy, Trung Bình Thắng Trung Bí Thư, một hơi thở thiếu chút nữa sẽ không có thể đề lên, sắc mặt thoáng cái tựu trở nên hoảng loạn lên. Không nghĩ tới hôm nay chuyện này cư nhiên nghiêm trọng đến loại trình độ này. Nếu một cái xử lý không tốt, ba người bọn hắn cũng phải đi xin sớm về hưu, từ vị trí xuống tới. Cái này, ngày hôm nay chuyện này đến cùng liên lụy tới cấp bậc gì đại nhân vật a? Tốt xấu ba người bọn hắn một là địa cấp thành phố thị trưởng, một là cục trưởng thị công an cục, thị ủy thường ủy, một là kỷ ủy thư ký, đồng dạng cũng là thị ủy uy ủy. Đến cùng là chuyện gì, thật có nghiêm trọng như vậy? Thế nào, người không tin? Lẽ nào người đã quên Thành Dương huyện, là địa phương nào? Đã quên lần trước chuyện kia sao? Hoàng Đào chậm rãi nói. Cái gì, lần trước sự kiện kia mà? Lẽ nào? Nghe vậy kỷ ủy thư ký Trung Bình Thắng mạnh sửng sốt, theo sát mà một giọt tích mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cái trán xông ra, sắc mặt vi bạch. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ lần trước sự kiện kia, sau đó hắn vô ý thức ra, trong lòng có dũng khí rất không đẹp rất cảm giác không ổn đến lão, lão Hoàng, lẽ nào ngày hôm nay chuyện này lại cùng lần trước vị kia Trần tiên sinh có quan hệ. Ta nhớ kỹ ngươi lên lần nói qua, hắn là. Hiển nhiên Hoàng Đào từng cho nàng tiết lộ qua cái gì. Nếu không người nghĩ rằng chúng ta lưỡng vì sao gấp gáp như vậy a? Chu Thiên Diệp ở một bên mượn cớ nói, trong thanh âm có thể cảm giác được một tử hàn ý không sai, ngày hôm nay chuyện này cùng Trần tiên sinh có quan hệ. Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an có cái không có mắt ngu xuẩn, lại dám đúng Trần tiên sinh mẫu thân động thủ, muốn đem hắn bắt lại, người nghĩ chuyện này đại còn là tiểu. Hiển nhiên hắn trong lòng bây giờ mặt đã đem Vương Đại Trí cho hận thấu. Loại này ngu xuẩn. Quả thực hại nhân hại mình a. Lần trước chính là hắn Chu Thiên Diệp chỗ quản lý cảnh sát không có mắt, phiền toái Trần tiên sinh, ngày hôm nay cư nhiên lại là. Điều này làm cho trong lòng của hắn tại sao có thể bình tĩnh xuống tới. Nếu là thật chọc giận vị kia, hắn Chu Thiên Diệp nhưng là phải bị dính dáng liên quan. Ngươi nói cái gì, có người muốn đem Trần tiên sinh mẫu thân bắt lại. Kỷ ủy thư ký Trung Bình Thắng nghe vậy nhìn không được cả người run lên. Trên trán trong nháy mắt trở nên càng nhiều, liên thanh âm đều có chút đang run. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết Hoàng Đào cùng Chu Thiên Diệp vì sao biết như vậy hốt hoảng, nguyên lai lại là có người dám to gan lớn mật, bắt Trần tiên sinh mẫu thân. Cái này nào chỉ là đại sự a, quả thực chính là đâm thiên. Không sai, ngày hôm nay chuyện này nếu thật xử lý không tốt nói, mấy người bọn hắn quả thực lấy được xin sớm về hưu, từ vị trí xuống tới. Dù sao vị kia Trần tiên sinh thân phận thế nhưng, nghe vậy Chu Thiên Diệp đều còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên y phục bên trong bọc điện thoại di động vang lên lên. Mà ở nhìn thấy Chu Thiên Diệp điện thoại ở phía sau vang lên, vô luận là Hoàng Đào hay là Trung Bình Thắng đều vô ý thức mí mắt nhảy nhảy. Đương nhiên, liên Chu Thiên Diệp bản thân cũng giống như vậy. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Chu Thiên Diệp còn là không chút hoang mang lấy ra điện thoại của mình. Bởi vì hắn mới vừa khẩn trương kỳ thực cũng chỉ là theo bản năng, Trần tiên sinh muốn gọi điện thoại cũng nhất định là sẽ cho Hoàng Đào đánh, mà không phải cho hắn Chu Thiên Diệp đánh, vì vậy điện thoại này ở vào thời điểm này đánh tới, hẳn là chỉ là đúng dịp mà thôi, không quá có thể là Trần tiên sinh bên kia cho hắn đánh tới. Quả nhiên, xem hắn lấy điện thoại ra vừa nhìn, bất ngờ nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện chính là Vương Dã mà hai chữ. Vương Dã. Có thể hắn ngay sau đó lại nhìn không được nhíu nhíu mày, Vương Dã lúc này cho hắn điện thoại đến, làm gì? Sau đó, hắn liền dẫn nghi hoặc nhận nghe điện thoại. Này, Chu cục sao? Là ta, Tiểu Vương. Điện thoại vừa tiếp thông, ống nghe nội liền nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến Vương Dã chủ động, nhiệt tình bắt chuyện thanh. Ta biết là ngươi, lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta bên này có điểm việc, nếu không có gì muốn chuyện. Ta tự cúp điện thoại trước. Vương Dã là bản thân một tay để bạt lên thân tín, là người trong nhà, vì vậy Chu Thiên Diệp cũng không cùng hắn vào lúc này quanh co lòng vòng, nói thẳng. Chu cục ngươi ở đây việc, cái kia, là như vậy, ta có cái biểu ca hình như không cẩn thận cùng bằng hữu ngài xảy ra một ít hiểu lầm. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta,
nhượng ta hỗ trợ ở chính giữa nói một chút, hơn nữa ta nghe hắn nói tựa hồ cũng không phải đại sự gì. Bên đầu điện thoại kia vừa nghe Chu Thiên Diệp nói như vậy, cũng không lại quanh co lòng vòng, nói thẳng nổi lên Vương Đại Chí chuyện tình. Thế nhưng bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp lại càng nghe càng không thích hợp, cùng bạn hắn xảy ra một ít hiểu lầm. Chẳng lẽ, đều không chờ Vương Dã nói hết lời, hắn tự ngay tức khắc giọng nói trầm xuống nói biểu ca ngươi là ai? Chu Cục, biểu ca ta là Thành Dương huyện khu Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Chí, ngày vừa rồi, hình như cùng hắn gọi điện thoại tới. Nghe vậy Vương Dã trong lòng không hiểu có dũng khí bất an dự cảm, có thể nói đều đã nói đến đây. Cho nên vẫn là kiên trì tiếp tục hồi đáp. Ngươi nói cái gì, Vương Đại Chí? Nhất thời từ microphone nội truyền đến Chu Thiên Diệp dị thường phẫn nộ cùng lạnh lùng thanh âm, khiến Vương Dã trong lòng mạnh nhảy nhảy. Chu Cục, lẽ nào chuyện này rất nghiêm trọng? Thế nhưng ta nghe biểu ca ta nói, chuyện này hình như thực sự là một hồi hiểu lầm a, tựa hồ cũng chỉ có cô đó nhi tử có năng lực, nhận thức ngài. Ở nhìn thấy Chu Thiên Diệp Chu Cục loại này khác thường thái độ, Vương Dã trong lòng có loại rất dự cảm không ổn, lắp bắp nói. Hiểu lầm. Nghe thế Chu Thiên Diệp sắc mặt âm trầm quả thực khoái tích nổi trên mặt nước, thậm chí đều hận không thể cách điện thoại, đem Vương Dã từ bên trong kéo ra đến, hung hăng cho hắn vài cái tát, lại đạp mấy đá, chửi ầm lên ngu ngốc. Hiểu lầm, người hắn mà cái kia nhược trí biểu ca đều thiếu chút nữa muốn đem Trần Tiên Sinh mụ mụ bắt lại, còn hiểu lầm. Ta, Chu Cục, ngài làm sao vậy? Gặp bên đầu điện thoại kia Chu Cục lão ban ngày đều không cái hồi âm, Vương Dã không khỏi trong lòng mạnh một cái lộp bộp, cấp lên. Ta làm sao vậy, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy. Nào biết hắn không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp liền trực tiếp ở bên trong xe, làm cho thị trưởng Hoàng Đào còn có kỷ ủy thư ký Trung Bình Tháng mặt mà bạo phát. Tay cầm điện thoại hung hăng mắng Vương Dã, người hắn mà có đúng hay không hiện tại làm cái phá cục trưởng cục công an huyện. Tự cánh cứng rắn, cho là mình hiện tại rất nghiêu ép, rất có mặt mũi. Còn hắn mà gọi điện thoại đến nói rõ, lão tử hiện tại thật muốn một phát súng giết chết ngươi. Thấy thế, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng cùng với Trung Bình Tháng Trung Bí Thư đều có chút ngạc nhiên, không minh bạch Chu Thiên Diệp vì sao đột nhiên nổi giận như vậy. Liên bọn họ trong lúc nhất thời đều không nghĩ thông suốt, bên đầu điện thoại kia Vương Dã dĩ nhiên là càng không nghĩ thông suốt. Không phải là, Chu Cục ta. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a, Chu Cục, nghe được Chu Thiên Diệp cái loại này giống, Vương Dã đều thiếu chút nữa người choáng váng, ngay sau đó nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Vì sao, ngươi có biết hay không ngươi cái kia nhược trí biểu ca trêu chọc là ai? Ta cho ngươi biết, hắn trêu chọc là Trần Tiên Sinh. Trêu chọc là Trần Tiên Sinh mẫu thân. Ngay một giờ trước, ngươi cái kia nhược trí biểu ca thiếu chút nữa đem Trần Tiên Sinh mẫu thân bắt lại, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa chuyện này muốn là chúng ta xử lý không tốt, toàn bộ Bắc Sơn lãnh đạo thành phố gánh hát tất cả đều được tan học. Chu Thiên Diệp trực tiếp hướng về phía điện thoại gầm hét lên, ức chế không được phẫn nộ như thế thiên đại chuyện ngươi còn chạy tới biện hộ cho. Vương Dã ngươi có phải là thật hay không cho rằng làm cái phá cục trưởng cục công an huyện tựu nghiêu bức, thì có mặt mũi. Ngươi nghĩ biện hộ cho đúng không? Tốt, đợi chúng ta đến với ngươi từ từ nói. Trần trước, T. Ta. Biểu ca ta hắn thiếu chút nữa đem Trần Tiên Sinh mẫu thân bắt lại. Vãi hắn mà phần trăm a còng. Phần trăm. Mà đang nghe Chu Thiên Diệp Chu Cục lại còn nói, hắn biểu ca Vương Đại Chí trêu chọc người lại là Trần Tiên Sinh, nhưng lại cư nhiên thiếu chút nữa đem mẫu thân hắn bắt lại. Bên đầu điện thoại kia Vương Dã một hơi thở thiếu chút nữa sẽ không có thể đề lên. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cũng hít một hơi khí lạnh. Ngay sau đó càng nhìn không được làm trò cùng Chu Thiên Diệp Chu Cục điện thoại chửi ầm lên mắng lên. Hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn biểu ca Vương Đại Chí sở trêu chọc người lại là Trần Phi Trần Tiên Sinh, nhưng lại thiếu chút nữa đem mẫu thân hắn đều cho bắt, cái này hắn ma quả thực to gan lớn mật. Đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Chu Thiên Diệp Chu Cục đang nghe hắn cú điện thoại này sau, sẽ thái độ thoáng cái trở nên ác liệt như vậy. Cũng rốt cuộc thật sự hiểu. Hắn lần này đơn giản là bị Vương Đại Chí cho hại thảm. Trần Phi Trần Tiên Sinh đó là nhân vật nào? Từ lúc lần trước huyện uy bí thư Vương Nghĩa phát rơi đài, bên trong thành phố chứa nhiều đại nhân vật lớn như vậy động tác lúc, hắn tự cảm thụ nhất thanh nhị sở. Minh bạch tuyệt tuyệt đối đúng là hắn Vương Dã đời này đều không thể trêu vào, chỉ có thể ngưỡng vọng siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng bây giờ,
hắn biểu ca Vương Đại Chí cư nhiên đem người như thế đều cho chọc, hắn còn ngu ngốc chạy tới biện hộ cho, không phải là ngu ngốc là cái gì. Nghĩ đến đây, hắn nhanh lên hướng về bên đầu điện thoại kia run rẩy thừa nhận sai nói Chu cục, là ta không đúng, là ta không có hiểu rõ ràng chuyện này tự. Xin lỗi. Người minh bạch là tốt rồi. Chu Thiên Diệp vừa rồi thái độ tuy rằng dọa người, nhưng thực cũng chính là nói lấy. Từ trong điện thoại nghe ra Vương Dã trong lòng bất an cùng bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng, nói lại nói tiếp ngươi cũng theo ta đã nhiều năm như vậy, những chuyện khác ta bán ngươi chút mặt mũi cũng không có vấn đề, nhưng hôm nay chuyện này. Chu cục ngươi không cần nói, ta minh bạch. Vương Dã ngay tức khắc cướp lời nói đầu nói. Hắn biết rõ chuyện này coi như là Chu Thiên Diệp Chu cục, cũng hơn nửa không tư cách nói lên nói, chớ nói chi là bán mặt mũi. Ngươi biết là tốt rồi. Trần tiên sinh mẫu thân là nghịch lân của hắn, vì vậy ngày hôm nay chuyện này ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi cái gì biểu ca khẳng định chạy không được, đến lúc đó tự xem Trần tiên sinh xử lý như thế nào đi. Nói chung đi trong tù ngồi chồm hổm mấy năm khẳng định chạy không được, cái này đều vẫn là nhẹ. Vì vậy chuyện này ngươi tự giả câm vờ điếc làm không biết đi, hiểu chưa? Nghe được Chu Thiên Diệp nói hắn biểu ca lần này khẳng định chí ít trở lại trong tù ngồi chồm hổm mấy năm, hơn nữa còn là nhẹ. Vương Dã sắc mặt liền không nhịn được trắng mấy phần, lập tức gật đầu nói vâng, Chu cục. Nói đến đây, hắn lại nhịn không được xin lỗi nói xin lỗi Chu cục, chuyện này. Chỉ sợ cũng liên lụy đến ngài đi. Liên lụy là có liên lụy, bất quá lấy Trần tiên sinh rộng lượng, cũng sẽ không tùy tiện cây đuốc rơi tại trên đầu ta. Được rồi, cứ như vậy đi, ta và Hoàng thị trưởng còn có Trung bí thư đang ở đã qua Thành Dương huyện đuổi đi, cúp trước. Chu Thiên Diệp thở dài. Cúp điện thoại. Lão Chu, Hoàng Đào lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Là Vương Dã, tự Thành Dương huyện cục công an huyện tên tiểu Vương kia. Cái kia Vương Đại Chí hình như là hắn biểu ca, sau đó tìm đến trên đầu hắn, cầu hắn giúp đỡ gọi điện thoại đến năn nỉ một chút. Ta xem hắn cũng không biết cũng không tham dự chuyện này. Nghe được Hoàng Đào nghi vấn thanh, Chu Thiên Diệp sửa sang một chút, hồi đáp. Không tham dự là tốt rồi. Bất quá chỉ cần là tham dự nói, lần này toàn bộ không thể bỏ qua, đều phải nhất nhất vấn trách. Hoàng Đào con ngươi lóe lóe, lạnh lùng nói. Ừ, lão Hoàng ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Nghe ra ý tại ngôn ngoại, Chu Thiên Diệp lập tức gật đầu nói. Nếu là cái gì khác phổ thông chuyện này hoàn hảo, nhưng bây giờ liên lụy đến Trần tiên sinh, hắn coi như là cùng Vương Dã hôn lại gần, quan hệ cho dù tốt. Cũng không có khả năng ở loại vấn đề này mặt trên phạm hồ đồ. Dù sao hắn có thể không có mấy người đầu, cũng còn không có sống đủ ni. Bên kia, Thành Dương huyện cục trưởng cục công an huyện Vương Dã cầm điện thoại di động, sửng sốt hồi lâu, mới đột nhiên thoáng cái khởi động đến phanh một tiếng đem trước mặt trên bàn cái gạt tàn thuốc hung hăng đập đi ra ngoài, cách đó không xa một mặt vây quanh ở giá sách lữ hợp kim trong hộp tủ thủy tinh lên tiếng trả lời mà nát, cách rơi trên mặt đất. Nhưng phản chiếu ra mặt của hắn bàng tràn đầy tức giận, chảy xuôi một loại khó có thể ức chế nôn nóng cùng bất an. Cục trưởng phát sinh chuyện gì? Mà một màn này cũng cấp tốc kinh động đến cục trưởng cục công an huyện bên ngoài phòng làm việc mặt vài người, theo sát mà tự thấy bọn họ xông vào hỏi. Mà khi bọn hắn nhìn thấy bên trong phòng làm việc tán lạc đầy đất thủy tinh, cùng với đều đã bị quẳng phá một góc cái gạt tàn thuốc, nhất thời nhìn không được sắc mặt càng thêm thay đổi, tràn đầy kinh nghi cùng hoảng loạn. Cái này đến tột cùng tình huống gì? Đi ra ngoài. Có thể ngay sau đó Vương Dã lại hướng về phía bọn họ phất phất tay, ý bảo bọn họ đi ra ngoài trước. Thế nhưng cục trưởng, có người nhìn không được còn muốn đặt câu hỏi. Ta gọi các ngươi đi ra ngoài. Không nghe được sao? Nhất thời Vương Dã sắc mặt thoáng cái tựu trở nên lạnh lùng lên, chợt quát một tiếng nói. Hiển nhiên giờ này khắc này hắn là thật không tâm tư gì giải thích. Nga, vâng, cục trưởng. Chúng ta đây đi ra ngoài trước, có việc nhân huynh nhất định nhớ kỹ bảo chúng ta a. Bị cái này Vương Dã một trận hô loạn, những người đó lập tức nhìn không được cả người một cái giật mình, sau đó hai mặt nhìn nhau liếc mắt, sau đó tự lui ra. Vương Đại Chí, thật hắn ma là một ngu xuẩn, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hại thảm, may là a. Chờ những người đó từ bên trong gian phòng lui sau khi ra ngoài, Vương Dã có chút không khí lực dựa vào ghế nhắm mắt hồi lâu. Rốt cục mới từ từ mở mắt, lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nỉ non lên. May mắn đã biết lần vận khí thực sự là tốt. Trần tiên sinh a, chuyện của hắn cũng dám nhúng tay,
hắn Vương Dã loại này tiểu lâu la có mấy người đầu a? Vương Đại Chí không phải là hố hắn là cái gì? Cùng lúc đó, Trần Phi cũng rốt cục cảm nhận được XXX tiểu khu, đuổi về đến nhà mặt. Tiểu bay trở về, mau tới đây ngồi, trên đường có mệt hay không, nếu không Đặng A-di ta nghĩ cho ngươi rót chén nước. Vừa về tới nhà, Đặng A-di tự dẫn đầu xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, thập phần nhiệt tình vừa cười vừa nói. Đặng A-di ngươi đã ở a? Không cần không cần, mẹ ta hắn ni, Trần Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu ý bảo không cần, lại mở miệng hỏi. Ta ở tại chủ phòng ni, đã trở về. Đặng A-di chính muốn mở miệng trả lời, bất quá Lâm Linh thanh âm cũng đã từ phòng bếp truyền ra. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ An mặc một bộ tạp dề từ trong phòng bếp đi tới, cười oán giận nói ngươi xem một chút ngươi xem một chút ngươi, cái này mặc trên người là cái gì a? Không phải là cũng làm cho ngươi bình thường đi nhiều mua mấy bộ hợp, dáng dấp giống như y phục sao, lạp lôi thôi tháp giống như nói cái gì. Đúng vậy, tiểu phi ngươi lớn lên tuấn tú như vậy, trong tay lại thiếu tiền, là hẳn là hảo hảo trang phục bản thân. Nếu không nào có tiểu cô nương thích a, ngươi nói là đi. Nhìn Trần Phi trên người một thân hàng vỉa hè hàng, Đặng A Di cũng lấy một loại người từng trải miệng theo giáo dục nói. Mụ, Đặng A Di. Các ngươi đều đang nói cái gì a? Ta đây không phải là sốt ruột gấp trở về sao, nào có tâm tư cân nhắc mấy thứ này. Mụ, ngày hôm nay chuyện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Từ kinh thành đến cái tên kia là ai? Tây thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Chí Ni, đã chạy sao? Trần Phi đầu tiên là dở khóc dở cười, sau đó nghiêm mặt nói. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chẳng qua là có người chạy tới muốn hù dọa một chút ta. Hiện tại đều đã không sao, thế mà Lâm Linh nhưng có chút tránh nặng tìm nhẹ nói rằng. Mụ, người có thể hay không đừng nói sang chuyện khác. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết, Trần Phi có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, Tiểu Lâm, vừa rồi những tên kia rõ ràng chính là tới tìm ngươi phiền toái, ngươi vì sao không để cho Tiểu Phi nói một chút ha? Ngươi không nói, ta mà nói, Tiểu Phi, tự vừa rồi. Mà những... Này Đặng A-di đột nhiên lên tiếng, có chút nghĩa phẫn điền ưng nói. Lúc đầu ngày hôm nay chuyện này từ đầu tới đuôi hắn tự thấy rất rõ ràng, những tên kia rõ ràng chính là đến tìm phiền toái. Có cái gì không thể nói a? Hơn nữa còn có cái kia chỉ biết là khi dễ bọn họ loại này tóc húi của tiểu dân chúng Tây thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Chí, tên kia đem điện thoại di động của nàng đều rất hư, rơi mảnh nhỏ. Khẳng định phải gọi hắn bồi a. Đặng tỷ. Hiển nhiên Lâm Linh không nghĩ tới, Đặng tỷ đột nhiên như vậy đã giúp hắn nói. Sau đó chỉ thấy Kỳ lắc đầu, cũng không lại ngăn cản. Hiểu con không ai bằng mẹ, hắn làm rất rõ ràng con trai mình tính cách. Chuyện này hắn nếu không phải nói, chính hắn khẳng định cũng sẽ từ đường dây khác đi thăm dò, vì vậy quả thực cũng không có gì hay giấu giếm. Mà nhưng vào lúc này, Đặng A Di cũng đã cùng Trần Phi giảng thuật hắn nhìn thấy kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Toàn bộ nói ra. Đặng A-di, ngươi là nói này từ kinh thành tới tên thiếu chút nữa đem mẹ ta đánh. Hơn nữa những cảnh sát kia còn theo cùng nhau đổi trắng thay đen, muốn đem mẹ ta bắt lại. Trần Phi trên mặt nhất thời hiện đầy hàn khí, trong mắt sát khí vội hiện, thanh âm càng băng lãnh được dường như băng bột phấn rơi trên mặt đất vậy. Mẹ là tính cách gì, cái gì phẩm tính, hắn cái này làm nhi tử làm thế nào có thể không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại coi như dùng đầu ngón chân muốn. Cũng tất nhiên biết cái này tuyệt tuyệt đối đúng là cùng nhau tấm màn đen. Đúng vậy, Tiểu Phi, người không biết vừa rồi người kia đến cùng có bao nhiêu kiêu ngạo, không chỉ có vẫn luôn đang uy hát yêu ta mụ mụ ngươi, còn trong miệng vẫn luôn đang nói lão Trần ra cái gì, hình như rất lợi hại vậy. Đặng A Di nghĩa phẫn điền ưng nói. Lão Trần ra. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại nhìn không được ngẩn người. Từ kinh thành tới, còn cái gì lão Trần ra. Đây chẳng phải là... Đặng tỷ, đừng nói nữa. Ngay tại lúc này Lâm Linh lại đột nhiên mở miệng nói. Nga, vậy được rồi, tựa hồ nghe ra đến Lâm Linh giọng nói có chút vậy, Đặng A Di hơi ngẩn người, sau đó ngay tức khắc thành thật câm miệng chưa nói. Có thể sống đến hắn cái chuôi này niên kỷ, cơ bản nhất nhãn lực kính nhi vẫn phải có, tự nhiên có chút nhìn không ra đến Lâm Linh là thật không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Nhưng Trần Phi lại không chuẩn bị lúc đó mà thôi. Mụ, ta là con trai ngươi, lẽ nào có chuyện gì thật không thể để cho ta biết. Chỉ thấy Kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn Lâm Linh,
chậm rãi nói. Không phải là, ta, Lâm Linh sắc mặt thoáng cái có chút rối rắm. Không phải là hắn không muốn nói, mà là, đã thành thói quen không biết nên nói như thế nào. Ai? Bất quá một lát sau hắn còn là tiếng thở dài lắc đầu, mở miệng nói Đặng tỷ, làm phiền ngươi giúp ta nhìn chủ phòng đồ ăn. Ngươi theo ta đến, hắn những lời này trước nửa đoạn nói là theo Đặng A Di nói, nửa đoạn sau nói cũng cùng Trần Phi nói. Nga, tốt lắm, mà ở nhìn thấy mẫu thân mình rốt cục nguyện ý cùng tự ngươi nói lời thật, Trần Phi con ngươi khẽ động, xẹt qua lau một cái tinh mang, sau đó liền đi theo mẫu thân tiến nhập bên trong gian phòng của mình. Vừa tiến vào Trần Phi căn phòng nội, Lâm Linh liền theo tay cầm lên đặt ở trên bàn sách Trần Phi khi còn bé ảnh chụp tương khuông, trong ánh mắt hơi chảy ra lau một cái hồi ức cùng mềm mại vẻ, theo xoay người, hướng về Trần Phi chậm rãi nói trong lòng ngươi mặt khẳng định có không ít nghi hoặc. Muốn biết cái gì cứ hỏi đi, ta cho ngươi biết. Vậy được rồi, mụ, ta có thể hỏi. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi lóe lóe, nói vì sao biết có kinh thành Trần gia người tới tìm ngươi. Bọn họ, làm sao sẽ với ngươi nhận thức? Ta chỉ biết ngươi sẽ hỏi cái này. Bất quá bọn hắn không phải là tới tìm ta, mà là... Tới tìm ngươi, Lâm Linh lắc đầu nói. Tìm ta. Trần Phi tự nhiên thoáng cái ngây ngẩn cả người, có chút nghi ngờ nói bọn họ tới tìm ta làm gì. Hơn nữa, ta hình như cũng theo chân bọn họ không có ân oán gì dính dáng đi. Hiển nhiên hắn cũng nghe không hiểu hắn lời của mẫu thân, có chút nghi hoặc. Đó là bởi vì... Quên đi, ngươi trước hết nghe ta giảng một cái cố sự đi. Lâm Linh lại mở miệng nói. Cố sự. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên lần thứ hai ngây ngẩn cả người, bất quá lúc này, Lâm Linh cũng đã tự mình bắt đầu lại nói tiếp, trong con ngươi tràn đầy thương cảm cùng hồi ức hơn 20 năm trước một cái ở nông thôn nữ nhân thi đậu kinh thành ta sở danh giáo, nghi ngờ cất đúng phồn hoa thế giới hướng tới, cùng đối với tương lai mỹ hảo ước mơ, hắn lẻ loi một mình đi tới kinh thành, ở nơi này. Hắn gặp được đời này người thứ nhất khiến hắn nam nhân phải lòng, sau đó bọn họ cấp tốc lâm vào bể tình. Nghe thế Trần Phi thân thể mạnh run lên, mâu quang trong hiện ra nồng nặc kinh dị, cùng vẻ phức tạp. Hắn rất ưu tú, là thời điểm đó hội học sinh chủ tịch, đồng thời hắn cũng rất lãng mạn, rất làm cho cảm động, có thể ở băng thiên tuyết địa âm vài độ nhiệt độ dưới, trời còn chưa sáng tự canh giữ ở của nàng ký túc xá phía dưới, chỉ vì đưa lên chính hắn tự mình làm, nóng hầm hập bữa sáng. Vì vậy sau lại, hắn mang thai, bọn họ có con của mình. Nói đến đây Lâm Linh thân thể mạnh run rẩy. Theo sát mà hắn giọng nói chợt trở nên lạnh lùng cùng bình thản rất nhiều, chậm rãi tiếp tục nói thế mà hắn trong tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc nhưng không có đi tới, bởi vì hắn không muốn đứa bé này, muốn cho hắn đánh dụng, thế nhưng hắn lại không muốn. Đây chính là giữa bọn họ luyến ái kết tinh, cũng là hắn tự mình cốt nhục, hắn thế nào bỏ được. Có thể cho đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn kỳ thực cất giấu mà rất nhiều hắn không biết đồ vật. Tỷ như hắn đến từ một cái kinh thành thật rất lớn gia tộc, hơn nữa còn là trong gia tộc dòng chính, bị thụ quan tâm, địa vị rất cao, vì vậy, căn bản không khả năng cùng hắn loại này nông thôn đến ngốc cô nương tiến tới với nhau, bởi vì bọn họ hai người gian, căn bản cũng không xứng. Từ khi đó khởi giữa bọn họ mâu thuẫn liền càng ngày càng hơn nổi lên lợi hại. Nàng là thật không nỡ đem trong bụng của nàng hài tử đánh dụng, thế nhưng hắn lại thái độ rất kiên trì, để cho nàng nghĩ có chút nản lòng thoái chí. Sau cùng, hắn đính một cái mang thai tuyển trẻ cùng hắn tách ra, đồng thời cũng ở chung quanh các học sinh trào phúng cùng xì xào bàn tán trong, làm nghỉ học thủ tục. Bởi vì đính một cái mang thai, hắn đã không có biện pháp lại tiếp tục bình thường đi học. Lại nói tiếp còn thật là có chút một ít tiếc nuối đi. Nghe thế Trần Phi ngón tay giáp thiếu chút nữa bóp vào trong thịt mặt. Mâu quang trong hàn mang cực kỳ làm cho, thế mà, hắn lại gắt gao cắn bản thân run rẩy môi, không muốn cắt đứt mẫu thân hắn kể chuyện xưa. Sau lại, bởi vì trong bụng hài tử không có ba ba, hẳn là hoàn thành bài vở và bài tập cũng bỏ vở nửa chừng, hắn không mặt mũi về nhà, cũng chỉ có thể một người tuyển trạch ra giày lại mặt ở lại kinh thành. Sau ở hai vị đáy lòng rất hiền lành lão hai cái dưới sự trợ giúp, hắn tìm được rồi chỗ ở, cũng tìm được một phần tương đối mà nói rất nhẹ nhàng công tác. Có cơm ăn, cũng liền chậm rãi còn sống. Cuộc sống như thế vẫn rằng có 3 năm, thẳng đến trong bụng hài tử sanh ra được, có 1 tuổi nhiều. Nói đến đây Lâm Linh bất chi bất giác khóe mắt đều có 2 hàng thanh lệ vẽ dưới, thế mà hắn lại giống như không biết, tiếp tục nói lúc đầu, hắn lấy vì mình đời này hẳn là cứ như vậy, cũng sẽ không sẽ cùng hắn có cái gì cùng xuất hiện,
có thể vận mệnh lại luôn luôn tốt như vậy cười. Hai từ một tuổi nhiều thời gian, có một ngày hắn đang giúp công trong phòng ăn thu thập bàn, lại ngoài ý muốn cùng hắn gặp nhau. Đây là cách xa nhau 3 năm sau gặp lại, có thể, bọn họ đều không nghĩ tới sao. Khi đó hắn cũng không nói gì bất luận cái gì nói, thế nhưng hắn đã thấy đến một cái rất khả ái tiểu hài tử, bị nhà hàng lão bản ôm đến, gọi mẹ của nàng. Khi đó hắn quả thực thật giống như điên rồi vậy, quỳ xuống đến xin lỗi, trong miệng vẫn nói xin lỗi, bởi vì hắn thật cho rằng 3 năm trước đây tách ra thời gian, hắn sẽ chọn đem con đánh dụng, thế nhưng... Thế mà trên thế giới này cũng không có gì thế nhưng. Sau phát hiện liền có một ít cầu huyết thậm chí tự làm tự chịu. Hắn phát hiện mình có hài tử, lại có lẽ là bởi vì có chừng một điểm lương chi ở quấy phá đi, tròn cầu xin hắn một tháng, muốn hợp lại. Lúc đầu hắn là thế nào cũng không nguyện đáp ứng, có thể sau lại, hắn để hắn một tuổi bao nhiêu hài tử, đương nhiên cũng có thể là bởi vì nhẹ dạ cùng ngốc đi, cuối cùng dĩ nhiên đáp ứng rồi. Như vậy, lúc cách 3 năm, bọn họ lại cùng đi tới. Nói đến đây Lâm Linh đột nhiên có chút tự giễu vậy cười cười, nhẹ giọng nói nếu là dựa theo trong tiểu thuyết đích tình, sau cũng đã là hạnh phúc mỹ mãn rồi. Hắn đã từng cũng là như thế chờ đợi, thế nhưng, hiện thực cuối cùng là hiện thực, quá tàn khốc. Ai? Phảng phất là thở dài vậy lắc đầu, hắn mâu quang trong hồi ức cùng với rung động đều chợt trở nên nồng nặc rất nhiều. Hắn mang theo một tuổi bao nhiêu hài tử cùng hắn về tới gia tộc của hắn, lại cùng ngày đã bị chạy ra. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nàng cũng chỉ là một nông thôn đến nữ nhân, mà gia tộc bọn họ, cũng lúc đó kinh thành cao cấp nhất màu đỏ nhà giàu có. Vì vậy bọn họ bởi vì nàng căn bản cũng không có tư cách bước vào cánh cửa kia, cũng không xứng, thậm chí nghĩ hắn và hài tử của nàng đều là làm bẩn gia tộc bọn họ cao quý chính là huyết thống. Cũng bởi vì nàng là muốn đón hài tử đến buộc lại hắn, mưu toan mượn cái này tễ thân xâm nhập xã hội thượng lưu, gả nhập nhà giàu có, cải biến suốt đời. Ca. Trần Phi trong tay nắm bắt chân giường, lại vào lúc này một khối ẩm ẩm gian biến thành một chùm bột phấn. Bên trong gian phòng, bầu không khí nhất thời có chút vắng vẻ, Lâm Linh cặp kia giữ lại trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi quét một vòng con trai mình, lại đột nhiên không hiểu lại nở nụ cười, tiếp tục nói, sau đó đến mấy tháng chính là hợp hợp phân phân hợp hợp, sau cùng chuyện này hình như kinh động gia tộc bọn họ tối đức cao vọng trọng vị kia lão thái gia. Vị kia tựa hồ cũng bởi vì nàng chỉ là ham gia tộc hắn vinh hoa, địa vị, mới có thể sinh hạ hài tử làm uy hát yêu ta, vì vậy, vị kia đức cao vọng trọng lão thái gia cho hắn hai con đường tuyển trạch. Một là triệt để cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, không bao giờ nữa phát sinh vãng lai, hai là tuyển trạch cùng nàng cùng một chỗ, sau đó, bị gia tộc từ dòng chính bên trong xóa tên. Nói đến đây Lâm Linh khẽ lắc đầu một cái, rốt cục thở dài nói ra cuối cùng chuyện xưa kết quả. Đó chính là một ngày sau, hắn bị người của gia tộc đuổi ra khỏi kinh thành, nếu không thì phải chết. Mà hắn, tắc lựa chọn vị kia đức cao vọng trọng lão thái gia cho đi ra ngoài con đường thứ nhất. Đi hắn ma đức cao vọng trọng. Mà lúc này Trần Phi rốt cục nhìn không được bạo phát, sắc mặt không gì sánh được vặn vẹo cùng vẻ lo lắng nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát mà chỉ thấy kỳ thanh âm khàn giọng nói mụ, bọn họ là ai? Trần gia, không đều nói đây là một cái cố sự sao? Có thể nghe nói Lâm Linh lại nhãn thần có chút né tránh nói. Mụ. Trần Phi mí mắt mạnh run lên, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn nhãn thần lóe lên Lâm Linh, thanh âm có chút khàn giọng đạo ta biết đây chỉ là một cố sự, bất quá, ta muốn biết bọn họ là ai. Còn có cái kia nam, cái kia người nhu nhược, hắn đến tột cùng là ai. Thân thể mềm mại khẽ run lên, Lâm Linh trong con ngươi sau cùng lướt qua một tia phức tạp, thở dài một tiếng. Chậm rãi nói cố sự trong cái kia nam họ Trần, đến từ kinh thành Trần gia, tên của hắn là Trần Trấn Quốc. Họ Trần sao, quả nhiên là bọn họ a, Trần Trấn Quốc. Tốt, tốt a, mụ, ta hiện tại, thực sự rất muốn đem hắn làm thịt. Hàm răng đang run rẩy gian, tiết lộ ra sát ý nghiêm nghị câu chữ, Trần Phi quả đấm nắm thật chặt cùng một chỗ, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thiêu đốt nổi giận hỏa diễm. 3. Có thể ngay sau đó Lâm Linh lại cư nhiên một cái tát trực tiếp vẫy ở trên mặt hắn, lạnh như băng nói tiểu tử thối, người có biết hay không người bây giờ đang nói cái gì? Mụ, ta, Trần Phi bụng mặt, như trước sắc mặt rất vặn vẹo rất phẫn nộ. Có thể Lâm Linh lại lần trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt, giọng nói thực cứng nói hắn là cái xúc sinh, là một người cặn bã, nhưng ngươi cũng vậy sao? Người có biết hay không nếu là ngươi,
thân thủ giết hắn, cái này ý vị như thế nào? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu muốn ta từ nay về sau cũng không nhận ngươi, ngươi tự cứ việc đi làm. Ta Lâm Linh, không cần một cái xúc sinh nhi tử. Nghe vậy Trần Phi nắm chặt hai quả đấm kéo kẹt tiếng vang, mí mắt càng điên cuồng lay động, có thể một lát sau, hắn nhưng vẫn là chậm rãi buông lỏng ra, ngẩng đầu, cặp kia nhìn về phía mình mẫu thân đen kịt con ngươi bình tĩnh một chút, vặn vẹo cùng dữ tợn bị chôn giấu rất sâu. Hơn 20 năm trước, hắn không cách nào tưởng tượng mẫu thân nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì. Vô tận kỳ thị cùng trào phúng, còn có cái loại này kinh thành cao cấp nhất màu đỏ nhà giàu có trọng áp, thậm chí còn có tuyệt vọng. Giờ này khắc này, hắn là thật không cách nào tưởng tượng mẫu thân hắn đương sơ đến tột cùng là ở dạng gì dưới áp lực, từng bước một cho tới hôm nay. Hắn tại nơi dạng thống khổ và tuyệt vọng trong đi ước chừng hơn 20 năm. Hắn đến tột cùng là làm sao qua được a? Trần Phi đột nhiên có chút căm hận bản thân, là thật hận, hận tại sao mình không sớm một chút hỏi, nếu sớm một chút hỏi nói, hắn sẽ có thể giúp mẫu thân hắn sớm một chút chia sẻ, thế nhưng hắn lại. Mụ, xin lỗi, ta. Trần Phi cúi đầu, thanh âm có chút làm người ta đau lòng nói. Xin lỗi cái gì a? Lâm Linh chỉ cảm giác bên trong lòng mình bị hung hăng xúc giật mình, đi lên trước đem viền mắt có chút ướt át, cả người cũng đều ở run run. Trần Phi ôm vào trong lòng, ôn nhu cười nói nếu không có ngươi ở đây, ta làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ. Hơn nữa sự kiện kia mà đều đã qua hơn 20 năm, ta sớm cũng không sao. Ta hiện tại có ngươi đứa con trai này, như vậy đủ rồi. Mụ, ngươi yên tâm, năm đó bọn họ đối với ngươi làm tất cả, ta phát thệ, nhất định sẽ đòi lại. Trần Phi ôm chặt mẫu thân của mình, kiên quyết nói. Ngươi, nghe vậy Lâm Linh sắc mặt hơi đổi đổi. Nhưng lúc này đây, Trần Phi lại trực tiếp đem cắt đứt, nói mụ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm hắn, cũng sẽ không đi giết hắn, từ nay về sau ta chỉ xem hắn là một người xa lạ. Bất quá Trần gia, ta là tuyệt không khả năng buông tha bọn họ, ngươi như thế nào đi nữa ngăn cản, ta đều nhất định sẽ đi làm. Dù sao, ta thế nhưng con trai ngươi a, làm sao có thể làm được thờ ơ? Trần Phi lớn tiếng nói. Thân thể mềm mại run lên, Lâm Linh mâu quang trong hiện ra lau một cái cảm động, sau đó lại lắc đầu nói có thể ngươi biết kinh thành Trần gia có thật lợi hại sao? Đương sơ ta ở kinh thành thời gian, bọn họ cùng cái khác hai đại gia tộc cũng trở thành tứ cửu thành tam đại màu đỏ nhà giàu có. Thậm chí ngay cả sư phụ ngươi Minh Bá như vậy cổ vũ giả cao thủ, cũng không dám nói trả thù bọn họ, ngươi một đứa bé, dựa vào cái gì? Đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mụ, ngươi yên tâm đi, ta lại không ngốc, ta biết phải nên làm như thế nào. Bất quá hôm nay tìm đến ngươi cái kia Trần gia người là ai? Bọn họ có mục đích gì? Trần Phi cười cười, đem đề tài này phu diễn đi qua, lại hỏi. Ta hình như nghe được hắn nói hắn gọi Trần Duy Sơn. Ba hắn là kinh thành Trần gia hiện tại bối phận tương đối lão mấy cái lão nhân một trong, là Trần Hoa Tần, về phần bọn hắn tại sao tới tìm ta. Đoạn thời gian trước Trần gia vị kia lão thái gia tựa hồ đã qua đời, để lại một đống phiền phức, cũng khiến Trần gia tạm thời lâm vào trong khốn cảnh. Mà trước ngươi không phải là cứu Hứa gia lão thái gia, trở thành hắn ân nhân cứu mạng. Vì vậy Trần gia tới tìm ta cho ngươi đi cầu Hứa lão thái gia đứng ra, nhượng hắn bang trợ Trần gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lâm Linh chậm rãi nói rằng, nhượng ta đi cầu Hứa lão thái gia đứng ra, giúp bọn hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Bọn họ còn thật sự có mặt nói ra những lời này à, mặt so với cẩu si còn thối. Trần Phi vẻ mặt giễu cợt nói. Phi phi phi, nói bậy chút gì, cũng không ghét tâm. Được rồi, ta đi nấu ăn đi, người có muốn hay không trước đi tắm. Lâm Linh nắm lỗ mũi làm ra một cái ghét bỏ tư thế, sau đó một bên hướng về bên ngoài phòng đi đến, vừa nói. Ừ, đợi sẽ đi. Nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu, lớn tiếng nói. Chỉ là sau lại đợi được Lâm Linh từ phòng của hắn sau khi ra ngoài, trên mặt hắn thần sắc mới đột nhiên trở nên không gì sánh được băng lãnh cùng tối tăm lên. Chỉ thấy kỳ con ngươi nội chớp động sát khí, toàn thân phát ra khí tức càng như băng bột phấn vậy, cóng đến người thấu xương. Sau đó chỉ thấy kỳ mặt không biểu tình lấy điện thoại ra, bấm một cái nội bộ đặc thù dãy số. Này, Trần Tổng huấn luyện viên sao? Ta là Vương Đại Sơn, có cái gì phân phó? Điện thoại vừa tiếp thông. Microphone nội liền truyền đến Vương Đại Sơn thanh âm cung kính. Tuy rằng bình thường Trần Phi tính cách tốt,
nhưng hôm nay tình huống lại không giống với a, xảy ra chuyện lớn như vậy mà, vì vậy ngay cả hắn Vương Đại Sơn lúc này cũng không dám phớt lờ, thời khắc đem bản thân căng thẳng, rất sợ không nghĩ qua là nói sai nói, làm sai chuyện, vậy thì phiền toái. Dù sao nếu là Trần Phi thật phát giận lên, coi như là hắn Vương Đại Sơn, cũng thí đều không phải là. Dài mấy cái đầu cũng không đủ dùng. Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an có cái gọi Vương Đại Trí, người bây giờ tự dẫn người tới, đem hắn còn có ngày hôm nay sở hữu tham dự chuyện này người, đều mang đi. Trần Phi lạnh lùng nói. Vâng, người yên tâm đi, Trần Tổng huấn luyện viên, ta biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Từ Trần Phi ngôn ngữ trong tiếng cảm giác được rõ ràng hàn ý, bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn không khỏi cả người run rẩy, tiếng hít thở đều có chút nặng thêm. Ngoài ra còn có cái gọi Trần Duy Sơn, là kinh thành Trần gia người. Ta mặc kệ ngươi bên kia dùng thủ đoạn gì cùng phương pháp, trong vòng 3 canh giờ, ta muốn gặp được các ngươi đem hắn đưa trước mặt của ta đến. Nếu như ngươi làm không được, phải đi tìm La thủ trưởng thỉnh hắn cũng giúp một tay. Trần Phi lại mở miệng lần nữa, chậm rãi nói ta không muốn gặp lại có bất kỳ ngoài ý muốn, bằng không, chính ngươi nhìn làm đi. Vâng, Trần Tổng huấn luyện viên, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn cả người run lên, đầu đầy mồ hôi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe Trần Phi nói như vậy. Thật đáng sợ. Mà khi Trần Phi bên kia cúp điện thoại sau, Vương Đại Sơn lập tức mã bất đình để tìm được rồi La Viễn Chí La thủ trưởng điện thoại, sau đó gọi tới. Này, Vương chủ nhiệm, người bên kia tình huống thế nào, Trần tiểu tử hắn. Nhận được Vương Đại Sơn điện thoại, La Viễn Chí La thủ trưởng rõ ràng có chút khẩn trương. Ngay cả nói chuyện xưa nay đều cười ha hả giọng nói, lúc này đây cũng biến thành tương đương ngưng túc, tràn đầy lo lắng. Không có biện pháp, dù sao chuyện lần này mà thật là không nhỏ, nếu là tiểu tử kia không nín được nóng nảy phát nói, vậy thật phiền toái. La thủ trưởng, ta vừa rồi nhận được Trần Tổng điện thoại của huấn luyện viên. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn nói đến đây dừng lại một chút. Ngươi nói, nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng giọng nói chợt dương lên. Lộ ra ngưng trọng. Vâng, La thủ trưởng, là như vậy. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn ứng một chút, sau đó đem sự tình đại thể nói một lần. Ai, tiểu tử này, xem ra hắn lần này là thật sinh khí. Sau khi nghe xong, La thủ thở dài nói. Mặc dù hắn hiện vào thời khắc này vẻn vẹn chỉ là từ Vương Đại Sơn trong miệng nghe được thuật lại, nhưng hắn vẫn cảm giác được một không nói được hàn ý. Hắn biết Vương Đại Trí còn có Trần Duy Sơn lần này là thật xong. Nhưng bây giờ vẫn còn có một vấn đề, kinh thành Trần gia cũng không tốt chọc, hơn nữa bọn họ phi báo cũng không thể trêu vào. La thủ trưởng, vậy chúng ta bây giờ? Vương Đại Sơn hiển nhiên đoán được La thủ trưởng lo lắng là cái gì, mà đây cũng chính là hắn sợ băn khoăn, nhưng Trần Phi bên kia mệnh lệnh lại hắn không có khả năng cũng không dám không nghe. Trước đem người bắt lại rồi hãy nói. Tuy rằng ta cũng không biết Trần gia cùng Trần tiểu tử trong lúc đó, đến cùng có mâu thuẫn gì, có thể họa không kịp thân thuộc, bọn họ lần này chân thực làm được có chút quá phận, cũng quá không đem chúng ta phi báo để vào mắt. Thế mà theo sát mà bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí La thủ trưởng nhưng ngay cả cân nhắc cũng không có, liền trực tiếp mở miệng nói. Trần Phi là bọn hắn phi báo hiện giữ tổng huấn luyện viên, coi như chỉ là cái trên danh nghĩa, không ở biên chế nội. Vậy cũng đại biểu cho bọn họ phi báo bộ mặt a. Có thể các ngươi Trần gia lần này coi là cái gì? Đều trực tiếp nháo đến nhà mặt tới, không phải là không đưa bọn họ phi báo không coi vào đâu là cái gì. Hơn nữa là trọng yếu hơn một việc, đó chính là Trần Phi tiểu tử kia, hiện tại có thể hoàn toàn là ở nổi nóng, liên hắn là Viễn Chí cũng không quá quan tâm dám khuyên, rất sợ khơi dậy tiểu tử kia trong lòng ngoan lệ, vậy thực sự triệt để phiền toái. Thử nghĩ cũng bởi vì một lần ám sát, đều có thể tự mình thiên lý xa xôi chạy đi Italia, đem quốc tế sát thủ nhất lưu tổ chức cho tận diệt. Chính mình loại này cực đoan tính cách Trần Phi, hiện tại đều bị khi dễ tới cửa, quấy rầy đến mẫu thân hắn trên đầu, thử hỏi dưới loại tình huống này hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Không nháo cái long trời lở đất tựu đã coi như là rất tốt rất tốt. Ai? Nghĩ đến đây dù là La Viễn Chí La thủ trưởng cũng không nhìn được có chút lo lắng hít một tiếng. Tự lẩm bẩm Trần gia gần nhất không đều như vậy tự thân khó bảo toàn sao. Lại còn như thế không an phận. Ai, hy vọng chuyện này đến cuối cùng đừng làm rộn quá lớn đi, nếu không đến lúc đó tự thật được loạn trên loạn một cái, chân thực không cần thiết a.
Tuy nói tứ cửu thành Trần gia đoạn thời gian trước lão thái gia đi, hiện tại chính tiêu khó lúc đầu ngạch, một đoàn loạn, có thể dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có hàng đầu, cũng không phải đùa giỡn. Cho dù ai trong mắt đều là quái vật lớn. Thế mà tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng vấn đề là Trần Phi tiểu tử kia hiện tại cũng không phải ngồi không a. Có Hứa lão thái gia ở phía sau hắn chỗ dựa, phải dùng tới sợ ai. Chớ nói chi là ngoại trừ có Hứa lão thái gia ở phía sau hắn chỗ dựa ngoại, tiểu tử kia bản thân còn là một gai đầu, rất đâm tay gai đầu. Dù sao ngay cả hổ báo đường cái loại này chiếm giữ ở lĩnh Nam ba tỉnh hơn 10 năm hắc ám u ác tính, đều ở trong tay hắn bị diệt sạch sẽ, tiên thiên đã ngoài, không chừa một mống, tất cả đều tử vong hoặc tiêu thất, cái này ý vị như thế nào, đã hoàn toàn không cần dùng dư thừa lời thừa để hình dung. Tối thiểu khi hắn La Viễn Chí hôm nay nhận chi cùng phán đoán trong. Mặc dù không có Hứa lão thái gia ở phía sau hắn chỗ dựa, sợ rằng bây giờ Trần gia cũng không có biện pháp đem Trần Phi tiểu tử kia thế nào đi. Dù sao cái loại này tầng thứ cổ vũ giả cường giả không có thể như vậy đùa giỡn, tính nguy hiểm quá, vì vậy ngay cả quốc gia cũng sẽ kiêng kỵ mạc thâm. Tốt lắm, ta đây biết nên làm như thế nào. La thủ trưởng, ta cúp điện thoại trước. Theo sát mà Vương Đại Sơn cúp điện thoại, hiển nhiên hắn đã biết nên làm như thế nào. Có đôi khi trên mặt nổi lực lượng thoạt nhìn rất nghiêu ép, nhưng chân chính đáng sợ cũng giấu trong bóng đêm lực lượng. Tựu như cùng điện ảnh, kịch truyền hình trong bình thường sẽ nhắc tới ngành đặc biệt, tổ chức đặc công, chúng nó có lực lượng đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, người thường hoặc là phổ thông cơ sở quan viên, cảnh sát căn bản hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hơn nữa bọn họ quyền lực trong tay cũng rất kinh người. Thời cổ hậu không phải là có thượng phương bảo kiếm, tiên trảm hậu tấu sao? Phi báo loại này ngành đặc biệt có quyền lợi, từ góc độ nào đó trên giảng, chính là tương tự với như vậy. Thậm chí bọn họ coi như trước chém, còn không dùng sau tấu, chỉ cần đừng liên lụy đến cái gì chân chính người có năng lượng hoặc thế lực là được. Đây mới là để cho người sợ cùng giật mình, dù sao ai không sợ có thể tùy thời treo ở trên cổ hắn thanh kiếm kia ni. Chỉ là tùy tiện ngẫm lại, cũng đủ để cho ra đầu tê dại. Hơn nữa mặc kệ về công còn là về tư, Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên chuyện tình đều sớm đã thành bị bọn họ phi báo nội bộ liệt vào tối hạng nhất đại sự. Bởi vì, này loại người nếu là bị kích động, nghiêm trọng nói giờ, quan hệ quốc gia an nguy đều là có khả năng. Vì vậy, Vương Đại Sơn một bên dẫn người tự mình hướng về Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an đuổi, một bên cũng đem từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống phía dưới. Ngay sau đó phi báo con vật khổng lồ này ngành đặc biệt tựa như cùng cơ khí vậy, cao tốc vận chuyển. Chẳng được bao lâu, có quan hệ ở Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Chí sở hữu tư liệu, cũng đã đi qua máy vi tính, cẩn thận không lộ trình hiện tại trước mặt hắn. Nguyên lai người này còn thật không vậy thứ tốt gì, không chỉ có nương quyền lực trong tay tham ô nhận hối lộ, hành động địa phương hắc ác thế lực ô dù, còn từng phạm xuống nhiều lần cường di an thời gian. Cuối cùng đều bị hắn dùng tiền cùng quyền lực trong tay ép xuống. Bình thường, muốn phi báo loại này kéo dài qua lĩnh Nam Ba tiết kiệm khổng lồ ngành đặc biệt, là không có hứng thú để ý tới giống như Vương Đại Chí loại này huyện thành nhỏ đồn công an phó sở trưởng. Chỉ khi nào khi bọn hắn muốn tra, muốn đối với loại này người hạ thủ, vậy đơn giản là quá giản đơn, quá sự tình đơn giản. Tự giống như bây giờ, chỉ tốn gần 10 phút. Sau đó Vương Đại Sơn tự mình dẫn người xuất hiện ở Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an, đem chính ở trong đó tâm loạn bất an Vương Đại Chí trên đầu trận lại băng lạnh lùng nòng súng, trực tiếp đem mang đi. Nếu là vị này Vương Phó Sở trưởng là một vị công chính nghiêm minh thật là tốt cảnh sát, quan tốt, bọn họ có thể còn có thể cảm thấy hổ thẹn, có thể người này hiển nhiên không là thứ tốt gì, tự nhiên cũng thì không bao giờ thương hại. Mà thẳng đến bị Vương Đại Sơn đám người tự mình tìm tới cửa, Vương Đại Chí mới bất ngờ sợ hãi phát hiện, nguyên lai Chu Thiên Diệp Chu Cục trước trong điện thoại nói với hắn những lời này, dĩ nhiên không phải là đang nói đùa. Mà là thật. Sau cùng hắn vẻ mặt tuyệt vọng bị phi báo thành viên băng lãnh nòng súng đè ở trên đầu mang đi, bởi vì về hắn phạm tội căn cứ chính xác theo đang ở trước mắt, vậy đều không kéo xuống. Mà những chứng cứ này cũng đã đủ nhượng hắn ngồi cả đời tù, thậm chí xử tử hình. Cùng hắn cùng nhau bị mang đi còn có cái khác mấy cái cũng tham dự chuyện này lính cảnh sát. Nếu lúc này đây hắn Vương Đại Sơn đều tự mình xuất động, đương nhiên không có khả năng vẻn vẹn chỉ vì một cái Vương Đại Chí. Muốn rút tự nhiên muốn nhổ tận gốc, không chừa một mống. Vì vậy phàm là cùng ngày hôm nay chuyện này có liên quan,
tất cả đều bị kẻ khả nghi nguy hại an ninh quốc gia tội danh cho toàn bộ mang đi. Bọn người kia nếu là cái mông dưới sạch sẽ, vậy hoàn hảo, nếu không phải nhanh nói, vậy ha ha. Không có ý tứ lạc. Trần Phi nói cũng không ngờ tới bản thân một câu nói, để này tiểu cảnh sát cũng theo gặp ương. Bất quá coi như hắn biết, cũng chắc chắn sẽ không lưu ý. Dù sao hắn trong lòng bây giờ mặt lửa, cũng còn không chỗ phát ni. Cùng lúc đó, từ Thành Dương huyện chật vật rời đi Trần Duy Sơn, chính vẻ mặt vẻ lo lắng cùng sắc mặt nhăn nhó ngồi ở hắn chiếc kia binh ly trên, trong miệng nghiến răng nghiến lợi theo, không biết đang chủ yếu mắng những thứ gì. Hiển nhiên lấy hắn Trần Duy Sơn như vậy thân phận, như vậy địa vị, đường đường kinh thành lão Trần gia đệ tử, công an bộ phó thính cấp cán bộ, dĩ nhiên ngày hôm nay tại đây Thành Dương huyện đã bị lớn như vậy nhục, như vậy hắn quả thực không cách nào tiếp thu. Leng keng đinh. Nhưng vào lúc này hắn chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhất thời chỉ thấy Kỳ trước mắt sáng ngời, nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra nhấn nút trả lời này, ba, là ta. Ngươi vừa rồi thế nào không tiếp điện thoại ta, ngươi không biết ta. Ta vừa rồi có chút việc mà, ngươi bây giờ không phải là hẳn là ở Giang Nam sao? Sự tình làm được thế nào, tiện nữ nhân có hay không đồng ý? Từ microphone nội truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm già nua. Mà chủ nhân của thanh âm này cũng không phải người khác, chính là Trần Duy Sơn cha, Trần gia Trần Hoa Tần. Hơn nữa nhìn lên, hắn tựa hồ là biết mình nhi tử lần này lén hành động, lẽ nào? Ba, người không biết tiện nữ nhân có bao nhiêu không tán thưởng. Ta đều đã rất rõ ràng nói cho nàng biết thân phận của ta, còn nói cho nàng biết chỉ cần thành thật dựa theo lời nói của ta đi làm, là có thể bị chúng ta Trần gia sở tiếp nhận, thêm vào gia tộc bọn ta. Có thể, thế nhưng ba, người biết hắn là trả lời như thế nào sao? Trần Duy Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra một tia ánh mắt oán độc. Nói như thế nào, bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần nhíu nhíu mày, chậm rãi nói. Hắn lại còn nói hiện tại hắn đã xem thường chúng ta lão Trần gia. Hơn nữa hắn còn lại còn nói chúng ta lão Trần gia so ra kém Hứa gia, phi, vật gì vậy? Thật cho là mình coi là chưa rể cây chưa cây tỏi. Nếu không phải là bởi vì hắn nhi tử, hắn thật cho là chúng ta lão Trần gia nhìn thấy trên hắn loại này đồ nhà quê, đồ đê tiện. Trần Duy Sơn sắc mặt nhăn nhó nói, chửi ầm lên. Hơn nữa mắng, trong mắt hắn vặn vẹo cùng với đố kỵ lửa ngược lại thiêu đốt được mãnh liệt hơn. Hắn Trần Duy Sơn, tuổi còn trẻ từ trọng điểm sau khi tốt nghiệp đại học, ngay cha hắn còn có lão Trần gia dưới sự trợ giúp, vô cùng dễ dàng tiến nhập công an bộ. Hơn nữa mấy năm gần đây còn bỏ đến phó thính cấp vị trí khác, người trước người sau hạng ngăn nắp xinh đẹp. Ai nhìn thấy hắn không phải là khách khí tiếng kêu viên chủ nhiệm. Vốn tưởng rằng liên hắn như vậy đại nhân vật đều đã tự mình đến cái này thâm sơn cùng cốc, ở nông thôn địa phương, muốn tìm hắn làm ít chuyện mà, đây là hạng cho nàng mặt mũi, là hắn bực nào vinh hạnh. Lại không nghĩ rằng tiện nhân kia nếu không có đáp ứng, còn như vậy không tán thưởng. Đưa hắn hung hăng dạy dỗ một trầu không nói, còn dĩ nhiên lấy cái loại này giọng giễu cợt, tự cho là mình coi là vật gì vậy, nói đã xem thường bọn họ Trần gia. Mà, không phải là hắn nhi tử không biết đạp cái gì cầu si, vận khí tốt chỉ Hứa lão thái gia bệnh. Nếu không Hứa lão thái gia ở phía sau bọn họ chỗ dựa nói, tự cái loại này nông dân, đồ nhà quê, nhằm nhò gì. Thật đúng là toan có thể a. Hiển nhiên càng là loại này khi hắn Trần Duy Sơn trong mắt bị coi thường hạ tầng người, đồ nhà quê, nhưng không biết đạp cái gì cẩu si vận, cư nhiên hiện tại bò đến trên đầu hắn, thậm chí ngay cả bọn họ lão Trần gia đều xem thường, bởi vì phía sau có Hứa lão thái gia chỗ dựa, điều này làm cho hắn tại sao có thể trong lòng đố kỵ lửa không hừng hực thiêu đốt. Hắn Trần Duy Sơn thân phận gì, địa vị gì, chưa từng ăn xong loại này nghẹn, bị hai cái hạ tầng người, đồ nhà quê cưỡi ở trên đầu. Điều này làm cho kiêu căng như hắn loại thân phận này thượng tầng nhân sĩ, căn bản không có biện pháp tiếp thu. Hơn nữa hiện tại càng không cách nào nhường hắn chịu được là, tiện nữ nhân, đồ nhà quê lại dám như vậy không tán thưởng, không đáp ứng hắn Trần Duy Sơn yêu cầu, thậm chí còn dám cho bọn hắn lão Trần gia đối nghịch. Thực sự là ai có thể nhẫn ai không thể nhẫn a? Ba, làm sao bây giờ? Tiện nữ nhân lại dám như vậy không tán thưởng. Lão tử sớm tối được nhảy ra tay thu thập hắn. Bất quá bọn hắn hiện tại nếu là không đi cầu Hứa lão thái gia ra mặt, cái mông ta phía dưới vị trí. Trần Duy Sơn trong mắt lộ ra một tia ánh mắt oán độc, còn băn khoăn hắn dưới mông mặt vị trí.
vị trí, còn vị trí cái rắm, nếu như Hứa lão thái gia không muốn ra mặt, chỉ ngươi tiểu tử này những năm gần đây làm những chuyện hư hỏng kia, ngay cả ta đều chỉ có thể bảo ngươi an an ổn ổn từ vị trí xuống tới, nếu không đổi thành những người khác, sớm đi vào đợi, đâu còn có thể giống như ngươi như bây giờ tiêu sái. Bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần đảo cặp mắt trắng dã, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ba, ngươi nói gì vậy? Ta thế nhưng con trai ngươi, có thể cùng này ngoại nhân so với sao? Rồi hãy nói, này ngoại nhân có tư cách gì cùng ta so với? Ta mặc kệ, ba, nếu ta thật bị cách chức nói, ta nhưng thật ra không có vấn đề, ngươi ni. Ngươi trên mặt mặt không có trở ngại, Trần Duy Sơn lập tức nói. Được rồi, ngươi đã hiện tại đều đã thất bại, vậy trước tiên trở lại hàng nói. Ô ô ô, từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Trần Hoa Tần bất đắc dĩ thanh âm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa giữa không trung lại đột ngột truyền đến mấy đạo mã lực mạnh mẽ tiếng ô ô. Sau đó liền tại nơi Trần Duy Sơn cùng với những người áo đen kia bảo tiêu từ từ sợ hãi trong ánh mắt, bốn cái quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu xuất hiện ở giữa không trung, ra bọn hắn bây giờ trong tầm nhìn, cabin hai bên lộ vẻ đen kịt sáu quản súng máy. T, đó là... ta, ông trời của ta, không phải đâu. Đây là đang sợ điện ảnh. Đóng phim cũng không cần làm cho lớn như vậy chiến trận đi. Đây chính là quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu A. Các ngươi nhìn một cái súng máy, cũng đều là người thiệt. Cái này. Nhất thời đường cao tốc trên quốc lộ, đang ở bay nhanh đông đảo đại trung loại nhỏ xe cộ, từ đó không hẹn mà cùng truyền đến liên tiếp lùi kịch liệt cũng hút lương khí thanh, cùng với kinh khủng. Phải biết rằng bọn họ cũng đều là nhỏ dân chúng, coi như trong đó một số ít người có thể hơi có chút tiền, có điểm quyền, có điểm xu thế, lại chưa từng gặp qua loại này chấn động người một màn. Đây chính là người thiệt A. Quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu đều đem ra hết, cái này hắn ma rốt cuộc là đang đóng phim, còn là. Giống như điện ảnh trong nói như vậy chính đang đuổi bắt quốc tế tội phạm quan trọng. Ừng ực tương đương Trần gia, bọn họ hình như là ở truy chúng ta. Chiếc kia xe Bentley trong, một vị hắc y nhân bảo tiêu chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt thần sắc có vẻ có chút rung động cùng kinh hoàng nói. Không nghĩ tới quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu dĩ nhiên là hình như hướng phía bọn họ tới. Ngươi nói cái gì? Nhất thời Trần Duy Sơn sợ đến cả người cũng không nhịn được run lên, thậm chí thiếu chút nữa liền nắm điện thoại di động cái tay kia đều cầm không vững. Coi như là hắn Trần Duy Sơn, đến từ kinh thành, đường đường công an bộ phó thính cấp cán bộ, lão Trần gia đệ tử. Cũng rất hiển nhiên chẳng bao giờ cảm thụ. Chịu đựng quá như vậy hoang đường một màn. Quả thực thật giống như nằm mơ. Hắn Trần Duy Sơn thân phận gì, địa vị gì. Ba hắn thế nhưng Trần Hoa Tần, hiện nay lão Trần gia bối phận già nhất vài vị lão nhân một trong, sở, vì vậy ai dám như vậy tìm hắn phiền phức. Tìm, muốn chết sao? Duy núi, chuyện gì xảy ra? Người bên kia thế nào đột nhiên như thế ầm ĩ? Mà nhưng vào lúc này, bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần gào thét lớn hướng con trai mình hỏi. Hắn vừa rồi ở lúc nói chuyện, bên đầu điện thoại kia lại đột nhiên truyền đến rất ồn ào thanh âm, có chút chói tai, sẽ không hiểu có chút có quen thuộc, khiến trong lòng của hắn mạnh có chút bất an lên. Ba, không phải là bay, máy bay, vậy mà lúc này Trần Duy Sơn rất hiển nhiên đều nhanh sợ tiểu, nói đều là run lẩy bẩy, vẻ mặt run, hơn nữa ngày mới biệt xuất một câu. Máy bay. Cái gì máy bay, đến cùng chuyện gì xảy ra, cho ta nói rõ ràng một điểm, ngươi là câm điếc sao? Trần Hoa Tần nhìn không được hét lớn. Ba, là máy bay, quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu. Có bốn cái quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu đem xe của ta cho bao vây. Ba, ta hiện tại sửa làm sao bây giờ a? Sao, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này mà a? Nhất thời Trần Duy Sơn mới có hơi bị giống thanh tỉnh, vẻ mặt cầu xin. Môi run rẩy sợ hãi nói. Chớ nhìn hắn trước ở Lâm Linh trước mặt muốn rất nghiêu bức có rất nghiêu bức, phải nhiều cường ngạnh mạnh bao nhiêu cứng rắn, thế mà loại này trong bụng chỉ có một đống thảo người ngu ngốc có thể có nhiều gan lớn. Nói chung hiện vào thời khắc này đều hoàn toàn đã bị sợ tiểu, thật giống như đang nằm mơ. Ngươi nói cái gì? Ngươi bây giờ bị bốn cái quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu cho bao vây. Mà đang nghe Trần Duy Sơn lời này. Bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần bỗng nhiên từ chỗ ngồi khởi động đến, sau đó vẻ mặt tức giận cùng ngưng túc quát hỏi. Lấy thân phận địa vị của hắn, đương nhiên rất rõ ràng người bình thường tuyệt không khả năng làm ra loại chiến trận này đến,
nhất là bên trong tỉnh quốc lộ cái loại này đại chúng trong tầm nhìn, hơn nữa những người đó, rõ ràng còn đến có chuẩn bị, chẳng lẽ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lại nghe được microphone nội truyền đến một đạo loa công suất lớn quát lạnh phía trước chiếc kia binh ly nghe, ngay tức khắc hạ thủ, thúc thủ chịu trói, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thế mà Trần Duy Sơn ngồi chiếc kia binh ly lại vẫn còn đang trên quốc lộ bay nhanh. Xe Bentley nội, Trần Duy Sơn vẻ mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi, môi như trước kịch liệt run rẩy căn bản không dừng được, có thể hắn lại cũng không có xe đỗ, mà là hướng bên đầu điện thoại kia ba hắn Trần Duy Sơn hốt hoảng xin giúp đỡ nói ba, ta bây giờ nên làm gì a? Những tên kia mệnh lệnh bọn ta dừng lại. Tiếp tục lái, trên quốc lộ vãng lai xe cộ nhiều như vậy, bọn họ không có can đảm động thủ. Thế mà bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần trầm ngâm nửa ngày, lại cư nhiên như vậy mở miệng, nói. Hiển nhiên hắn thấy, cao tốc trên quốc lộ vãng lai số lượng xe chạy nhiều như vậy, lớn như vậy, coi như là hắn Trần Hoa Tần từ quân đội bối cảnh, cũng không dám loạn như vậy đến. Đối phương khẳng định cũng giống như vậy. Vì vậy bọn hắn bây giờ thể hiện loại này hình dạng, khẳng định cũng liền chỉ là hù dọa một chút người, không cần thiết sợ. Cùng lúc đó, phía trước ta cái quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu, có một gã ăn mặc mê thải phục phi báo thành viên, cầm điện thoại di động nói Vương chủ nhiệm, bọn họ không xe đỗ. Không dừng. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn mặt không biểu tình, sau đó thản nhiên nói vậy hãy để cho bọn họ dừng lại. Phương pháp gì đều có thể. Vâng. Tên kia mặc mê thải phục phi báo thành viên đạt được cho phép, nhất thời nhịn không được kỳ khóe miệng buộc vòng quanh lạnh lùng mỉm cười. Sau đó chỉ thấy kỳ cầm bộ đàm hạ lệnh, sau đó hai cái phi cơ trực thăng xoay quanh, bất ngờ lại hướng phía Trần Duy Sơn ngồi binh ly lao xuống phía dưới, quay đầu xuống. Phi cơ trực thăng hai bên họng súng đen ngòm lạnh như băng nhắm ngay bọn họ. Trần ra, bọn họ hình như là đến thực sự, chúng ta bây giờ nên làm gì? Xe đỗ sao, thấy tình cảnh này ngồi ở xe Bentley hàng trước hắc y nhân bọn bảo tiêu một trận run rẩy nói. Thực sự. Chính xác thí, bọn họ dám thế nào? Thế mà Trần Duy Sơn giờ này khắc này mặc dù có bị dọa đến thiếu chút nữa tè ra quần, có thể hắn lớn như vậy lúc nào ăn xong loại này nghẹn bị loại này tội, thế nào đồng ý cúi đầu? Nhất là vẫn còn hắn cái này một phiếu bảo tiêu trước mặt, nếu là sau truyền đi, hắn Trần Duy Sơn mặt mũi để nơi nào? Ma, các ngươi có bản lĩnh nổ súng thử xem. Nghĩ đến đây, hắn cư nhiên quay cửa kính xe xuống vươn một cây ngón giữa, khiêu khích nói. Thế mà hắn trên khuôn mặt nhưng vẫn là dừng lại theo rõ ràng sợ hãi, run liên tục. Ha ha! Nhìn Trần Duy Sơn từ xe Bentley thân đi ra ngoài ngón giữa, mặc mê thải phục phi báo thành viên trên mặt thần sắc mạnh trầm xuống, sau đó khóe miệng cấp tốc buộc vòng quanh lau một cái màu sắc trang nhã, hạ lệnh nổ súng. Đát đát đát, nhất thời hai cái phi cơ trực thăng cánh súng máy cơ quản dường như quái thú vậy, phun ra nuốt vào ra làm người ta con ngươi sợ hãi hỏa hoa. Cơ hồ là trước tiên đã đem xe Bentley sát ngoài chấn đát 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 vang lên động, khổng lồ kia lực đánh vào cũng để cho xe người ở bên trong thoáng cái ngã trái ngã phải lên. Sau đó xoẹt phập một tiếng, xe Bentley hàng trước xăm lốp xe trực tiếp bảo. Theo sát mà chỉ thấy kỳ chợt một trầu, trọng trọng hướng về ven đường trên đánh tới, phanh một tiếng vang thật lớn, đầu xe đụng biết, người ở bên trong cũng không ít đều đụng phải đầu rơi máu chảy. Ta, chà chà, bọn họ đến thực sự. Hiển nhiên lúc này bọn họ mới nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Cái này hai cái quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu cư nhiên đến thực sự, thật dám nổ súng. Hơn nữa đây chính là người thiệt a. Quân dụng máy bay chiến đấu thương súng, ngoại trừ chiến tranh hoặc đặc thù nhiệm vụ, người bình thường ai dám đơn giản động loại đồ chơi này. Nhưng bây giờ, xuống xe. Mà nhưng vào lúc này, đã có ghìm súng sĩ binh từ phi cơ trực thăng nhảy xuống. Một bên dùng báng súng hung hăng đập một cái kiếng xe, tuy rằng không đập phá, nhưng cũng khiến bên trong xe những người đó thoáng cái gan đều bị sợ phá. Đều một đám giơ lên cao hai tay, run rẩy từ binh ly trên xe xuống, bắt tay ôm ở trên đầu ngồi xuống một bên. Hiển nhiên bọn họ từng cái một tuy rằng cũng đều coi là gặp thể diện quá lớn, nhưng hôm nay một màn này, nhưng vẫn là đem bọn họ sợ đến quá. Trời biết bọn người kia lai lịch gì, quất cái gì phong, đây chính là súng máy A. Dĩ nhiên thực sự nổ súng, ai dưới khiến, người nào chịu trách nhiệm. Mọi người đều biết, Hoa Hạ quân nhân thiết huyết ở quốc tế trên đều là nổi danh, nhưng là bọn hắn đối với mình dân chúng tốt,
vì vậy điều này cũng làm cho Dưỡng Thành một số người đương nhiên ý tưởng, cho là mình là Hoa Hạ người dân, những quân nhân này muốn đương nhiên bảo vệ mình. Các ngươi ai là Trần Duy Sơn? Từ bốn cái trên phi cơ trực thăng chợt xuống một đám Hà Thương thật đạn đồ dằn di binh sĩ, trong tay bưng thương súng, bên trong tất cả đều là đạn thật. Phi báo thành viên người cuối cùng xuống tới, lạnh lùng chất vấn. Bá! Nhất thời, ở đây sở hữu bắt tay ôm ở trên đầu ngồi chồm hổm một bên hắc y nhân bọn bảo tiêu đều vô ý thức ánh mắt quét về phía sau, rơi vào từ lâu sắc mặt trắng bệch Trần Duy Sơn trên người. Thấy tình cảnh này Mạc Mê Thải phục phi báo thành viên lập tức khuôn mặt hiện ra cười nhạt. Đi, bắt hắn cho ta khảo lên. Mà đang ở Trần Duy Sơn con người dần dần bởi vì run cùng sợ hãi mà mở lớn lúc, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Chỉ thấy người mặc đồ dằn di phi báo thành viên lạnh lùng nhìn hắn nói. Không đợi người trước phản ứng kịp, này bưng súng thật đạn thật bộ đội đặc chủng quân nhân đã như lang như hổ nhào tới, đem hai tay ban ở sau lưng trực tiếp khảo lên. Khốn cây Ethiota, các ngươi hắn ma chính là ai? Có biết hay không ta Trần Duy Sơn thân phận gì lai lịch gì? Ta thế nhưng kinh thành lão Trần ra người, các ngươi dám bắt ta? Thân là có lai lịch lớn Trần Duy Sơn, lúc này cư nhiên bị một đám binh lính càn quấy tử ban theo song trưởng bắt, hắn đương nhiên nhịn không được phẫn nộ vạn phần, cảm thấy nhục nhã, mở tự mắng to lên. Thế mà đến đây người bắt hắn, nhưng là chân chính từng thấy máu ngành đặc biệt tinh anh. Lĩnh Nam ba tỉnh phi báo hậu bị thành viên. Chớ nói chi là trong đó cũng không thiếu người đều vẫn là chính thức trong nhóm thành viên, lại tăng thêm Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên còn có La Viễn Chí La Thủ trưởng tự mình hạ lệnh. Mặc dù đối phương lai lịch không nhỏ, đến từ kinh thành Trần gia, cũng vẫn là không có đưa bọn họ hù ở.